Chương 2198, Bí thư Thành ủy chờ cậu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoát cái đã đến tháng 9. Trong khoảng thời gian này, Hồng Diệp Bảo đã được sửa chữa xong. So với trước kia, phạm vi của Hồng Diệp Bảo đã rộng hơn nhiều. Kiều đại tiểu thư vô cùng hài lòng, hiện nay thời gian sống tại Hồng Diệp Bảo nhiều hơn sống ở đại viện Kiều gia rồi. Còn Diệp Phàm trong khoảng thời gian này chỉ cần rảnh rỗi là lại đến Hàn Đàm luyện công. Tuy nhiên, dù là cái bụng tướng quân đã tiêu mỡ rất nhiều, nhưng bản lĩnh thì vẫn chưa có gì đột phá. Diệp Phàm cũng không gấp, vì nếu đột phá thì chẳng phải đã bằng với Phí Thanh Sơn rồi sao? Người ta hiện nay đang ở tầng 3, hơn mình một bậc rất nhỏ. Nhưng đó chính cửu đẳng đại viên mãn, hoàn toàn khác. Có được mấy cao thủ đến được thời điểm mấu chốt này chứ? Đương nhiên, cuộc tỉ thí với gia tộc Y Bỉ Đế nước Anh Quốc, Diệp Phàm vẫn nhớ rõ. Diệp Phàm tin, còn 3 năm nữa, có lẽ vẫn còn kịp. Diệp Phàm tin bản thân mình sẽ không ngừng chó ngáp phải ruồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này ngày nào cũng quấn quýt với Tuyết Hồng. Hai người tuy nói ngày nào cũng ngâm ở Hàn Đàm, nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì. Ngày 2, trưởng phòng Tư Mã Thanh phòng tình báo khu cảnh vệ Bắc Kinh cung kính đứng cạnh Diệp Phàm. Ngồi đi, thiếu tá Tư Mã. Diệp Phàm vẻ mặt thân thiện chỉ vào chiếc ghế đối diện. Thủ trưởng, Tư Mã thích đứng, không mệt. Tư Mã Thanh chào theo tiêu chuẩn quân đội, nói. Ha ha ha. Diệp Phàm cười cười cũng không bắt buộc, hắn liếc mắt nhìn Tư Mã Thanh một cái, nói. Hôm nay, gọi cậu đến đây, cậu có thấy kỳ lạ không? Thủ trưởng chịu gọi đến, Tư Mã Thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Tư Mã Thanh hai chân khép lại, vô cùng cung kính. Nước chúng ta có một đội quân thần bí, cậu có biết không? Diệp Phàm nói. Có nghe nói, hình như là tổ đặc nhiệm A, nghe nói ở đó toàn là cao nhân, võ công cao cường, kỹ thuật bắn súng cũng hạng nhất. Đáng tiếc, Tư Mã vô duyên. Tư Mã Thanh cũng không ngu, Diệp Phàm hỏi thế, anh ta cũng cảm giác được gì đó, nên càng thêm cung kính. Cậu có muốn gia nhập không? Diệp Phàm hỏi. Nằm mơ cũng muốn. Tư Mã Thanh không hề nghĩ ngợi, thốt lên. Tuy nhiên, bản lĩnh của cậu còn chưa đủ, ở bên đó thấp nhất cũng phải là tứ đẳng khai nguyên. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai, tuy nhiên, thủ trưởng, tôi sẽ cố gắng. Tôi còn trẻ, sẽ cố gắng hết sức để đột phá tứ đẳng khai nguyên. Tư Mã Thanh nắm chặt nắm tay, hai mắt sáng quắc chờ đợi. Vậy cũng phải chờ cậu đột phá mới được. Nhưng họ quan sát cậu cũng lâu rồi. Cảm thấy cậu đầy đủ tư cách để làm đội viên dự bị. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể giới thiệu. Diệp Phàm nói. Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn thủ trưởng, Tư Mã nguyện ý, tôi nằm mơ cũng muốn, thề vì tổ đặc nhiệm A cống hiến thân này. Tư Mã Thanh kích động đến nỗi môi không ngừng run lên. Được. Diệp Phàm gật đầu, đứng lên la lớn. Đường Thành, vào đây. Thủ trưởng, xin chỉ thị. Đường Thành đứng nghiêng, chào hỏi theo quân lễ. Anh dẫn cậu ấy đến tổng bộ, nếu đủ tư cách thì để cậu ấy là đội viên dự bị. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Buổi chiều, có tin báo đến, Tư Mã Thanh đã vượt qua bài trắc nghiệm đánh giá của tổ đặc nhiệm A, chính thức trở thành thành viên dự bị của tổ đặc nhiệm A. Cùng với sự cố gắng của thành viên bộ máy tổ đặc nhiệm A, cũng đã có được 8 đội viên mới. Tuy nhiên, có 3 người là do Diệp Phàm tìm về. Ngày 6 tháng 9, Diệp Phàm đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện. Điện thoại vang lên, vừa nghe máy, giọng Tề Chấn Đào truyền tới. Diệp Phàm, cậu có muốn về địa phương công tác không? Dĩ nhiên là muốn, ở thủ đô dù tốt, nhưng, công tác không triển khai được, cấp bậc quá thấp, kinh nghiệm quá ít, ở đây dễ bị quản chế, vô nghĩa. Diệp Phàm nói, trước mắt còn thiếu một vị trí, nếu cậu chịu xuống, có thể lập tức chạy thử. Tề Chấn Đào nói. Vị trí nào? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Thành phố Đồng Lĩnh chắc cậu nghe nói rồi chứ, mấy hôm trước, đồng chí Trương Hoành Đông bị bệnh, không thể tiếp tục giữ vị trí bí thư thành ủy nữa, cho nên, tự mình đề xuất lùi về tuyến 2. Nếu cậu muốn xuống, sẽ tiếp nhận vị trí của ông ấy. Tề Chấn Đào nói. Chú Tề, chuyện này chắc hẳn có gút mắt. Diệp Phàm hỏi. Không có gút mắt còn gọi cậu à, phí lời. Tề Chấn Đào hừ nói, ngẫm nghĩ một chút nói. Chú Tề ngày nào cũng mệt muốn chết, tôi hy vọng cậu có thể xuống trợ giúp cho tôi một chút.
để cháu suy xét lại. Diệp Phàm nói, còn suy xét cái gì nữa? Chẳng lẽ Diệp Phàm của chúng ta vừa về thủ đô gan đã nhỏ bớt sao? Không phải trước giờ cậu hy vọng mình có thể ngồi lên vị trí số 1 của thành phố cấp 3 sao? Trước kia không thể làm bí thư huyện ủy cậu cũng tiếc, hai lần làm bí thư thành phố cấp 3 đều là quyền bí thư, chẳng lẽ lần này cậu muốn tiếc nuối nữa à? Huống chi, thủ đô, chính cậu cũng nói, muốn làm chuyện lớn, nhưng bị quản chế nhiều mặt, cán bộ cấp giám đốc sở nếu ở dưới còn có chút phân lượng, chứ ở cái đất thủ đô ấy thì đã tính là gì chứ? Chỉ cần là một cán bộ cấp thứ trưởng là đã chèn ép được cậu rồi. Thời gian này, tôi đoán cậu sống cũng chẳng thoải mái gì. Mượn chuyện Giang Đô mà nói đi, không phải là bị người ta đem lên lửa nướng sao? Nếu không phải cậu may mắn, thì chắc hẳn sớm bị người ta đá ra khỏi thủ đô đến cái xó xỉnh nào đó rồi. Giờ có cơ hội tốt như vậy còn suy nghĩ cái rằm ấy. Tề Chấn Đào có chút tức giận, bắt đầu nói giọng châm chọc. Xem ra, Tề Chấn Đào thực sự gấp lắm rồi. Ông ta hiểu được năng lượng của Diệp Phàm, thật sự hy vọng hắn có thể thay đổi được cục diện của tỉnh Tấn Lĩnh. Vậy thì cháu phải xuống thôi, cháu không tin thành phố Đồng Lĩnh làm được gì cháu. Nhưng, chuyện này, cháu phải thương lượng với lãnh đạo bên văn phòng Trung ương. Nếu người ta không chịu cho cháu đi thì cháu cũng chẳng có cách nào khác, đúng không nào? Diệp Phàm nói. Vậy cũng được, cậu lập tức vận động đi. Tề Chấn Đào cũng hiểu được vị trí mẫn cảm của Diệp Phàm, không phải dễ dàng thoát thân như vậy. Gác máy, Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, bèn đứng dậy bước đến văn phòng của chủ nhiệm Điền Giang. May là chủ nhiệm Điền có ở phòng. Gần đây công tác của phòng đốc tra rất hiệu quả, ở Giang Đô các cậu đánh thắng một trận lớn. Hy vọng cậu có thể tiếp tục cố gắng, làm tốt công tác đốc tra. Chúng ta phải làm gương, không thể để những ngành khác coi thường chúng ta được. Chủ nhiệm Điền tâm tình không tệ, vừa mở miệng đã khen Diệp Phàm vài câu. Chủ nhiệm Điền, tôi có chuyện này cần nói với anh. Diệp Phàm nói, ồ, sao vậy, có phải phòng đốc tra có chuyện gì không? Điền Giang hơi sững sờ, ngửi được chút mùi gì đó. Chủ nhiệm Điền, anh cũng biết, tôi một lòng muốn về địa phương công tác. Chuyện của bên này thời gian qua điều chỉnh cũng kha khá rồi. Tôi nghĩ phòng đốc tra không phải thiếu mình Diệp Phàm tôi là không hoạt động được. Còn có nhiều chủ nhiệm đốc tra lợi hại hơn tôi nhiều. Còn bên tổ đặc nhiệm A cũng đã có được vài đồng chí mới. Việc cảnh giới và bảo vệ căn bản không cần đến tôi nữa. Cứ lãng phí ở đây chi bằng để tôi được xuống địa phương rèn luyện. Diệp Phàm nói, cậu có chỗ để đi rồi à? Điền Giang liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hỏi. Bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh từ chức về tuyến 2 vì bệnh. Diệp Phàm không giấu giếm, dù sao cũng chẳng thể nào giấu được Điền Giang. Cậu nghĩ kỹ chưa? Điền Giang vẻ mặt thận trọng hỏi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói tiếp. Công việc bên này phức tạp, nhưng công việc bên dưới cũng không phải dễ triển khai, tình hình còn phiền phức hơn. Nhìn thái độ Điền Giang có vẻ không muốn để Diệp Phàm đi. Tôi nghĩ, chuyện có phiền phức đến mấy cũng có thể nghĩ cách giải quyết đúng không ạ? Hơn nữa, tôi cũng công tác ở địa phương nhiều năm rồi. Cơ hội lần này khó mà có được, trước kia không đảm nhiệm được chức bí thư huyện ủy, tôi vô cùng luyến tiếc. Lý tưởng của tôi là giúp dân chúng một vùng có được cuộc sống ấm no, cái kiểu phất tay chỉ huy một thành phố, tôi rất hâm mộ. Hiện tại có cơ hội để tôi đi vào thực tiễn, kính mong chủ nhiệm Điền có thể ủng hộ tôi. Huống chi, con người tôi, chủ nhiệm Điền cũng hiểu. Trong mắt một số lãnh đạo, tôi chính là một tên ba gai. Ở bên dưới đắc tội với vài người còn có thể giàn hòa được. Chỉ sợ một ngày nào đó đắc tội với các lãnh đạo trên này thì sợ sẽ ảnh hưởng đến chủ nhiệm Điền, như vậy rất không thỏa đáng. Diệp Phàm nói. Như vậy đi, việc của cậu cũng khá lớn, tôi phải báo cáo với lãnh đạo. Cho nên, mai sẽ trả lời cậu. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu có thể ở đây thêm thời gian nữa. Còn về phần đắc tội hay không thì tôi tin là có lý do để đắc tội cậu mới phải làm thế. Diệp Phàm, cũng phải nói, trong thể chế, nếu sợ đắc tội với người ta mà không làm việc gì đó, đó không phải là đảng viên tốt. Vì đảng, vì nước, vì dân mà đắc tội với người, đó mới là đảng viên ưu tú. Tôi tin vào tính cách và suy nghĩ của cậu. Điền Giang nói, tương đối đánh giá cao Diệp Phàm. Chỉ sợ ở thêm thời gian nữa sẽ đánh mất cơ hội, người ta đâu thể nào chờ tôi được đúng không? Diệp Phàm nói, vậy được rồi,
cậu về trước đi, việc này tôi sẽ xem xét. Điền Giang khoát tay. Buổi tối, Điền Giang cùng Khâu Hoa và Cung Khai Hà ba người cùng bàn bạc. Chủ nhiệm Điền kể lại việc của Diệp Phàm, Khâu Hoa nhíu mày, nói. Tuy hiện nay bên bảo an đã tương đối ổn định, nhưng, vẫn cảm thấy còn thiếu người. Lúc này, vẫn nên. Khâu Hoa nói xong nhìn sang Cung Khai Hà. Nhìn tôi làm gì chủ nhiệm Khâu, kỳ thực, nói chuyện thiếu người thì có lúc nào mà chúng ta không cảm thấy thiếu đâu. Diệp Phàm đến thủ đô, đúng là bổ sung cho chúng ta về thực lực. Tuy nhiên, thằng nhãi này không tệ, trong khoảng thời gian này biểu hiện biết tròn biết méo. Đương nhiên, tôi nói về bên chúng tôi, không liên quan gì đến bên văn phòng trung ương các ông. Ít nhất, cậu ta cũng tìm được nhân tài cho tổ đặc nhiệm A, bên công tác cảnh vệ cho chủ tịch Đường làm cũng rất tốt. Ông không thấy, các nhân viên phòng cảnh vệ ban đầu còn hò hét hoành tráng lắm, giờ ai nấy cũng đều thừa nhận phó chủ nhiệm Diệp Phàm, lãnh đạo phòng cảnh vệ này rồi sao? Hơn nữa, lần trước tỉ thí với gia tộc Y Bỉ Đế Đức, đúng là làm oai danh nước nhà, đáng tiếc tôi không có mặt ở hiện trường, nhưng nghe Lý Khiếu Phong nói, đúng là sôi trào nhiệt huyết. Diệp Phàm, đã đến độ đặt tính mạng của mình ngoài vòng suy xét rồi. Là một anh hùng yêu nước chân chính, còn việc đốc tra. Nghe nói chuyện Giang Đô làm cũng được lắm. Đương nhiên, tôi không nói nữa, bằng không, các ông lại nói tôi ăn nói lung tung. Cung Khai Hà thản nhiên cười nói. Chương 2199, Nhà Chính Trị. Tôi nói này đồng chí Cung Khai Hà, những lời anh nói chẳng liên quan gì đến đề nghị của Diệp Phàm. Rốt cuộc ủng hộ, hay từ chối để cậu ấy về địa phương. Khâu Hoa hơi có vẻ bất mãn nói. Ha ha. Tôi cũng rất mâu thuẫn. Xét về việc xây dựng tổ đặc nhiệm A, tôi không muốn cậu ấy đi. Tôi muốn cậu ấy vĩnh viễn ở thủ đô. Ít nhất, gần quan được ban lộc, tổng bộ tổ đặc nhiệm A cũng ở đây. Bất cứ lúc nào gọi dù cậu ấy cứ bực bội nhưng cũng sẽ đến. Còn đến thành phố Đồng Lĩnh tuy nói cách thủ đô không xa, nhưng dù sao cũng khác tỉnh. Không tiện bằng để cậu ấy công tác ở Bắc Kinh. Cung Khai Hà nói. Vậy ý của tổ trưởng Cung là không muốn để cậu ấy đi thành phố Đồng Lĩnh. Khâu Hoa thản nhiên hừ một tiếng. Không có ý đó, không phải tôi nói trong lòng tôi rất mâu thuẫn sao. Vừa rồi chỉ là đứng trên góc độ tổ đặc nhiệm A. Còn đứng trên phương diện tình cảm cá nhân tôi mà nói, tôi hy vọng cậu ấy đi. Dù sao, bên này đối với cậu ấy mà nói cũng là một trói buộc. Diệp Phàm là một đồng chí có khát vọng lớn lao, cũng rất chú ý đến công tác an toàn. Chúng ta điều cậu ấy về thủ đô mục đích là để bổ sung cho lượng đội viên bị thiếu nghiêm trọng do bị thương nặng lần trước. Cho nên, tạm thời dùng thủ đoạn điều động cậu ấy về thủ đô. Trong mắt các ông, cậu ấy kỳ thực là một vệ sĩ siêu cấp. Các ông cũng không đối đãi cậu ấy như cán bộ bình thường. Vì, thân thủ siêu cấp của cậu ấy đã che lấp mất hào quang khi cậu ấy công tác ở địa phương. Kỳ thực, không thể không nói, trong công tác ở địa phương cậu ấy cũng là một cao thủ. Các ông cũng đã thẩm duyệt cẩn thận lý lịch của cậu ấy rồi. Thằng nhóc ấy dù làm ở đâu cũng lập ra được thành tích khiến người khác ngưỡng mộ. Đó là bởi vì trong tim cậu ấy chỉ có dân chúng và quốc gia. Có rất nhiều cán bộ của chúng ta luôn băn khoăn, sợ cái này sợ cái nọ. Làm việc thì sợ người ta đố kỵ, không làm việc thì sợ người khác nói họ bình thường. Họ cứ bị vây hãm trong nỗi sợ như vậy đấy. Cả đám chỉ biết lo nghĩ cho bản thân. Hoàn toàn chẳng thèm nghĩ đến dân chúng, họ đã quên mất mình là công bộc của nhân dân. Mà Diệp Phàm thì lại không như vậy, đôi khi cậu ấy dùng chút thủ đoạn, nhưng nhìn chung đều đứng trên lập trường của người dân. Có vài thủ đoạn thậm chí rất quá khích, chẳng hạn như để điều tra rõ chuyện gì đó, thậm chí cậu ấy còn không dùng những quy tắc thông thường. Bị dân chúng gọi là cục trưởng bạo lực, chủ tịch thành phố bạo lực gì đó, đổi lại là hai đồng chí chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, theo như lời chủ nhiệm Điền kể lại, lý tưởng của Diệp Phàm là ở địa phương, kỳ thực, một thanh niên cao ngạo như cậu ấy thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Ở dưới kia mới là chỗ để cậu ấy thực sự thi triển quyền cước của mình. Cung Khai Hà còn nói thêm, lời của đồng chí Cung Khai Hà làm chúng ta khó xử. Cuối cùng gì cũng phải đưa ra quyết định đúng không nào. Hôm nay gọi hai vị lại đây, là muốn thảo luận vấn đề của Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm đi, trước tiên tổ đặc nhiệm A làm thế nào để bổ sung vị trí của Diệp Phàm? Vấn đề bảo an của phòng cảnh vệ bên chủ nhiệm Khâu là một bộ phận quan trọng. Chúng ta phải thật sự chu đáo.
Diệp Phàm mà đi, phòng cảnh vệ phải chuẩn bị tâm lý. Bên tổ đặc nhiệm A thì đỡ hơn một chút. Chủ nhiệm Điền nói, theo ký thuyết mà nói thì tôi không nên cản đường cậu ấy, nhưng, trong thời gian này, tổ đặc nhiệm A đang điều chỉnh, bên các ông đâu thể nào cung cấp đủ lực lượng bảo vệ cho phòng cảnh vệ chúng tôi. An toàn của chủ tịch nặng như Thái Sơn, cho nên, tôi không đồng ý cho đồng chí Diệp Phàm đi vào lúc này. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không để đồng chí ấy ở mãi chỗ này. Tìm cơ hội thích hợp tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy. Không phải cậu ấy muốn thi triển quyền cước sao, đợi khi thích hợp cho cậu ấy đi, chúng ta sẽ đánh tiếng, nước ta lớn như vậy, đâu thiếu vị trí bí thư thành ủy thành phố cấp 3 đúng không nào? Không cần nói nữa, cứ như vậy đi. Khâu Hoa thái độ bắt đầu ương ngạnh. Ừ, băn khoăn của chủ nhiệm Khâu cũng đúng. Phải suy xét đủ các mặt, bằng không, chỉ sợ có nhiều chỗ không thỏa đáng. Điền Giang nói, liếc mắt nhìn Cung Khai Hà. Hai, việc này tôi không phát biểu. Các vị tự quyết định đi, nếu cậu ấy đi thì tôi cũng có thể điều chỉnh được. Nếu cậu ấy có thể tạm thời ở lại, tôi đương nhiên hoan nghênh. Tuy nhiên, các ông nên trấn an cậu ấy một chút. Thằng nhãi này không tệ đâu. Cung Khai Hà thở dài. Đồng chí Khâu Hoa lấy an toàn của chủ tịch làm lá chắn thì ai còn dám đề nghị để Diệp Phàm đi nữa. Nếu khối bảo an mà xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm ai gánh cho nổi. Cho nên, đồng chí Điền Giang nói vậy cũng là bình thường. Hơn nữa, văn phòng đồng chí Đường Hạo Đông tuy nói biên chế thuộc cấp thứ trưởng, thuộc văn phòng cấp dưới của văn phòng trung ương. Nhưng, được quản lý độc lập, không bị tiết chế bởi văn phòng trung ương. Khâu Hoa có suy nghĩ của riêng mình, Điền Giang cũng không thể xoay chuyển được. Huống chi an toàn của chủ tịch, ai dám nói linh tinh. 10 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm bị Khâu Hoa gọi lên. Vẻ mặt lão vô cùng nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm, về việc cậu đi thành phố Đồng Lĩnh, tôi thấy tạm thời nên hoãn lại một chút. Bên này cần có cậu. Đương nhiên, cao ốc không cần lo lắng gì cả, cho chúng tôi thêm một năm nữa thôi. Năm sau, bên chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Vậy cũng được, tôi làm việc theo quyết định của tổ chức. Diệp Phàm trong lòng tức giận, muốn đập bàn của Khâu Hoa, tuy nhiên, thằng nhãi này vẫn nhịn được. Diệp Phàm đem tin này báo cho Tề Chấn Đào, ông ta cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Vì đây là quyết định của lãnh đạo văn phòng trung ương, Tề Chấn Đào không có cách nào. Đành khuyên Diệp Phàm an tâm công tác, hãy để cho lãnh đạo văn phòng trung ương có ấn tượng tốt đẹp. Diệp Phàm miệng đồng ý, trong lòng kỳ thật không bằng lòng. Tối, Diệp Phàm không muốn về nhà, gọi điện kêu Thiết Chiêm Hùng, Vương Triều, ba người ra quán gọi mấy dĩa đồ nhắm ăn uống. Ông em, xem ra tâm tình cậu không tốt. Sau khi uống mấy ly, Thiết Chiêm Hùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Hai, có cách gì khác, áo mặc sao qua khỏi đầu mà. Con mẹ nó, đúng là ấm ức mà. Diệp Phàm mắng. Rốt cuộc có chuyện gì, kể anh nghe xem nào. Thiết Chiêm Hùng hỏi, Diệp Phàm bèn kể lại. Việc này, đúng là khó giải quyết. Họ tạm thời không cho cậu đi ắt cũng đã có suy xét. Ai bảo thân thủ của cậu cao như vậy. Làm ai nấy cũng luyến tiếc không để cậu đi. Thiết Chiêm Hùng cười cười. Em cảm thấy nếu được đi thành phố Đồng Lĩnh là một cơ hội tốt, hơn nữa, chú Tề cũng là chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh. Ít nhất, em cũng có chỗ để dựa. Như chủ nhiệm Khâu đã nói, sau này sẽ sắp xếp cho em xuống. Đến một tỉnh xa lạ, không phải toàn bộ phải làm lại từ đầu sao? Xuống dưới đảm nhiệm chức bí thư thành ủy của một thành phố cấp 3, trên tỉnh lại chẳng có ai làm chỗ dựa. Đến lúc đó, e là phải nhanh chóng biến đi thôi. Diệp Phàm cào nhau. Chưa chắc. Lúc này, Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Anh Thiết, em không hiểu, chẳng phải một người làm quan cả họ được nhờ sao? Có chủ tịch tỉnh Tề chống lưng không phải tốt hơn một mình chống đỡ nhiều hay sao? Chẳng hạn như em, nếu không có anh Diệp chống, em sợ hiện tại mình còn đang hoạt động âm thầm trong Đỗ gia ở Phổ Hải, dù có cơ hội công tác ở chính phủ. Chắc hẳn đến giờ cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi thôi. Vương Triều nói. Ha ha. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười hai tiếng, uống một hớp rượu, ngẫm nghĩ một chút, nói. Các cậu nghĩ, vì sao Tề Chấn Đào vội vã gọi Diệp Phàm xuống? Thứ nhất, vì sao bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh lại tự đề xuất lui về tuyến 2, chẳng lẽ chuyện này không có gì mờ ám? Làm quan. Có ai lại tự nguyện cởi mũ quan về một phòng ban chẳng chút lý tưởng dưỡng lão không? Hơn nữa, bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh còn trẻ như vậy,
vẫn còn có không gian để thăng tiến cơ mà, việc này vô cùng phức tạp đấy. Đúng là anh Thiết đã đoán đúng, Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Lĩnh Trương Hoành Đông năm nay mới 48 tuổi. Đang là Bí thư Thành ủy của một thành phố đứng thứ 6 toàn tỉnh Tấn Lĩnh, tại sao lại tự động lui về tuyến 2? Hơn nữa, em đã kêu người điều tra, nghe nói bệnh tình của Trương Hoành Đông cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, còn chưa tới mức không công tác được. Từ manh mối này, em nghĩ, có phải lửa chiến của các lão lớn trên tỉnh Tấn Lĩnh đã lan đến thành phố Đồng Lĩnh, làm hại Trương Hoành Đông buộc phải tan học sớm? Nếu em đi, chắc chắn sẽ rơi vào thế cờ của các lão đại không thoát ra được. Làm tốt có thể thoát thân, còn làm không tốt thì cả người đều là cứt. Diệp Phàm nói. Tôi nghĩ, Tề Chấn Đào vội vã gọi cậu xuống như vậy. Chắc hẳn là muốn bảo cậu đi gây rối. Chắc hẳn đồng chí lão Tề không gỡ rối được cục diện, nên hy vọng có ngoại lực tương trợ. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên hừ một tiếng, nói. Đương nhiên, Tề Chấn Đào không phải gọi cậu đi chắn lỗ Châu Mai. Lão hiểu được cậu có năng lực trong chuyện này, sẽ không bị họ nuốt chừng. Cậu đi quấy rối là thích hợp nhất, đối với việc triển khai công tác của lão cũng sẽ có những lợi ích nhất định. Đương nhiên, đối với cậu mà nói thì đây là cuộc phiêu lưu lớn. Lần này, không đi được có lẽ cũng là việc tốt. Vì, có một số việc nhìn có vẻ nắm chắc trong tay, kỳ thực, một khi tác lại vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó Tề Chấn Đào không nắm chắc được. Thân lão còn không bảo vệ được lẽ nào lại hy sinh bản thân để bảo vệ cậu. Bằng không, tôi đoán chắc hẳn hiện tại Tề Chấn Đào đang lâm vào cục diện vô cùng bế tắc. Nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, có thể chủ tịch tỉnh như lão sẽ có nguy cơ mất quyền lực. Tề Chấn Đào còn trẻ, lão tuyệt đối không muốn làm một chủ tịch tỉnh bù nhìn. Ánh mắt của lão rất xa, chắc hẳn muốn nhắm tới vị trí bí thư tỉnh ủy. Anh lão đã lui về tuyến 2, hy vọng của Tề gia đặt hết lên người lão. Thiết Chiêm Hùng nói, đó là đương nhiên, chú Tề mới đầu 50, còn có cơ hội được đề bạt. Diệp Phàm gật đầu, nói, trong thể chế muốn bình yên là không thể, em lại thích cuộc sống mạo hiểm như vậy. Quan trường là một trận mưa không thấy máu, không giống như đấu quyền máu chảy đầm đìa. Đây là một cuộc đọ sức ngầm. Người sống cả đời, thái bình quá cũng chẳng có gì thú vị. Bạo lực đầy máu tanh cũng không phải cuộc sống em mong muốn. Kích thích một chút là được rồi, chẳng hạn như cuộc thi đấu có thể có chút máu tanh với gia tộc Y Bỉ Đế Đức vậy. Em vẫn có khuynh hướng thích cuộc sống của một chính trị gia. Diệp Phàm vẻ mặt đầy tình cảm, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2200, cố ý gây chuyện. Anh Diệp, nói những chuyện này có ích gì? Bọn họ không cho anh đi, thì tỉnh Tấn Lĩnh cũng chẳng dám nhận anh. Vương Triều nói. Uống rượu, như vậy cũng tốt, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau, thường xuyên đi nhậu, anh Diệp mà đi em cũng tiếc lắm. Được rồi, đành thêm một năm nữa vậy. Diệp Phàm gật đầu bất đắc dĩ. Như vậy mới phải chứ, an tâm làm việc đi, văn phòng trung ương, cũng là sân khấu của Diệp Phàm cậu mà. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Kỳ thực, em cảm thấy cũng chẳng còn cách nào khác, nếu muốn xuống, phải làm thẳng tay. Phải làm đến mức khiến các lãnh đạo trung ương phải phiền lòng, khiến họ tự coi anh là côn đồ. Lúc này, Vương Triều đưa ra ý tưởng cùi bắp, người nói thì vô tâm nhưng người nghe lại cố ý. Diệp Phàm giật mình, tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng vội vàng nói. Không thể, không thể, khiến cho chủ nhiệm Điền thấy cậu phiền phức thì sau này cậu hết đường sống. Cho dù cậu tạm thời rời đi được, nhưng sau này muốn trở lại, hoặc trên đường cậu được đề bạt. Người ta hắt xì một cái là cậu lãnh đủ rồi. Mấy cái ấn tượng này, một khi xấu đi rồi muốn thay đổi khó lắm. Diệp Phàm không hé răng, Thiết Chiêm Hùng trong lòng lo lắng, nhưng, hắn biết tính cách của Diệp Phàm đã quyết thì khó mà xoay chuyển được. Lão Thiết cũng không rông dài nữa, cứ rông dài sẽ khiến người ta thấy phiền phức. Quả bom tối hôm đó rút cuộc đã bị Vương Triều châm kíp nổ. Ngày 15 tháng 9. Diệp Phàm mang theo 3 nhân viên đốc tra đến Bộ Tài chính kiểm tra sổ sách. Vừa hay gặp Phạm Hoành Hoa em vợ của ông chủ Chu Đương Lâm trong vụ hai cửa hàng chó, người này là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Vì tranh giành chức Thứ trưởng với chú họ của công chủ Ngưu, Thái Trấn. Hai người đã sai hai ông chủ cửa hàng chó gây lộn. Cuối cùng bị Trương Nhất Đống lợi dụng chuyện này làm ảnh hưởng đến Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa thấy lão già này bèn tức giận. Vì thế, mượn cơ hội kiểm tra tài chính để nghiêm khắc phê bình lão già này. Phạm Hoành Hoa lúc này mặt mày khó chịu,
Đương nhiên, việc Diệp Phàm cố ý kích thích lão cũng là một trong những mồi lửa. Phạm Hoành Hoa thực sự không nhịn được nữa, nhăn mặt nói. Nếu Bộ trưởng Trần Thiên Hòa đến, Phạm Hoành Hoa tôi còn có thể tiếp nhận. Còn anh ấy à, chưa đủ tư cách, cái thứ gì chứ, muốn ở đây làm loạn à? Không đủ tư cách, hôm nay ông đây muốn điều tra ông. Xem tôi có đủ tư cách quản ông không nhé, mẹ kiếp, cái quái gì chứ? Diệp Phàm tức giận, đập bàn hừ giọng nói. Đương nhiên, cái gì đấy này là để đánh trả lại Phạm Hoành Hoa. Bình thường, thần tài của nước Cộng Hòa Phạm Hoành Hoa đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng. Dĩ nhiên là không thể nào chịu liếm mặt trước một cán bộ cấp sở như Diệp Phàm rồi. Phòng đốc tra kỳ thực là gì sao Phạm Hoành Hoa không biết. Lão già này đập mạnh chén trà lên bàn, hừ nói. Lập tức xin lỗi tôi rồi cút đi ngay. Đây là phòng làm việc của tôi, không phải phòng đốc tra của các người. Anh dám mắng tôi cái quái gì? Hôm nay Phạm Hoành Hoa tôi nhớ rõ những lời này. Không xin lỗi thì Phạm Hoành Hoa tôi sẽ trực tiếp đi tìm Trần Thiên Hòa. Ngay cả chủ nhiệm Điền phụ trách nơi đó cũng phải tìm đến. Lão già này trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Một tiếng tát chói tai vang lên, Thứ trưởng Phạm Hoành Hoa ngã xuống ghế salon bên cạnh. Ghế sofa tuy nói rất mềm, nhưng vẫn không cẩn thận làm hai chiếc răng trong miệng Phạm Hoành Hoa rơi ra. Anh dám hành hung tôi, anh dám đánh tôi sẽ cho anh ngồi tù. Phạm Hoành Hoa từ trên ghế salon giãy giụa đứng lên, vì bị đánh gãy hai răng, cho nên thê thảm hét lên, nói chuyện cũng có chút hàm hồ. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng nghe rất rõ, bước lên trước một bước, tức giận kêu to. Đánh ông đấy, cái đồ con rùa. Phê chuẩn tiền bậy bạ không nói, căn bản là không để ý đến sự sống chết của dân. Chỗ nên tiêu ông không phê, cứ phê sằng phê bậy, thần tài cái rắm, tôi thấy ông chẳng khác gì lang sói. Cho nên, ông đây quyết định đánh ông đây thay dân chúng đánh ông. Nói xong Diệp Phàm lại giơ tay lên. Dừng tay. Lúc này, vài nhân viên bảo vệ lao đến. Đánh chết cái tên khốn kiếp này cho tôi. Phạm Hoành Hoa miệng phun máu chỉ vào Diệp Phàm mắng. Mấy nhân viên bảo vệ vừa thấy, lập tức cầm côn cảnh sát vọt lên bổ về phía Diệp Phàm. Các đồng chí phòng đốc tra vội ngăn lại, nhưng, đã bị mấy nhân viên an ninh đánh vài gậy lăn vào góc tường. Mẹ mày, dám đánh người của ông đây. Diệp Phàm tức giận, tiến lên đấm đá vài cái, vài tiếng bụp bụp vang lên, còn kèm theo tiếng thê lương của cái bàn bị vỡ. Dừng tay. Một âm thanh vang dội vang lên. Diệp Phàm dừng tay, quay đầu lại nhìn. Biết ông ta chính là đồng chí Bộ trưởng Tài chính Lan Học Bân. Còn ta thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa, chủ nhiệm Diệp, anh đến đốc tra hay là đến đánh người, kỳ cục, quá mức kỳ cục. Bộ trưởng Lan tức giận, môi run lên. Bộ trưởng Lan, hắn đánh gãy hai chiếc răng của tôi, đây là phạm tội, tôi muốn báo án, báo án. Phạm Hoành Hoa kêu to, lộ ra cái miệng với hai lỗ trống không. Đứng qua một bên, tôi sẽ xử lý. Bộ trưởng Lan nhướng mày, hừ nói. Không lâu sau, đồng chí phó chủ nhiệm văn phòng trung ương Trần Thiên Hòa đến. Lão này trong lòng vui mừng, ra vẻ thân thiết nói với Diệp Phàm. Ai ra, đồng chí Diệp Phàm, sao mặt đầy máu vậy? Sao không cẩn thận một chút, cái này, bị người ta đánh à? Công tác phòng đốc tra còn cần cậu chủ trì đấy. Vâng, tôi bị đánh, Bộ trưởng Trần ạ. Lúc này... Thứ trưởng Phạm không kìm nổi chỉ vào miệng của mình kêu một tiếng. Kỳ quái, không phải là anh cũng đánh cậu ấy chảy máu rồi sao, coi như huề, tôi thấy việc này như vậy đi. Trần Thiên Hòa nói. Thôi đi, không thể nào, trên mặt hắn là máu của tôi muốn báo án. Phạm Hoành Hoa nghĩ lại vẫn tức giận, hôm nay không cho Diệp Phàm vào tù chắc chắn là chẳng còn thể diện nữa. Cuối cùng, mọi việc càng lúc càng lớn. Trương Hướng Đông, Yến Xuân Lai đều nắm lấy cơ hội lờ mờ phê bình một số đảng viên có tác phong thô bạo, chơi kiểu thổ phỉ gì đó trên các tờ báo. Nào là người như vậy sao có thể chủ trì công tác phòng đốc tra, bản thân còn chẳng kiềm chế được, nói gì đến công tác đốc tra chứ? Nghe nói một phó thủ tướng cũng phê bình hành động không thỏa đáng của một số đồng chí. Tôi thấy hay là để cho cậu ấy đi đi, chuyện này, tôi thấy căn bản là cậu ấy cố ý gây chuyện. Tốt xấu gì cũng ở trong thể chế mấy năm rồi, không thể kích động như vậy được. Điền Giang thở dài, liếc mắt nhìn Khâu Hoa một cái, nói. Phạm Hoành Hoa là cái gì chứ, việc này, đầu tiên là do ông ta không đúng.
ông ta không thể mắng Diệp Phàm không ra cái quái gì đúng không? Người ta là người, không phải cái thứ gì. Hơn nữa, Diệp Phàm giàu gì cũng là do chủ nhiệm Điền Anh sắp xếp đến đốc tra bộ tài chính theo thông lệ. Phạm Hoành Hoa thế nào, căn bản là không coi chủ nhiệm phòng đốc tra như cậu ấy ra gì. Lão già này, ỷ bản thân nắm giữ tài sản trong tay, nghiễm nhiên tự cho mình là thần tài. Có để Diệp Phàm vào trong mắt đâu chứ? Người như thế đáng đánh, đánh dụng hai răng cửa còn nhẹ đấy. Nếu đổi lại là tôi bẻ cho lão gãy chân còn chưa hết giận. Lúc này, Cung Khai Hà nhíu mày, dĩ nhiên là đang nói đỡ cho Diệp Phàm. Bởi vì, nghe nói thứ trưởng Phạm kia vẫn đang muốn báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát thật, việc này sẽ bị khắp nơi nhìn vào ngay, sẽ không dễ xử lý. Lão Cung, bây giờ là xã hội có pháp chế, chứ không phải thời đại dùng nắm đấm giành chính quyền. Dù có chuyện gì thì cũng phải coi trọng pháp luật đúng không nào? Ông không thể đem cách làm việc của tổ đặc nhiệm A các ông áp dụng ở đây được đúng không? Tôi thấy, Diệp Phàm đã lây tính xấu của tổ đặc nhiệm A rồi đấy. Giải quyết vấn đề không phải bằng đầu óc, mà là ưa dùng nắm đấm. Huống chi, bây giờ chỗ nào cũng đang nhìn chằm chằm vào, chúng ta cũng khó xử lý. Điền Giang cau mày nói. Được rồi, không nói việc này nữa, hay là để cho cậu ấy đi thành phố Đồng Lĩnh đi. Tránh sức ép tạo ra phiền phức lớn. Ông xem thử việc này nên xử lý thế nào. Nếu xử lý cậu ấy thì đồng chí Cung Khai Hà sẽ không đồng ý. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A không thể tách khỏi cậu ấy. Không xử lý thì đành dàn xếp thôi. Cái tên Phạm Hoành Hoa này, đầu tiên là tại cái miệng không tốt. Đường đường là cán bộ cấp thứ trưởng mà sao không có tấm lòng khoan dung gì cả. Việc này không thể kéo dài nữa, cậu ấy dám làm mọi việc đến mức này. Đúng là không coi văn phòng trung ương chúng ta ra gì, đúng không? Khâu Hoa cũng bất đắc dĩ gật đầu nói. Chuyện Phạm Hoành Hoa giờ tính sao? Người ta cứ cắn chặt việc hai chiếc răng cửa không chịu nhả. Nếu báo án thật, sẽ có trò hay đấy. Cung Khai Hà hơi có vẻ lo lắng, nói. Đùa à, bảo Phạm Hoành Hoa sáng mai đến phòng làm việc của tôi đùa một trận. Điền Giang cũng tức giận, vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Còn nữa, chuyện của Diệp Phàm quyết định như vậy đi. Bảo cậu ấy đi càng sớm càng tốt, để hạ bất hỏa. Để cậu ấy ở thủ đô không được nữa rồi, cho xuống đó rèn luyện cũng tốt. Mài giũa lại tính tình đi. Sáng hôm sau, đồng chí Phạm Hoành Hoa cảm thấy bắp chân hơi co giật, trong lòng có chút bồn chồn. Không thể tưởng tượng được chủ nhiệm Điền lại gọi mình đến văn phòng. Sau lưng thì kêu gào tạo thanh thế một chút vậy thôi, chứ thực sự đối diện với nhân vật lớn như chủ nhiệm Điền, đồng chí Phạm Hoành Hoa vẫn có chút nhút nhát. Kỳ thực, Phạm Hoành Hoa cũng là bị vài đồng chí giật dây mới phô trương thanh thế. Lão già này đâu hồ đồ đến mức báo cảnh sát đưa Diệp Phàm vào tù. Chẳng qua chỉ kêu la vài câu để lấy lại thể diện mà thôi. Đồng chí Hoành Hoa ngồi đi. Chủ nhiệm Điền vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào cái ghế đối diện, hừ nói. Tiếng hừ lạnh từ khoang mũi hừ ra. Phạm Hoành Hoa trong lòng ớn lạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Xem điệu bộ này, không phải chủ nhiệm Điền gọi mình đến để tâm sự rồi. Hôm nay gọi anh đến anh hiểu tại sao không? Chủ nhiệm Điền vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này, tôi không biết chủ nhiệm Điền gọi tôi đến có chuyện gì. Phạm Hoành Hoa khôi phục bình tĩnh, nói. Đồng chí Diệp Phàm đã điều chỉnh đến thành phố Đồng Lĩnh công tác, anh có ý kiến gì với việc này không? Chủ nhiệm Điền nói. Phạm Hoành Hoa vừa nghe, dĩ nhiên trong lòng như uống cả một bình mật ong. Nghe chủ nhiệm Điền nói như vậy, đó là đang cho mình thể diện. Chương 2201, thăm hỏi Ninh Chí Hòa. Diệp Phàm bị điều chỉnh đi xuống, đây chẳng phải nói là xử lý Diệp Phàm rồi sao? Tuy nhiên, Phạm Hoành Hoa cảm thấy vẫn phải kiếm thêm chút thể diện nữa, vì thế lão nói. Hắn đánh dụng hai cái răng cửa của tôi, theo luật mà nói đã có thể cấu thành tội. Một cán bộ như vậy sao có thể đưa về địa phương công tác, hẳn phải cắt chức điều tra mới đúng. Bằng không, luật pháp để ở đâu? Thứ trưởng Phạm nói những lời lẽ đầy chính nghĩa, thực sự muốn ép phải xử lý Diệp Phàm. Ồ, chủ nhiệm Điền trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, về sau nhìn chằm chằm Phạm Hoành Hoa, nói. Đây là ý của anh. Là ý của tôi, phạm luật thì phải bị trừng phạt, bằng không, còn có quốc pháp làm gì? Người xưa thường nói, vua phạm pháp cũng phạt như thứ dân, huống chi là Diệp Phàm, chẳng lẽ hắn có thể điều khiển được pháp luật sao? Là chủ nhiệm phòng đốc tra,
trước khi đốc tra người khác thì phải tự điều chỉnh cơn giận của mình mới đúng. Bằng không, hắn sao đốc tra được cán bộ khác, đúng không? Khi nói những lời này, Phạm Hoành Hoa cảm thấy có chút lo lắng. Vì, lão cũng cảm thấy, ý của Điền Giang là đưa Diệp Phàm xuống dưới là được rồi. Còn mình thì lại muốn gây sóng gió, đây chẳng phải là không nể mặt chủ nhiệm Điền sao? Nói đúng lắm, xử lý theo như anh nói đi. Không ngờ chủ nhiệm Điền đập nhẹ bàn nói, khiến Phạm Hoành Hoa trong lòng sửng sốt, không hiểu trong đầu lão già này suy nghĩ gì. Tôi đi báo cảnh sát thật đấy. Phạm Hoành Hoa tuy nói trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, mạnh mẽ biểu lộ thái độ. Lúc này, đã bị chủ nhiệm Điền ép cho không còn cách nào khác. Huống hồ, thứ trưởng Phạm cũng cảm thấy phía sau có vài đồng chí hữu tâm ủng hộ mình, nên cũng không còn sợ chủ nhiệm Điền Giang này nữa. Báo đi. Chủ nhiệm Điền khoát tay nói, Phạm Hoành Hoa trong lòng càng rủa thầm. Nháy mắt, chủ nhiệm Điền dường như nhớ ra điều gì đó, như tự nói với chính mình. Xem trí nhớ của tôi này, tôi phải nhắc nhở ủy viên Kiều một chút, loại phần tử tội phạm thế này sao ông ấy lại gả con gái mình cho hắn được? Tuyệt đối không thể, đúng là không ra thể thống gì, đây là chuyện đại sự cả đời, không thể nào hồ đồ được. Nói xong, chủ nhiệm Điền bèn nhấc điện thoại lên. Xin chủ nhiệm Điền chậm đã, ông đang nói gì tôi không hiểu. Phạm Hoành Hoa trong lòng có chút lạnh lẽo, vội vàng nói, chuyện này là không làm rõ có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Có ý gì, anh không hiểu à? Ha ha, thế này, anh về hỏi thăm thử xem. Tôi cho anh thời gian một ngày, sáng mai nếu anh không báo cảnh sát thì Diệp Phàm sẽ xuống địa phương đấy. Có mấy câu tôi phải nói trước, nếu Diệp Phàm đã xuống dưới rồi mà anh còn báo cảnh sát, tức là anh đang nghi ngờ phán xét của tổ chức, hiểu không? Điền Giang nói, hai mắt đồng chí Phạm Hoành Hoa không khỏi nháy vài cái. Lão già này vừa bước ra khỏi văn phòng trung ương bắt đầu suy nghĩ, tìm hiểu, nghe ngóng việc này. 8 giờ sáng hôm sau, Phạm Hoành Hoa lại đến văn phòng chủ nhiệm Điền. Lão già này vội vàng đưa một tờ giấy tự kiểm điểm. Nói chuyện của mình với Diệp Phàm hôm đó là do bản thân mình nhát thời kích động, cũng không có chuyện đánh gãy răng. Chẳng qua chỉ là rằng co với Diệp Phàm một chút, còn tự trách mình là tính tình quá nóng nảy, xin tổ chức phê bình. Ha ha, anh xem, Diệp Phàm cũng có viết một bản. Chủ nhiệm Điền lấy từ ngăn kéo một tờ kiểm điểm, dưới có chữ ký của Diệp Phàm. Đọc xem thế nào. Chủ nhiệm Điền đưa tờ kiểm điểm lên hỏi Phạm Hoành Hoa. Không cần, tôi mong chấm dứt chuyện này. Chút chuyện nhỏ không cần phải lôi thôi, đúng không chủ nhiệm Điền? Phạm Hoành Hoa vẻ mặt đứng đắn nói. Vậy mới đúng chứ, chúng ta là cán bộ đảng. Phải thường xuyên tự hỏi mình, thường xuyên rèn luyện mình. Điền Giang lôi thôi một trận mới thả cho Phạm Hoành Hoa đi. Hai, cuối cùng cũng giải quyết xong. Mẹ nó, cứ ỷ vào cha vợ đi hành hung, chó má, mình còn nói sao lại kiêu ngạo đến thế, hóa ra là bám váy đàn bà. Sao mình không may mắn được như vậy nhỉ? Phạm Hoành Hoa trong lòng hung hăng mắng một câu, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Hơn nữa, còn chút giận lên vợ mình. Mấy ngày nay, Diệp Phàm thông qua đủ đường tìm hiểu tình hình thành phố Đồng Lĩnh tỉnh Tấn Lĩnh. Người xưa nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Làm quan cũng vậy, đặc biệt là quan to chủ trì một phương như Diệp Phàm. Nếu có thể tìm hiểu rõ tình hình trước khi xuống, coi như lót được tấm đệm để sau này mình nắm toàn cục thành phố Đồng Lĩnh trong tay. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm bực mình là không hề hỏi thăm được gì. Dù sao, bạn bè của Diệp Phàm bên thành phố Đồng Lĩnh cũng không nhiều. Tề Thiên thì lại ở trong hệ thống quân đội, thằng nhóc này giờ cũng bận đến nỗi mông không chạm được đất, làm gì rãnh rỗi mà đi nghe ngóng giúp hắn. Mà dù có nghe ngóng thì cũng chẳng nghe được gì, Diệp Phàm cũng chẳng quấy rầy cậu ấy. Tuy nhiên, vẫn có một cơ hội để Diệp Phàm nghe ngóng. Nghe nói bí thư thị xã Trương Hà, một thị xã cấp huyện của thành phố Đồng Lĩnh bị tai nạn. Ghế bí thư tạm thời đang bỏ trống, Diệp Phàm trong nháy mắt đã nảy ra chủ ý. Vì, trong lòng hắn bèn nghĩ tới Vương Long Đông anh bạn cũ đang làm bí thư thị xã Thanh Nhiêu thành phố Hải Đông. Vương Long Đông nhiều lần tỏ rõ ý định muốn làm việc chung với Diệp Phàm. Hơn nữa, quan hệ của hai người khá tốt. Trước kia, hồi còn học đại học Vương Long Đông cũng là một trong những người bạn thân của Diệp Phàm, lúc ấy Vương Long Đông theo Diệp Phàm cũng vì nắm đấm của hắn. Nếu có thể đưa anh bạn cũ Vương Long Đông đến thị xã Trương Hà cũng tốt, vì thị xã Trương Hà tương đối nổi tiếng,
xếp hạng kinh tế và các chỉ tiêu khác đều cao. Bí thư thị ủy cũng là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm chủ yếu là nhìn vào danh ngạch ủy viên thường vụ thành ủy này, Vương Long Đông là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, cũng có thể hỗ trợ được mình một phen. Đánh hổ anh em ruột, ra trận lính cha con mà. Không có mấy người thân thiết ở thành phố Đồng Lĩnh thì sao có thể triển khai công tác được. Nhưng, Diệp Phàm cũng hơi sầu, vì, muốn đưa Vương Long Đông từ Hải Đông đến Đồng Lĩnh, thì phải có đường để chạy, chuyện này cũng hơi phiền phức. Suy đi nghĩ lại, Diệp Phàm nhắm đến Thứ trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ninh Chí Hòa. Vì thế, buổi tối, Diệp Phàm đem hai bình rượu rắn tự ủ đến nhà Ninh Chí Hòa. Ninh Chí Hòa sống trong khu cư xá dành cho cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, nhưng vì người ta cấp bậc cao, cho nên được sắp xếp cho một căn biệt thự. Ở thủ đô tấc đất tấc vàng này cũng tương đối là sang trọng. Hừ, anh lại tới à? Không ngờ vừa dừng xe Diệp Phàm đã gặp phải tiểu thư Ninh Hòa Hòa, thiên kiêm bảo bối của Ninh Chí Hòa ngay tại cửa. Tuy Diệp Phàm mai mối cho cô với Mai Thiên Kiệt rất tốt, nhưng Ninh Hòa Hòa vẫn không có cảm tình với Diệp Phàm. Vừa thấy Diệp Phàm, cô nàng đã hừ giọng. Mới đến có hai lần, cũng không nhiều. Diệp Phàm mặt dày cười nói với Ninh Hòa Hòa. Lần này tới lại nhờ vả gì à? Ninh Hòa Hòa dựa vào gốc cây, vẻ mặt khinh miệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Câu này cũng khiến người ta có chút khó chịu. Nhờ vả, lại để em đoán đúng rồi. Nhưng, đợi chút nữa có cô gái phải nhờ đến anh đấy. Diệp Phàm ưỡn ngực lên không để ý tới cô, định bước vào cửa. Này, này, anh nói vậy là có ý gì, giải thích rõ cho bản cô nương. Ninh Hòa Hòa đưa tay kéo áo không cho Diệp Phàm bước vào. Liên quan gì đến em? Diệp Phàm quay đầu lại, hừ nói. Không nói rõ ràng tôi không cho anh vào. Ninh Hòa Hòa la lối om sòm, lấy thân mình che cửa lại. Hơn nữa, cô nhóc này còn giang hai tay giống như kiểu diều hâu mẹ bảo vệ con. Trong lúc đó, hai đỉnh núi của Ninh Hòa Hòa lại kích động mà run lên kịch liệt, gương mặt đạn pháo đáng sợ. Diệp Phàm lẽ nào còn dám đụng vào? Ninh Hòa Hòa là vợ đã đính hôn của đệ tử mình. Diệp Phàm kia sao dám công kích đỉnh núi của đạn pháo được chứ? Lui ra, còn ra thể thống gì? Phía sau vang lên giọng nói nghiêm nghị quát Ninh Hòa Hòa, dĩ nhiên đó là Thứ trưởng Ninh Chí Hòa rồi. Cô nàng hung hăng, trợn mắt nhìn Diệp Phàm, tức giận ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Chú Ninh, đây là rượu rắn cháu tự ủ, tốt cho bệnh phong thấp và tăng cường sức khỏe, mỗi ngày uống một chén nhỏ là được. Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt hai chai rượu rắn lên bàn. Hai bình rượu nát mà làm như quý hiếm lắm, tôi còn tưởng là Mao Đài năm sao gì chứ. Thằng nhóc keo kiệt, chẳng qua chỉ là loại rượu sái ngâm rắn hoa 20 đồng một chai bán đầy đầy vỉa hè ấy mà. Chẳng phải mấy chỗ đó người ta cũng viết, chữa phong thấp, tăng cường sức khỏe gì đó sao, hứ. Ninh Hòa Hòa lạnh lùng nả súng đả kích Diệp Phàm. Không ngờ hai bình rượu Diệp Phàm dùng số xương mãng xà cực phẩm còn sót lại ngâm mà bị nói thành hàng vỉa hè. Hòa Hòa. Chớ nói nhảm. Em gái của Phí Thanh Sơn, Phí Hương Ngọc vẻ mặt yêu thương quát con gái. Ha ha ha, vậy chú nhận nhé. Chú thực sự thích rượu rắn của Tiểu Diệp, nghe nói đây là sở trường của cháu. Lần trước, anh hai uống vào nói là hiệu quả cũng không tệ, sau đó hỏi anh cả nói loại rượu rắn này đến anh ấy cũng không ngâm được. Ninh Chí Hòa vẻ mặt thân thiết cười nói, anh hai mà ông ta nói đương nhiên là Phí Nhất Hoàn. Còn anh cả đương nhiên chính là Phí Thanh Sơn rồi. Anh trai em là người cuồng luyện công, làm gì có thời gian mà ngâm rượu rắn. Bình thường có ngâm rượu thuốc linh tinh toàn là ông cụ rảnh rỗi ngâm đấy. Hai, giờ ông cụ già rồi. Nhưng, nghe Tiểu Diệp nói rượu rắn này ngâm từ xương của mãng xà mấy trăm năm đấy. Lần trước về có nghe anh cả nói, vô cùng khó kiếm. Nếu bán trên thị trường, ngàn vàng khó mua được. Lúc này... Phí Hương Ngọc vừa bưng trà ngon đến, vừa cầm bình rượu rắn đi cất. Đặt trong thư phòng anh đấy, mỗi ngày uống một ly cũng tốt. Ninh Chí Hòa cười nói. Phí Hương Ngọc xoay người chạy lên lầu. Cô Phí, từ từ đã, cháu còn có món quà nhỏ tặng cho cô. Lúc này, Diệp Phàm nói. Ồ, cô cũng có sao? Phí Hương Ngọc xoay người nhìn Diệp Phàm. Chương 2202, đi nhậm chức. Cái này... Chắc cô Phí chưa dùng đâu, nhưng Điệp Vũ với Hòa Hòa đã dùng rồi. Cái này gọi là hậu cung ngọc nhan hoàn, cũng là do cháu chế từ nhiều loại thảo dược, không có tác dụng phụ đâu ạ. Thuốc này,
cứ để sư bá Thanh Sơn giúp cô bôi. Còn về hiệu quả cô cứ hỏi các cô ấy thì sẽ biết. Diệp Phàm lấy ra hai bình ngọc nhỏ, Ninh Hòa Hòa hai mắt nhìn chằm chằm vào cái lọ. Đứa nhỏ này, vừa đến đã tặng này tặng nọ, vậy cô nhận nhé. Phí Hương Ngọc giơ tay nhận bình ngọc. Mẹ, cái này, con nhận giúp mẹ được không? An Hòa Hòa từ trên salon bật dậy, căn bản là không đợi mẹ đồng ý đã đưa tay nhận. Hơn nữa, còn thuận tay nhét vào túi quần mình. Đứa nhỏ này. Phí Hương Ngọc cười cười cũng không để ý, vì, cô chưa từng sử dụng, nên cũng không biết được hiệu quả như thế nào. Hương Ngọc, em đừng cho nó lấy, nó là cáo trúc Tết gà đấy, hai viên thuốc của em sẽ không còn nữa đâu. Lúc này, Ninh Chí Hòa thản nhiên cười nói. Ồ, đứa nhỏ này, con muốn cứ nói thẳng ra là được. Phí Hương Ngọc thương yêu sờ sờ mặt con gái. Mẹ, thuốc này mẹ tặng cho con rồi, vậy thì mẹ không có à? Ninh Hòa Hòa vừa nói vừa nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thằng nhãi này trong nháy mắt đã hiểu, chắc chắn tiểu thư Ninh Hòa Hòa đang ép mình. Hơn nữa, Ninh Hòa Hòa còn ghé sát tai mẹ nói về công hiệu của viên thuốc, quả nhiên, mí mắt Phí Hương Ngọc khẽ giật, chắc là cũng có chút động lòng rồi. Ánh mắt dừng lại trên chiếc túi đặt bên hông Diệp Phàm. Tuy nhiên, người ta đã tặng hai viên rồi, hỏi xin thêm Phí Hương Ngọc không làm được. Cho nên, ánh mắt lại trượt qua túi quần của cô con gái bảo bối. Mẹ, mẹ đừng nhìn chỗ này của con, muốn thì hỏi hắn ấy. Chỗ hắn còn nhiều lắm, nhưng mà, tên này keo kiệt lắm. Ninh Hòa Hòa quay đầu chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Làm gì có nhiều như vậy, thuốc này khó điều chế lắm. Chủ yếu là mấy vị thuốc có tiền cũng không mua được, chẳng hạn như Hà Thủ Ô trăm năm. Diệp Phàm vội vàng giải thích. Ha ha, hai mẹ con này, tham lam quá vậy. Tiểu Diệp đã tặng hai viên là được lắm rồi. Ninh Chí Hòa nói. Cô Phí, chỗ của cháu còn lại hai viên. Vốn là muốn tặng cho Điệp Vũ, nhưng, giờ để cô dùng thử trước đã. Điệp Vũ để sau này nghĩ cách cũng được. Diệp Phàm lại lấy từ trong cặp ra hai bình ngọc nhỏ. Như vậy sao được, Điệp Vũ sẽ trách cô mất. Phí Hương Ngọc miệng nói nhưng mắt không rời khỏi hai viên thuốc, bởi, cô ta rất hứng thú với nó. Hơn nữa. Phụ nữ ở độ tuổi như cô, vài năm nữa là 50 rồi. Hoa tàn ít bướm, có viên thuốc này bảo dưỡng cũng có thể trì hoãn lão hóa một chút. Mẹ, không có gì đâu, con thay mẹ nhận, chị Điệp Vũ hắn tự nghĩ cách. Ninh Hòa Hòa không khách khí dành hai bình ngọc nhỏ đưa cho mẹ. Cái đứa nhỏ này, cái này. Phí Hương Ngọc ngại ngùng nhìn Diệp Phàm. Thật sự không sao mà mẹ, việc này con sẽ nói với chị Điệp Vũ một tiếng. Nói là đồng chí Diệp Phàm chuẩn bị đưa hậu cung hoàn cho chị ấy, đến lúc đó không đưa ra được. Ha ha ha, Ninh Hòa Hòa dường như đã tìm được nhược điểm để chị Diệp Phàm, nhất thời cười vui như hoa nở. Ngại quá, ở nhà còn hai viên, hôm khác sẽ đưa đến. Diệp Phàm ưỡn ngực, anh, đúng là keo kiệt. Ninh Hòa Hòa trừng mắt, tức giận kéo mẹ lên lầu. Nghe nói cháu chuẩn bị đi thành phố Đồng Lĩnh. Ninh Chí Hòa hỏi. Vâng. Bên kia đã chuẩn bị cả rồi, mấy ngày nữa bàn giao ổn thỏa sẽ xuất phát. Diệp Phàm nói, có thể xuống là tốt rồi. Ninh Chí Hòa không ngờ thở dài, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Chẳng lẽ tin đồn Ninh Chí Hòa chuẩn bị xuống dưới đảm nhiệm một chức quan to ở địa phương là sự thật? Diệp Phàm trong lòng chấn động, nói thầm một câu. Phía dưới có chỗ cho cháu phát triển, văn phòng trung ương có nhiều quy củ quá. Cháu không thích hợp với chỗ đó. Hơn nữa, ở dưới được tiếp xúc với dân, đó là cuộc sống cháu ưa thích. Ở thủ đô, ngày nào cũng tiếp xúc với cán bộ, hơi chán. Hơn nữa, ai nấy cấp bậc chức vị đều cao hơn cháu. Ngày nào cũng khom lưng cúi đầu đến nỗi sắp gãy lưng rồi. Diệp Phàm khi nói chuyện với Ninh Chí Hòa khá thoải mái. Ha ha ha, Ninh Chí Hòa cười đến nỗi suýt chút nữa phì cả nước trà ra, chỉ vào Diệp Phàm nói. Tiểu Diệp à! Bảo chú phải nói sao bây giờ? Người ta thì muốn trèo lên cao, cháu ngược lại, lại muốn bỏ xuống thấp. Tuy nhiên, có thể nhậm chức ở thành phố Đồng Lĩnh cũng không tệ. Có thể tích lũy được kinh nghiệm, sau này có thể phát triển, so với hiện tại thì đi làm chủ quản một phương vẫn tốt hơn. Một đồng chí không có kinh nghiệm công tác ở địa phương đi chủ quản một thành phố, một tỉnh, không phải là chỉ huy mù sao? Hơn nữa, lãnh đạo cũng sẽ không yên tâm, đúng không nào? Vâng. Diệp Phàm gật đầu, liếc mắt nhìn Ninh Chí Hòa, nói.
nhưng, tuổi tác của cháu cũng là một khuyết điểm, xuống dưới quản lý toàn cục một địa phương chắc chắn cũng khó. Nghe nói gần đây hoạt động giao lưu cán bộ đất khách đã bắt đầu rồi. Đã ban hành văn kiện rồi. Đối tượng giao lưu lần này là cán bộ cấp sở. Ninh Chí Hòa gật gật đầu. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói vòng vo một hồi, bèn đi thẳng vào chuyện của Vương Long Đông. Ha ha, Tiểu Diệp à, người còn chưa đi đã nghĩ cách đặt nền móng trước rồi, nhìn xa quá nhỉ. Ninh Chí Hòa sang sảng mỉm cười. Chủ yếu là do đồng chí Vương Long Đông có năng lực, nếu như cậu ấy là A Đầu, cháu sẽ không dìu dắt cậu ấy. Hơn nữa, cháu chúng không giấu gì chú Ninh, dù sao xuống dưới cháu cũng phải đặt nền móng cho mình, bằng không, sao mà gánh vác được. Đặc biệt là như cháu đây, luôn làm cho người khác có cảm giác miệng còn hôi sữa thì khó chủ trì một phương lắm. Diệp Phàm nói, thằng này còn tương đối khiêm tốn. Ha ha ha. Ninh Chí Hòa mỉm cười, chỉ Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa về đến nhà thì thấy Hồng Diệp Bảo đã ầm ĩ. Trong đại sảnh, Tuyết Hồng cùng Kiều Đại Tiểu Thư như hai con gà trọi nhìn chằm chằm nhau. Hai người ngồi trên một cái ghế, chính là chiếc ghế giả giường rồng của Diệp Phàm. Hai người làm sao vậy? Diệp Phàm ân cần hỏi thăm. Hừ, không ngờ hai người đồng thanh hừ một tiếng. Diệp Phàm, rốt cuộc là anh có quản hay không? Kiều Đại Tiểu Thư mở miệng. Quản gì? Diệp Phàm hỏi. Anh đến đây mà xem, nhà chúng ta biến thành nhà của người khác rồi hả? Kiều Viên Viên hừ nói. Làm sao có thể? Diệp Phàm hỏi. Có gì mà không thể, cái ghế này ở giữa. Em là vợ anh, đương nhiên là phải ngồi bên trái đúng không nào? Nhưng anh xem Tuyết Hồng kia, dám chuyển ghế của em sang bên phải. Diệp Phàm, anh nói cho em nghe, có phải anh muốn Kiều Viên Viên em làm nhỏ không? Trong lòng anh có suy nghĩ này thì nói sớm đi, cần gì phải bảo một đứa nhỏ không hiểu chuyện đến gây sức ép chứ? Kiều Viên Viên nả súng về phía Diệp Phàm. Cái này, bên trái với bên phải có gì khác nhau? Diệp Phàm bị làm cho rối mất rồi. Hai người phụ nữ này vì chuyện ngồi bên trái, bên phải mà cũng cãi nhau, đúng là buồn cười. Hừ, tiếc cho anh vẫn tự xưng là nhân tài Đại học Hải Giang, ngay cả chuyện này cũng không hiểu. Kiều Đại Tiểu Thư bất mãn chu mỏ nói. Anh thực sự không hiểu, chẳng phải chỉ là vị trí ghế thôi sao? Diệp Phàm hơi tức giận. Em chỉ muốn ngồi bên trái thôi. Anh hỏi cô ta xem là cô ta không chịu đấy chứ. Vừa thấy em ngồi ở đây mặt đã thối ra, có phải muốn đánh nhau với bản cô nương không? Tôi đây không sợ đâu. Tuyết Hồng Thị Uy, cố ý nhìn hai vệ sĩ sau lưng. Nắm đấm có hữu dụng không? Hai đời Minh Thanh nước ta đều là quan văn bên trái, quan võ bên phải. Trong lịch sử, từ triều Tống về sau, đều văn tôn võ ti, quan lại đồng cấp. Quan văn ít nhất phải lớn hơn quan võ một cấp. Không phải sao? Kiều Đại Tiểu Thư bắt đầu đem lịch sử từ cổ chí kim ra làm dẫn chứng. Bản cô nương hôm nay thay họ lật lại sử sách, được không? Tuyết Hồng bĩu môi nói với Kiều Viên Viên. Lật lại sử sách, người ta sớm xương cốt mục nát rồi, em lật lại cái gì nữa? Hơn nữa, khi đó hoàn cảnh khác biệt, nghe nói nguyên nhân chủ yếu là do võ quan trình độ văn hóa không cao. Hơn nữa sau khi có quyền hành thì dễ dàng mưu phản. Hai đời Minh Thanh, sở dĩ như vậy nên quan chỉ huy cao nhất đều do quan văn đảm nhiệm. Huống chi Trung Quốc cổ đại tôn ti tả hữu vẫn chưa định. Thời đại khác nhau, hoàn Sena khác nhau thì sẽ khác nhau. Chẳng hạn theo thuyết pháp lễ ký, hẳn là hữu tôn tả ti, quan lại Xuân Thu Chiến Quốc và Tần Triều phần lớn đều lấy hữu làm tôn. Cho nên, như thế này xem ra, cũng chẳng có gì phân biệt trái phải cả. Chuyện này, hai người các em đừng cãi nhau nữa. Anh thấy, vốn Viên Viên ngồi bên trái thì cứ ngồi bên trái đi. Tuyết Hồng sau này ngồi bên phải, thế nào? Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế. Không được, em ngồi bên trái. Bên trái để cô ta ngồi lâu rồi, em ngồi một thời gian ngắn không được à? Tuyết Hồng ngang bướng, không chịu đổi ghế. Không nghe lời đúng không? Không nghe lời sau này đừng đến Hàn Đàm luyện công với anh nữa. Diệp Phàm tức giận, nghiêm mặt, trừng mắt nói. Hừ, không đi thì không đi, em chả thích ngồi bên trái nữa. Tuyết Hồng mạnh miệng, tuy nhiên, đối diện với vẻ nghiêm nghị của Diệp Phàm, ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng cô cũng hơi sợ. Miệng tuy nói cứng, nhưng, cũng tự động chuyển qua ghế bên phải.
Kiều đại tiểu thư có vẻ hơi đắc ý trở về ghế bên trái. Vẻ đoan trang giống như là phu nhân của Hồng Diệp Bảo. Ngày 5 tháng 10 năm 2004. Tóc húi cua, áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt lưng cá sấu. Trên lưng đeo túi du lịch, đây là toàn bộ gia sản của Diệp Phàm, ném túi du lịch vào cốp xe Cherokee, Diệp Phàm chuẩn bị lên đường. Kiều Viên Viên đứng trước cửa Hồng Diệp Bảo, bên cạnh còn có Thiết Chiêm Hùng, Vương Triều, Trương Cường, Trương Hùng, Tuyết Hồng. Vốn Ninh Chí Hòa có đánh tiếng, nói nếu cần, ông ấy có thể đi cùng một chuyến. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã từ chối. Cái này, làm phiền người ta phải xuống thì cũng hơi quá. Diệp Phàm muốn tự mình đi xuống, không cần bất cứ ai đi cùng. Nghe nói Ninh Chí Hòa cũng sắp xuống đảm nhận chức chủ tịch tỉnh hoặc bí thư một tỉnh nào đó rồi. Chương 2203, đám đua xe. Hơn nữa, Diệp Phàm tin ở tỉnh Tấn Lĩnh có Tề Trấn Đào, có nền móng đầu tiên rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng nghĩ, sau khi sự nghiệp của hắn trải qua bước ngoặt ở văn phòng trung ương, hắn phải một lần nữa bắt đầu châm ngòi cho trận hỏa chiến. Tôi đi đây. Diệp Phàm rất tự nhiên, phóng khoáng, chui vào xe, dẫm lên bộ ly hợp, vào số, buông thắng, đạp chân ga, chiếc xe phóng đi. Từ thủ đô đi đường cao tốc đến tỉnh Tấn Lĩnh mất mười mấy tiếng là tới. Trên đường chạy như bay, Diệp Phàm cảm thấy thích thú. Vừa mới tiến vào trong tỉnh Tấn Lĩnh, lúc này, phía sau có mấy chiếc xe xịn phóng lên, đi đầu là một chiếc Ferrari, phía sau là chiếc Mercedes-Benz thể thao, phía sau nữa là một chiếc BMW. Một đám thanh niên lái những chiếc xe hoành tráng, ép sát Diệp Phàm ấn còi điên cuồng. Tên kia quả thật vô cùng ngông nghênh, trên xe không ngờ trang thiết bị khuếch âm, sau khi bấm còi còn truyền đến giọng nói ngông cuồng. Cái loại kia đừng để ông đây đuổi theo, cái thứ hèn nhát, chó ngoan đừng cản đường nào. Diệp Phàm hừng hực lửa giận, nhấn mạnh ga, đừng nhìn bề ngoài là chiếc Cherokee lớn xác, thực ra nó đã được cao thủ của đội khoa học năng lượng tổ đặc nhiệm A chế tạo lại rồi. Dàn máy bên trong tuyệt vời không thua gì Ferrari đâu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, xe của Diệp Phàm đã phóng đi với tốc độ bão tố. Ách, Châu Nhỉ, các anh em, lên! Phía sau mấy anh bạn kia hơi sững sờ sau đó lập tức hưng phấn phóng lên. Âm thanh từ ống khuếch âm truyền đến giống như tiếng con vịt già gọi xuân, ba chiếc xe xịn xé gió lao đi đuổi theo Diệp Phàm. Hôm nay ông đây được đua thỏa thích một phen, quá sướng. Diệp Phàm đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ vang lên điếc tai, tốc độ ngột ngột tăng lên tới 200 km/h, chiếc xe phóng đi như bay. Ba anh chàng phía sau cũng thực sự lợi hại, không ngờ vẫn bám sát. Bốn chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ sau vài phút sung sướng, chiếc xe cảnh sát kéo còi inh ỏi đã điên cuồng đuổi theo. Từ trong loa khuếch thanh vang lên. Ép vào lề, dừng lại. Tuy nhiên, Diệp Phàm cười âm hiểm, không thèm để ý, cứ lao đi điên cuồng. Ba anh chàng kia cũng phóng lên, không hề có ý dừng xe lại. Hơn nữa, mấy anh bạn phía sau còn đồng loạt mở khuếch ấm, tiếng kêu kỳ quái. Kiêu ngạo vang lên. Đến đây, đến đây. Không lâu, xe cảnh sát bị quăng lại phía sau. Chắc hẳn, các đồng chí cảnh sát giao thông trong xe cảnh sát vô cùng buồn bực. 10 phút sau, 5 chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng chắn trước mặt, từ xa tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên cảnh cáo 4 chiếc xe của nhóm đua xe. Muốn lái chiếc Cherokee to lớn bay qua chắc hẳn là không được, Diệp Phàm tự hỏi mình có được kỹ thuật đó không, thế là chiếc xe cũng giảm tốc độ và dừng lại. Xuống xe, cảnh sát giao thông tức điên rồi, một viên thanh tra cảnh sát râu quai nón, cao to, 2 gạch 3 sao tương đối thô bạo đập đập cửa kính xe Diệp Phàm gào rú. Rồi sau đó ba anh chàng trong nhóm đua xe phía sau cũng bị các cảnh sát giao thông ép vào lề. Dám đẩy ông đây à, biết tao là ai không? Lúc này, một anh chàng tương đối đẹp trai, phong độ, mặc áo đỏ, quần xanh lam cao ngạo nói với viên cảnh sát giao thông đứng cạnh. Tôi đéo cần biết anh là ai, quá mức kiêu ngạo. Để ông đây đem các anh về tẩy nào lại. Viên thanh tra cảnh sát đang thô bạo gõ cửa sổ xe Diệp Phàm tức giận nói. Cái tính thối kia lại phát tác, giống lên một tiếng, không thèm để ý đến Diệp Phàm nữa mà tiến lên chuẩn bị đá vào anh bạn áo đỏ kia một đá. Bốp một tiếng. Anh bạn áo đỏ bị đá một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Dám đánh tao, các người chờ đấy. Anh bạn áo đỏ tức giận, xông lên phía trước đấm cho viên thanh tra cảnh sát một cái. Thân thủ cũng không tệ lắm,
một quyền kia cũng có chút chính xác. Đám cảnh sát giao thông vội dùng dùi cui đánh về phía anh bạn áo đỏ, tuy nhiên, đã bị viên thanh tra cảnh sát kia cản lại. Y vung tay lên, cười nói. Đấu với ông đây một trận đi, hôm nay ông đây sẽ giúp mày nhớ mãi. Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể đệ nhất thiên hạ. Có bao nghị tao ở đây, thiên hạ này không có đệ nhất. Bắt chúng nó về khu phục vụ, để chúng ta tiếp đón một trận nào. Không lâu sau, bốn người Diệp Phàm đều bị đưa về khu phục vụ. Ồ, mày tên bao nghị? Người thanh niên bên cạnh anh bạn mặc áo đỏ vẻ kinh ngạc, hỏi. Biết sự lợi hại của đội trưởng bao chúng tao rồi à, thằng nhãi? Lúc này, một anh bạn cảnh sát đứng cạnh cười, vỗ vỗ vai chàng thanh niên. Lợi hại cái rắm, không phải chỉ là đội phó một chi bên dưới của tổng đội giao thông tỉnh thôi sao? Biệt hiệu là Thiết Hùng chứ gì, một đội phó nhỏ bé, ngông nghênh cái cọng lông ấy. Chàng thanh niên áo đỏ vẻ mặt khinh thường, liếc mắt nhìn viên đội phó, chỉ vào anh bạn mặc áo hoa nói. Biết cha của hắn là ai không? Xem ra, vị tên bao nghị biệt hiệu Thiết Hùng này, là một đội phó tương đối có danh tiếng trong ngành cảnh sát giao thông. Tao chẳng cần biết hắn là ai, bao nghị tao biết bọn mày vi phạm luật giao thông. Còn đánh lén cảnh sát, hôm nay rơi vào tay ông đây, bốn đứa chúng mày sẽ dễ chịu đấy. Bao nghị kiên quyết nói, dáng vẻ cao lớn đầy chính khí. Hồ Quý Thiên, có biết không? Cha hắn đó. Tên thanh niên áo đỏ nói, vẻ mặt bình tĩnh đắc chí. Diệp Phàm phát hiện, sau khi nghe ba chữ Hồ Quý Thiên này các cảnh sát giao thông đều hơi hơi lui về sau một bước. Hai cảnh sát giao thông đi bên cạnh chàng thanh niên áo hoa vẻ mặt xấu hổ lùi về sau một bước. Ngay cả đội phó bao nghị cũng hơi thần ra một chút. Thế nào, sợ rồi sao? Hôm nay các người đánh Hồ công tử, cạc cạc, đến lúc đó. Người thanh niên áo đỏ chỉ vào anh chàng áo hoa, lại đắc chí. Công tử của giám đốc sở Hồ cũng không thể sằng bậy, bao nghị tôi không hề bắt lầm. Lúc này, bao nghị khôi phục bình tĩnh, lớn tiếng hô. Người này, khí thế tương đối điên cuồng. Anh Mãn, nói với hắn làm gì, dùng quả đấm của anh để dạy dỗ hắn đi. Cái thứ Thiết Hùng chó má gì chứ, hôm nay cho hắn thành gấu chó đi. Anh bạn mặc áo hoa hừ nói. Nói bậy, Thẩm Quát, hai đứa bay nhìn cho rõ này. Hôm nay tôi Trần Tiểu Mãn muốn đánh đồng chí Tiểu Bao răng rụng đầy đất. Anh bạn áo đỏ Trần Tiểu Mãn thật đúng là kiêu ngạo, chỉ vào bao nghị, trong sự vây quanh của mười mấy cảnh sát nói câu này. Đến đây, bao nghị nổi giận, giá giá quả đấm. Tới thì tới. Trần Tiểu Mãn đấm sang. Bốp một tiếng giòn vang. Nắm đấm của hai người hung hăng đụng vào nhau, song phương đều thối lui ba bước. Trong mắt hai người đều ánh lên tia kinh ngạc. Diệp Phàm cảm thấy, hai vị này chắc hẳn thân thủ đều khá. Bộp, bộp, bộp. Cứ như vậy hai bên đấm qua đấm lại 7-8 quyền, bao nghị đá một cước. Bộp một tiếng, lần này cú đá khá độc, Trần Tiểu Mãn không đứng vững, lùi 7-8 bước rồi ngã xuống đất. Diệp Phàm hiểu, chắc chắn đồng chí bao nghị này giả heo ăn thịt hổ. Vừa rồi ẩn giấu khí lực, để Trần Tiểu Mãn khinh địch thì lập tức sẽ phải chịu thiệt. Đấu với ông đây à? Mày còn non lắm. Đội phó bao bước một bước lên phía trước, đá thêm một đá lên người Trần Tiểu Mãn. Đừng đánh nữa, hắn là công tử của phó chủ tịch tỉnh Trần đấy, đánh bị thương rồi mày đền nổi đâu. Lúc này, một trong ba thanh niên sốt ruột, vừa hô lên vừa tiến lên trước ngăn cản. Tuy nhiên, hình như là có hơi muộn một chút. Bốp một tiếng. Trần Tiểu Mãn vừa đứng lên đã bị đội phó bao đá một đá ngồi xuống lại. Đúng lúc này, điện thoại Diệp Phàm vang lên, vừa nghe máy đã truyền đến giọng Tề Thiên, nói. Đại ca, sao anh còn chưa tới, em chờ lâu lắm rồi đấy. Sư đoàn của Tề Thiên đang đóng ở địa phương cách thành phố Đồng Lĩnh không xa, tiểu tử này vừa nghe nói Diệp Phàm muốn tới thành phố Đồng Lĩnh nhậm chức, vô cùng mừng rõ. Đã sớm ở Long Giang chờ rồi. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm lại ở đây xem náo nhiệt. Phiền cái gì, đang coi náo nhiệt. Diệp Phàm cười nói. Ồ, có gì náo nhiệt, hay để em tới coi chung với. Tề Thiên lập tức hưng phấn. Coi cái rắm, tôi tới ngay đấy. Tiểu tử cậu chuẩn bị một ít đặc sản là được. Diệp Phàm tức giận mắng một câu, nhìn đồng hồ, đã thấy sắp 3 giờ chiều rồi. Bắt tất cả về đồn đi. Bao nghị hừ lạnh một tiếng, vung tay lên muốn bắt người đi. Anh tới đây một chút.
Diệp Phàm chỉ vào Bao Nghị nói. Lôi thôi cái gì, không nghe lời cứ còng lại cho tôi. Bao Nghị vẻ mặt chính khí, chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Gọi anh tới đây anh có nghe thấy không hả? Diệp Phàm lông mày dựng lên, chỉ vào Bao Nghị hừ nói. Cái này, khí thế cửu đẳng phát ra, hơn nữa Diệp Phàm lại mài rũa trong chốn quan trường gần 10 quan uy lập tức ép xuống, cũng tương đối uy hiếp người khác. Đội phó Bao hơi sững sờ bước qua, thấy người thanh niên này quá kiêu ngạo. Tuy nhiên, cảm thấy Diệp Phàm có chút đặc biệt, đội phó Bao cũng đi tới, hừ nói. Có dám mau thả đi, ông đây không có thời gian để lôi thôi với mày. Tôi đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt, có việc gấp đi trước một bước. Đây là giấy chứng nhận của tôi, anh xem một đi. Tuy nhiên, phải giữ bí mật, bằng không, trách nhiệm này anh không gánh nổi đâu. Diệp Phàm móc ra kia bản giấy chứng nhận phó giám sát trưởng ra, Bao Nghị vừa nhận lấy, lập tức, sắc mặt thay đổi, khóe miệng cũng co giật vài cái. Y len lén liếc mắt nhìn kỹ Diệp Phàm một cái, hai chân tự nhiên khép lại đoán chừng là muốn thực hiện nghi lễ cảnh sát. Tuy nhiên, Diệp Phàm có dặn không được tiết lộ bí mật của hắn. Cho nên, Bao Nghị kịp thời tản hai chớ ra, hai tay cầm giấy chứng nhận trả lại cho Diệp Phàm. Ha ha, các anh cứ thẩm tra đi nhé. Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết cười cười còn vỗ vỗ vai Bao Nghị, cố ý liếc mắt nhìn Trần Đại Công Tử, Hồ Đại Công Tử ba người một cái, tiến vào trong xe nhấn ga đi mất. Những cảnh sát khác không ngăn cản đội phó Bao, đương nhiên chả thằng ngốc nào đi kiếm chuyện phiền phức cả. Đương nhiên, cả đám trong lòng đều nghi hoặc khó hiểu. Hôm nay sao đội phó Bao nghe lời thế? Vì sao hắn chẳng việc gì, ông đây phải tố cáo mày tình cảm riêng tư? Trần Tiểu Mãn giãy giụa, chỉ vào xe Diệp Phàm hô lên. Bắt hết cho ông đây, còn dài dòng nữa thì còng lại hết. Bao Nghị một cước đá sang, đồng chí Trần Tiểu Mãn thiếu chút nữa bị đá vào trong xe. Chương 2204, báo cáo. Đồng chí Bao Nghị này kỳ thực nhậm chức đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự sở tỉnh, tuy nhiên, do bắt được nhiều tội phạm giết người nghiêm trọng, lập nhiều công. Đợt trước được lãnh đạo đề bạt, chưa đến 30 tuổi đã leo đến vị trí cục trưởng. Chẳng qua là vì tính tình của y quá đặc biệt, quá nóng nảy. Không khác gì Diệp Phàm, chỉ có điều y không được may mắn như Diệp Phàm, nên bị người khác chơi đều đá xuống tổng đội cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, tính tình người này vẫn không thay đổi, bị giáo huấn cũng không rút kinh nghiệm. Giờ đối diện với công tử của Phó Chủ tịch tỉnh Trần và Phó Giám đốc Sở Hồ mà vẫn dám xuống tay hạ thủ như bình thường. Đến thành phố Long Giang tỉnh Tấn Lĩnh thì đã 10 giờ tối rồi. Tề Thiên sớm đã đặt phòng ở nhà khách Long Giang, thằng nhãi này dừng xe đợi ngoài nhà khách không ngừng sốt ruột. Vừa thấy chiếc Cherokee của Diệp Phàm đã lập tức lao tới. Tốc độ đó, còn nhanh hơn cả vài quan quân đang đi cùng cậu ta. Trong lòng họ tự nhủ trời ạ, thủ trưởng của mình sao phải chạy nhanh như vậy? Xem ra, trong xe chắc chắn là một nhân vật lớn nào đó rồi. Không phải là vị tướng quân nào đó đi vi hành chứ? Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa xuống xe, mấy quan quân lại một lần nữa lặng người. Hơn nữa, còn hơi thất vọng, chắc hẳn người thanh niên vừa bước xuống xe chỉ có quan hệ rất thân với Tề Thiên thôi. Không thể là nhân vật gì lớn, chỉ có điều, cũng có thể là một trong những người có gia thế rất cao. Lại đây, đại ca của tôi đến rồi các người còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Tề Thiên vừa trừng mắt, vừa hét lên với thủ hạ. Mấy thượng tá đều chạy tới, nể mặt Tề Thiên, cũng bắt tay với Diệp Phàm. Vừa vào phòng Bao riêng, đồ ăn đã được bưng lên. Tuy nhiên, Tề Thiên vẫn muốn mời Diệp Phàm ngồi ở ghế chủ tọa. Diệp Phàm không có cách nào khác, đành ngồi xuống. Các quan quân trong lòng thầm nhủ, đại công tử Tề gia ở tỉnh Tấn Lĩnh này đã thuộc nhóm siêu cấp thái tử, là công tử của nhân vật số 2 ở tỉnh, khiêm tốn như vậy từ khi nào thế? Quả nhiên, một thượng tá có chút không phục, y liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Tề thiếu gia, đại ca anh đang làm gì? Nhậm chức ở đâu? Thượng tá đó tên Thái Đồng Khánh, là đoàn trưởng đoàn hưởng hổ chỗ Tề Thiên, cũng được coi là trụ cột của sư đoàn. Hơn nữa, trong nhà đoàn trưởng Thái cũng có người trong quân đội, cấp bậc không thấp, đã là cấp tướng quân rồi. Nghe đoàn trưởng Thái hỏi vậy, những quan quân khác cũng nhìn sang. Cả đám đều muốn biết rõ về Diệp Phàm. Ha ha, đại ca của tôi đương nhiên chính là đại ca của tôi, anh ấy à? Tề Thiên nói. Cố ý dừng lại ở chỗ quan trọng một chút mới nói tiếp. Bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh không phải lui rồi sao?
Trương Hoành Đông lui rồi, nghe nói bệnh nặng nên lui. Cái này có gì ly kỳ, ai mà chả biết chứ. Tuy nhiên, chuyện này liên quan gì đến đại ca của anh? Chẳng lẽ anh ta cũng được điều đến thành phố Đồng Lĩnh công tác? Thái Đồng Khánh nói. Không đúng, đoàn trưởng Thái. Lúc này, một thượng tá hàm dưới để vài cọng râu lắc đầu. Người này là Ngọc Đông, tham mưu trưởng sư đoàn Hưởng Hổ. Là sao vậy tham mưu Ngọc? Thái Đồng Khánh liếc mắt nhìn ông ta hỏi. Trương Hoành Đông không phải từ chức vì bệnh nặng. Ngọc Đông nói. Diệp Phàm vừa nghe liền hứng thú. Những chuyện có liên quan đến bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh, đồng chí Ngọc Đông này hình như có biết chút tin tức gì đó. Diệp Phàm muốn biết rõ. Tuy nhiên, do thân phận của hắn đặc biệt nên đương nhiên không tiện mở miệng hỏi. Vì vậy, Diệp Phàm nháy mắt với Tề Thiên. Thằng nhãi này dĩ nhiên hiểu ngay, giả vờ hỏi. Tôi hỏi này Ngọc Đông, không phải nghe nói bí thư Trương bị bệnh không thể công tác được nên mới tự xin từ chức lui về tuyến 2 mà. Không phải giờ đang dưỡng lão ở mặt trận Tổ quốc thành phố sao? Đúng vậy, không phải vì bệnh ai lại muốn nhường mũ quan chứ? Mượn chuyện anh, tôi mà nói, cái nón sĩ quan này là mạng của chúng ta, ai lại tình nguyện để bị mất chứ? Đoàn trưởng Thái vẻ mặt tò mò nói. No, no. Ngọc Đông vung vẩy đầu ngón tay, vẻ mặt bí hiểm. Gã liếc mắt nhìn mọi người, nhìn đủ vòng mới lên tiếng. Việc này, có vài tin tức khác đấy. Tin gì, anh nói nhanh lên được không, đừng chọc cho ông đây nổi giận. Tề Thiên tức giận hừ một tiếng, còn dùng chiếc đũa gõ gõ bàn. Ở sư đoàn Hưởng Lượng cậu ta chính là lão đại nên luôn mang trên mình cốt cách của một lão đại. Ha ha, Ngọc Đông cười khan hai tiếng, liếc mắt nhìn Tề Thiên, nói. Chuyện này, chắc hẳn có liên quan đến bố anh. Nói bậy, liên quan gì đến bố tôi chứ? Tề Thiên hừ nói. Nhìn xem. Vừa nói đến bố anh là tức giận rồi tôi còn dám nói nữa sao? Ngọc Đông nói, mặt như quả mướp đắng. Diệp Phàm ngầm trừng mắt nhìn Tề Thiên, thằng nhãi này mặt mướp đắng một chút, hống hách nói. Đừng nói nhiều, kể tiếp đi. Chuyện của bố tôi anh cũng có thể nói, tôi sợ cái quái gì chứ, đúng không nào? Chúng ta ở bên quân đội, tôi là tôi, bố tôi là bố tôi. Tôi nói đây. Ngọc Đông lại hỏi. Nói. Còn rông dài nữa phạt ba chén. Tề Thiên đưa ba ly rượu trong tay. Nghe nói chỗ dựa của Trương Hoành Đông là Phác Chiếu Tiền, nhân vật thứ ba của tỉnh, đồng chí lão Phác này không hợp với La Khảm Thành nhân vật số một ở tỉnh. La Khảm Thành là cán bộ bản địa, còn Phác Chiếu Tiền cũng leo từ bản địa lên. Đồng chí lão Phác biệt hiệu là Hắc Hổ, vì ông ấy thích mặc đồ đen. Mùa hè mặc sơ mi đen, quần đen, mùa đông mặc Tây Âu đen. Còn La Khảm Thành được người trong vòng gọi là La Thiên Thượng Tiên. Hai người đều thuộc tập đoàn bản địa, bí thư La là người hống hách, dĩ nhiên muốn một tay khống chế toàn diện tỉnh Tấn Lĩnh. Bất khố lão gặp phải Phác Chiếu Tiền, bí thư phân quản đảng và quần chúng, mà số một trong tỉnh là cái gì? Đương nhiên quyền lực lớn nhất chính là quản lý mũ quan. Nhân vật số ba phó bí thư Phác này là người quy hốt mũ quan. Vì vấn đề mũ quan này mà hai người thường xuyên xảy ra vài mâu thuẫn. Trước kia La Đại Thiên là một nhà độc tài, Phác Hắc Hổ bị chèn ép quá mức. Nhưng giờ thì khác, bố thiếu gia Tề tới, nghe nói chủ tịch tỉnh Tề xuất thân quân đội. Ở Nam Phúc còn bị người ta gọi là Tề Đại Pháo. Cho nên, Đại Pháo vừa nổ, La Đại Thiên cũng chấn động. Lần này vì sao bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh lại lui, nghe nói là có liên quan đến chuyện này. Nghe mấy người trong vòng nói, chắc chắn là do La Đại Tiên, Phác Hắc Hổ với Tề Đại Pháo tạo thành thế ba chân. Trương Hoành Đông chẳng qua chỉ là một vật hy sinh đáng thương mà thôi. Chính chỉ cần có vật hy sinh, cũng tại y xui xẻo. Nhưng, Ngọc Đông, rốt cuộc tại sao Trương Hoành Đông phải âm thầm rút lui vậy? Thái Đồng Khánh hỏi. Tôi mà biết thì đã ngồi ở tỉnh ủy rồi, còn ở đây ăn cơm với anh làm cái rắm gì? Ngọc Đông tức giận hừ nói. Anh mà cũng đòi lên tỉnh ủy à, ở đó đều là những tai to mặt lớn, cán bộ trong nước mà có chết hết thì cũng chưa tới phiên anh đâu, anh bạn Tiểu Ngọc, bớt mơ mộng đi. Đồng chí Thái Đồng Khánh không ngừng đắc ý. Anh, Ngọc Đông trợn mắt nhìn chằm chằm Thái Đồng Khánh. Nhìn cái gì mà nhìn, hay là chúng ta thì uống rượu đi, lần trước toàn anh say trước. Thái Đồng Khánh đắc chí gõ gõ ly rượu. Đấu cái rắm, đấu với thư biến thái như anh, chẳng phải tự rước họa à. Ngọc Đông tức giận hừ nói.
Lúc này, một quan quân nói chen vào. Bí thư Trương lui rồi, không biết kết quả vật tay của ba vị trên tỉnh thế nào, chúng ta sắp được gặp vị bí thư mới thế nào nhỉ? Người này tên Câu Tượng Thủy, là trung tá tiểu đoàn trưởng đội đặc chiến trong sư đoàn Hưởng Hổ. Trong quân đội thông thường thì gọi là đội trinh sát, còn ở sư đoàn Hưởng Hổ thì gọi là đội đặc chiến. Chúng ta quản làm cái dám gì, chúng ta ở trong quân đội, ngay cả quân khu thành phố Đồng Lĩnh cũng không quản được chúng ta. Chúng ta trực thuộc quân khu Bắc Kinh, Tương Thủy, cậu hỏi cái này uổng phí rồi. Thái Đồng Khánh nói, Tượng Thủy không giống như anh, người nhà người ta đều ở thành phố Đồng Lĩnh. Hơn nữa đều lăn lộn trong thể chế, tân bí thư thành ủy đương nhiên ảnh hưởng đến người nhà của cậu ấy. Chẳng hạn như anh trai cậu ấy là phó cục trưởng thường trực cục tài chính thành phố, có đúng không nào? Lúc này, Ngọc Đông nói, không phải anh cũng vậy sao? Câu Tượng Thủy tức giận hừ một tiếng với Ngọc Đông. Ha ha ha, Tề Thiên vỗ bàn, cười, chỉ vào hai người nói. Đúng vậy, anh của Tượng Thủy là phó cục trưởng thường trực cục tài chính thành phố, còn chú của Ngọc Đông Anh là Ngọc Xuân Phong, hình như còn là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố có phải không? Tượng Thủy, mau mau nịnh bợ Ngọc Đông đi, không chừng chú anh ta vui vẻ, có thể giúp được anh cậu đấy. Tề Thiên nói xong nháy mắt với Diệp Phàm, cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu vì sao Tề Thiên lại chọn họ đi uống rượu với mình. Thằng nhóc này đang lót đường cho mình, hoàn toàn có thể thông qua họ để thu nạp một bộ phận những cán bộ có phân lượng ở thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm mới từ trên kia xuống, chẳng hiểu được gì. Hơn nữa, chỉ là một tư lệnh phòng không, dù có Tề Chấn Đạo ủng hộ, cũng không thể nào ngay lập tức nắm được đại cục thành phố Đồng Lĩnh. Hơn nữa, Tề Chấn Đạo bên trên còn có đồng chí La Khảm Thành nữa. Làm không tốt sẽ có vài chuyện khó mà xử lý. Bí thư thành ủy hắn đây chỉ có nước lăn lại về phủ. Anh Ngọc Đông, Tượng Thủy kính anh một ly. Câu Tượng Thủy cầm ly lên nói, chọc cho mọi người cười phá lên. Sáng hôm sau, Diệp Phàm đến tổ chức tỉnh ủy tỉnh Tấn Lĩnh báo cáo đúng giờ. Sau khi làm xong thủ tục, Diệp Phàm bước vào văn phòng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tôn Nhất Chính. Thái độ của Tôn Nhất Chính đối với Diệp Phàm là giải quyết việc chung. Vẻ mặt y nghiêm túc ngồi trên salon gỗ, ra hiệu Diệp Phàm ngồi ghế bên cạnh. Diệp Phàm đương nhiên ưỡn thẳng người, hai mắt nhìn nhân vật số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Tấn Lĩnh, Tôn Nhất Chính. Người ta đại diện tổ chức nói chuyện, đương nhiên phải nghiêm túc một chút. Đồng chí Diệp Phàm, anh sắp đến thành phố Đồng Lĩnh nhậm chức. Là nhân vật số 1 của thành ủy, thành phố Đồng Lĩnh là thành phố lớn. Dân đông, đất rộng. Ở toàn tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta là một thành phố tương đối nổi tiếng, xếp thứ 3 trong toàn tỉnh. Hy vọng sau khi anh xuống đó. Phó trưởng ban Tôn Nhất Chính nghiêm túc nói, đơn giản chỉ nói vài câu khách sáo, cũng chẳng có giá trị thực tiễn gì. Sau khi nói chuyện xong, Diệp Phàm đứng lên bắt tay trưởng ban Tôn Nhất Chính, lúc này, một thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi Tôn Nhất Chính. Sau đó nói, trưởng ban Tôn. Trưởng ban Chu dặn khi nào đồng chí Diệp Phàm tới thành phố Đồng Lĩnh lập tức đến văn phòng ông ấy một chuyến. Chương 2205, nói chuyện với nhân vật số 1, nhân vật số 2, nhân vật số 5. Tôn Nhất Chính hơi nhíu mày, đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy rất rõ. Y cười chỉ vào Diệp Phàm nói. Tiểu Ngưu, đây là đồng chí Diệp Phàm của thành phố Đồng Lĩnh. Cậu đã đến rồi, chúng tôi cũng vừa mới nói chuyện xong, cậu đưa cậu ấy đi tham quan một chút nhé. Bí thư Diệp, chào anh, tôi là trưởng ban thư ký Tiểu Ngưu, trưởng ban Chu dặn tôi đưa anh đi tham quan. Không ngờ thư ký Ngưu Chí của Chu Thiên Minh nhân vật số 1 ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà lại tương đối khách khí, không chút kiêu ngạo. Một lát sau đến văn phòng của Chu Thiên Minh. Chu Thiên Minh mặt mày đầy đặn, dái tai cũng rất dày, nếu trang điểm thêm một chút thì có thể đóng vai Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký rồi. Vừa thấy Diệp Phàm bước vào, Chu Thiên Minh đặt bút xuống. Nở nụ cười chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc nói. Ngồi đi Tiểu Diệp. Diệp Phàm trong lòng sửng sốt, chuyện quái gì vậy, trưởng ban Chu Thiên Minh sao lại gọi mình là Tiểu Diệp. Cái này, tương đối kỳ dị. Cách xưng hô Tiểu Diệp này thường chỉ những bề trên có quan hệ khá thân mật với Diệp Phàm mới gọi như vậy, điều này chứng tỏ độ thân thiết. Dù gọi Tiểu Diệp, thì cũng phải thêm chữ đồng chí vào nữa mới đúng chứ. Cảm ơn trưởng ban Chu. Diệp Phàm hơi có vẻ cung kính, hơi cong người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hút thuốc không?
Chu Thiên Minh nhẹ nhàng lấy từ hộc bàn gói Trung Hoa. Trưởng ban Chu hút thì tôi hút. Diệp Phàm cũng lưu manh đáp. Ha ha ha, một ngày tôi phải hút nửa gói. Không cách nào khác, nghiện mất rồi, dù biết rõ hút thuốc không tốt, nhưng chẳng cách nào cai được, thôi kệ, chẳng cần cai nữa. Chúng ta hút một điếu nào. Chu Thiên Minh định khui bao thuốc. Đương nhiên, Diệp Phàm đã dành trước, móc gói Trung Hoa trong túi đưa qua một điếu. Chu Thiên Minh cũng không khách sao, lấy thuốc, sau đó dùng quẹt của Diệp Phàm mồi thuốc. Sau khi thản nhiên nhả mấy ngụm khói, nhìn Diệp Phàm, cười nói. Tự nhiên một chút, không cần câu nệ. Người ta cứ nói cán bộ của ban tổ chức chúng tôi mặt cứ như bao công, kỳ thực, chúng tôi cũng là người chứ có phải thần thánh đâu chứ. Chỉ có điều, khi làm việc thì không thể như vậy được. Khi chọn nhân tài chúng tôi phải nghiêm túc, nhưng, giờ chúng ta đâu tính là nói chuyện của tổ chức. Trưởng ban Tôn đã nói với cậu cả rồi. Chúng ta bây giờ chỉ là thoải mái tâm sự một chút thôi. Ha ha ha, sự hòa nhã của trưởng ban Chu khiến hậu bối như tôi đây nhất thời khó thích ứng. Vốn phải qua đây trong lòng tôi còn thấy có chút bồn chồn đấy. Tuy nhiên, giờ thì thoải mái rồi. Diệp Phàm rất khiêm tốn cười nói. Nói đùa, tiểu Diệp, cậu ngay cả chủ tịch nước còn thường xuyên gặp, lẽ nào lại sợ mọt trưởng ban dưới tỉnh như tôi đây? Chu Thiên Minh mỉm cười, đùa vài câu. Không khí trong văn phòng lập tức thoải mái lên. Đó là công việc của tôi mà, nhưng, nếu nói thường xuyên gặp chủ tịch, thì cũng không có đâu. Ở văn phòng trung ương gần cả năm trời rồi, tôi chỉ gặp được mỗi 3 lần. Diệp Phàm nói. 2, 3 lần, có thể cho tôi bắt tay chủ tịch được 1 lần là tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Chu Thiên Minh thở dài, trong mắt tràn đầy khát vọng. Ông nói tiếp. Cậu đến thành phố Đồng Lĩnh sẽ là nhân vật số 1 ở đó, chúng ta nói thẳng nhé. Nhân vật số 1 là chiếc mũ vô cùng quan trọng. Cậu là đại diện cho Đảng Quản lý Nhân dân ở thành phố Đồng Lĩnh. Những đồng chí khác là người chấp hành công việc cụ thể, còn cậu là đại quản gia của các đồng chí ấy. Quản lý tốt các đồng chí, thành phố Đồng Lĩnh sẽ được quản lý tốt. Kỳ thực, có người coi việc quản lý các đồng chí của mình là việc đơn giản. Cho rằng vấn đề đơn giản chỉ là cho người ta cái mũ quan mà thôi. Kỳ thực không phải như vậy. Lấy ví dụ đơn giản, một đồng chí thích hợp làm việc bên chiến tuyến giao thông, cậu đưa người ta về làm việc ở đảng ủy công an. Người ta không quen, làm công việc nảy sinh nhiều hạn chế. Cho nên, sắp xếp cho mỗi đồng chí làm ở vị trí thích hợp với mình thì mới là một nhà quản lý giỏi. Công tác phù hợp thì làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, còn cậu cũng được thoải mái hơn. Chu Thiên Minh nói chuyện như một bậc trưởng bối đang tâm sự với hậu bối. Cuối cùng, ông cười nói. Sáng mai 7 giờ vừa hay tôi cũng có chút chuyện xuống thành phố Đồng Lĩnh, sẽ đưa cậu xuống luôn. Diệp Phàm còn có thể nói gì khác, chỉ còn cách tỏ vẻ chân thành cảm ơn. Tuy nhiên, đối với sự thân thiết của trưởng ban Chu, trong đầu Diệp Phàm luôn suy nghĩ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Chẳng lẽ ông ta biết mình là con rể của Kiều gia, hình như không giống như vậy. Chiều, trong lòng Diệp Phàm có chút kích động đến trước phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy tỉnh Tấn Lĩnh La Khảm Thành. Thằng nhãi này cảm thấy hình như còn hồi hộp hơn cả gặp chủ tịch Đường. Vì chủ tịch Đường thì Diệp Phàm đã gặp mấy lần rồi, còn bí thư La là lần đầu tiên Diệp Phàm gặp mặt. Và, chủ tịch Đường tuy nói là thủ trưởng số 1. Nhưng quốc gia lớn như vậy, không có khả năng chỉ chú ý đến Diệp Phàm. Trực tiếp hình thành quan hệ lợi, hại với Diệp Phàm chỉ có thuộc hạ của ông ấy. Còn La Khảm Thành thì có thể trực tiếp hình thành quan hệ lợi, hại với Diệp Phàm. Vào đi. Một âm thanh vang dội vang lên, Diệp Phàm nhẹ nhàng mở cửa bước vào. La Khảm Thành đầu lớn, dáng người to cao, mặt béo tròn, mũi tương đối cao. Mặc bộ Âu phục đen, ngồi trên ghế, làm người ta cảm thấy giống như một pho tượng thần. Tuy nhiên, diện mạo và cách ăn mặc này hiển nhiên không phù hợp với danh hiệu La Thiên Thượng Tiên của ông ta, thượng tiên thì phải phiêu giật hơn chứ. Cho nên, Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, cũng chẳng hiểu là vị nào tốt bụng đặt cho ông ta danh hiệu này. Phải gọi là tượng trên núi mới đúng. Chào bí thư La, tôi là Diệp Phàm đến thành phố Đồng Lĩnh nhậm chức. Diệp Phàm khẽ khom người, hơi cung kính, lên tiếng chào hỏi. Rất tốt, cậu từ văn phòng trung ương đến, lại là đồng chí làm việc bên cạnh chủ tịch. Ánh mắt nhìn đại cục chắc là chuẩn xác. Thành phố Đồng Lĩnh cần những đồng chí như cậu quản lý. Tuy nhiên, hoàn cảnh và khí hậu ở địa phương khác với trên kia.
cậu phải chú ý đối đãi khác biệt. Tôi hy vọng cậu có thể quản lý tốt thành phố Đồng Lĩnh. La Khảm Thành trực tiếp đi vào vấn đề. Tóm lại, La Khảm Thành chỉ nói với Diệp Phàm về việc chung, cảm giác không thân không sơ. Hơn nữa, cũng không vì hắn được đồng chí Tề Chấn Đào tiến cử mà nể mặt. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng biết, loại tai to mặt lớn này có việc gì cũng giấu tận đáy lòng. Nếu bị biểu hiện bề ngoài của ông ta mê hoặc, anh sẽ chết rất khó coi đấy. Từ văn phòng bí thư La bước ra, Diệp Phàm lại đến phòng làm việc của Tề Chấn Đào ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến văn phòng của Tề Chấn Đào, Diệp Phàm thoải mái hơn nhiều, gõ cửa một cái đã bước vào ngay. Rốt cuộc thằng nhóc cậu cũng tới rồi. Thấy Diệp Phàm, Tề Chấn Đào nói câu này đầu tiên. Ha ha, chú Tề chiếu tướng, cháu có thể không tới sao? Diệp Phàm cười khan một tiếng, bản thân tự động ngồi xuống ghế. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Tề Chấn Đào khoát tay chỉ vào mấy chiếc ghế dựa bên hông văn phòng. Trước ghế còn có một cái bàn trà, bên trên có 7 công cụ pha trà. Diệp Phàm cũng ngồi xuống, Tề Chấn Đào tự mình bắt nước pha trà. Sau đó, Tề Chấn Đào nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy lão nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi, không khỏi nở nụ cười nói. Chú Tề, sao nhìn chằm chằm cháu như vậy, cháu có phải là mỹ nhân đâu cơ chứ? Sao không lấy trà ngon ra đi? Tề Chấn Đào không ngờ phán cho một câu. Diệp Phàm đành phải khóc cười hai tiếng, lấy từ trong cặp ra hai bọc lá trà nhỏ. Cái này, đương nhiên là trước khi đi chủ nhiệm Điền Phá Lệ đưa cho. Đương nhiên là Long Tỉnh cực phẩm đãi ngộ đặc biệt dành cho cán bộ cấp phó quốc gia. Lúc đó, chủ nhiệm Điền cũng không tệ, cho Diệp Phàm một hộp, có 25 bao. Đương nhiên, đừng thấy 25 bao này nhỏ, quý lắm đấy. Cho nên, Diệp Phàm rất quý món bảo bối này. Lấy thêm vài bao nữa đi, keo kiệt thế. Tề Chấn Đào nhíu mày hừ nói, không hài lòng. Cháu đâu có nhiều. Diệp Phàm thiếu chút nữa muốn kêu oan, đành phải móc thêm hai bao nữa ra. Từ văn phòng trung ương đi ra, những thứ khác không nói, tiền thì cậu đâu thiếu, cho nên, cái này phải mò được một ít chứ. Tề Chấn Đào ha hả mỉm cười hai tiếng rồi chuyển đề tài. Chắc hẳn cậu cũng đã bước đầu tìm hiểu thành phố Đồng Lĩnh đúng không? Chỉ nghe được tí tin tức, với tra được một chút trên mạng. Cái này, chắc hẳn chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, tình hình cụ thể thế nào, nói thật, cháu cũng không rõ lắm. Nhưng, Tấn Lĩnh cũng là tỉnh lớn, tài nguyên than đá phong phú, là mỏ than đá nổi tiếng ở nước ta. Nhưng, xếp hạng kinh tế và các chỉ tiêu khác trong cả nước không cao. So với Nam Phúc cũng chưa bằng. Hơn nữa, vì khai thác quá độ, thiếu hạn chế, nên cũng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thành phố Đồng Lĩnh cũng là mỏ than đá nổi tiếng, có không ít nhà máy nhiệt điện, là tài nguyên điện lực phong phú. Diệp Phàm nói sơ ấn tượng của mình đối với thành phố Đồng Lĩnh. Ừ, vấn đề của thành phố Đồng Lĩnh tương đối nhiều. Tôi gọi cậu đến đây, là muốn cậu chuẩn bị tâm lý. Phải mạnh tay một chút, bằng không, sau này sẽ không tốt cho chúng ta. Hơn nữa, thành phố Đồng Lĩnh tuy nói GDP đứng top 3 trong toàn tỉnh, nhưng vẫn còn một số nơi khá lạc hậu. Vì dân thành phố Đồng Lĩnh đông, đất cũng nhiều. Dân quê chiếm cũng rất nhiều. Công nghiệp khá yếu kém, chỉ dựa vào khai thác than không thể nào vực dậy toàn thành phố được. Tuy nói cậu xuống quản ngũ quan, nhưng khối kinh tế tôi hy vọng cậu có thể giúp cho đồng chí chủ tịch thành phố Cao Thành. Kỳ thực, dựa vào năng lực của cậu mà nói, cậu phải ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh mới đúng. Làm kinh tế, nâng cao cuộc sống nhân dân mới là năng lực của cậu. Nhưng quản lý nhân sự, cậu còn hơi yếu một chút. Tuy nhiên, nói những chuyện này cũng bằng thừa rồi. Giờ cậu không thể nào làm chủ tịch thành phố, nếu cậu nhúng tay quá nhiều vào công tác ủy ban nhân dân thành phố thì sẽ để lại cho người ta ấn tượng xấu, độc đoán. Làm thế nào để phối hợp nhịp nhàng, có thể kéo được nền kinh tế thành phố Đồng Lĩnh lên nấc thang mới, lại không để cho người ta đàm tiếu, đây mới là vấn đề trước mắt của cậu. Tôi biết, cái này khó. Cá và bàn tay gấu khó có được cả hai. Giờ cậu phải làm sao để có được cả cá và bàn tay gấu? Đúng là làm khó cậu. Tề Chấn Đào nói rõ mục đích gọi Diệp Phàm đến. Chương 2206, các quan quân ở sư đoàn hưởng hổ chấn kinh. Cháu sẽ đợi thời cơ hành động, chú Tề cũng hiểu tính cách của cháu. Nếu đồng chí Cao Thành về phương diện kinh tế có vấn đề gì, cháu sẽ trực tiếp nhúng tay vào. Mặc dù người ta có nói cháu hống hách,
chỉ cần là việc vì hạnh phúc của nhân dân, Diệp Phàm cháu vẫn tình nguyện làm. Vào thể chế cũng gần được 10 năm rồi, quan trường vẫn chưa thể mài mòn được tính cách của cháu. Có lẽ câu này đúng, dễ đổi, bản tính khó rời. Có nhiều đồng chí tiên đoán đường đi của cháu chẳng được bao xa, vậy mà cháu cũng lăn lộn được 10 năm rồi. Cái này là do chú Tề và các trưởng bối chiếu cố cháu, nhắc nhở cháu. Nhưng, cháu cũng tin, lãnh đạo cũng nhìn thấy được điểm này. Cái này, cũng là một trong những nguyên nhân. Cho nên, đến khi cháu có vài động tác quá đáng, hy vọng chú Tề ở tỉnh có thể bao che cho cháu một chút. Bằng không, bị người ta coi là cái bia đáng chết đá đi mất, chú Tề ở trên cũng mất mặt đúng không ạ? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Đừng quá trông cậy vào tôi, chuyện ở tỉnh phức tạp lắm. Tuy nhiên, cậu phải tin vào ánh mắt lãnh đạo. Chuyện thức thời móc nối với lãnh đạo tỉnh hẳn cậu cũng thường xuyên làm. Tôi cảm thấy cậu chỉ có một chút khiếm khuyết, làm gì cũng cắm đầu vào làm. Kết quả thì sao, cậu làm ra thành tích, nhưng lại đắc tội với các đồng chí khác. Ở tỉnh cũng không biết tình hình thực tế của cậu, thường sẽ tạo ra tình trạng trên không biết, dưới oán trách cậu. Kết quả sẽ có người chơi cậu, còn ở tỉnh do không biết tình hình cụ thể nên ngược lại sẽ phê bình cậu. Làm như vậy rất không sáng suốt, cho nên, khi cậu làm việc, phải báo cáo cách nghĩ của mình lên tôi với Bí Thư La, đây là chuyện cậu cần phải chú ý. Tề Chấn Đào nói, đứng lên vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nói. Còn về phần bao che, yên tâm, Tề Đại Pháo tôi cũng là một người cứng rắn lắm. Có lúc cũng bá đạo lắm đất, chỉ cần cậu thực sự vì nhân dân, vì sự phát triển của thành phố Đồng Lĩnh thì Tề Chấn Đào tôi sẽ đập bàn thay cậu nói chuyện với tỉnh ủy. Đương nhiên, tôi nói như vậy không phải là ủng hộ cậu lấy đá chọi đá, cậu là người thông minh, ở trong thể chế rửa tội cũng 10 năm rồi. Tin là kinh nghiệm xử sự sẽ giúp cậu, có lúc, cũng nên khéo léo đưa đẩy một chút, chỉ cần đạt được mục đích là được. Còn nữa, bên sư đoàn hưởng hổ của Tề Thiên cậu cách chỗ cậu không xa, có chuyện gì gấp cứ gọi điện kêu thằng nhóc đó qua giúp cậu. Chuyện phát triển kinh tế không giúp được cậu, nhưng, có chuyện gì đặc biệt nó cũng có thể giúp được cậu. Chẳng hạn, bắt vài kẻ xấu gì đó cũng được. Ha ha, chuyện này không cần chú Tề phải nhắc nhở, có chuyện cháu nhất định không khách sáo đâu. Đừng thấy Tề Thiên trước mặt người khác ngông nghênh như vậy, trước mặt cháu, cậu ta chỉ là một người hầu cao cấp thôi, chú Tề đừng trách nhé. Diệp Phàm cũng hơi cao ngạo. Nó có thể đi theo cậu là phúc của nó, đừng khách khí gì hết, cứ cho nó làm người hầu đi. Tề Chấn Đào cười ha ha, rót cho Diệp Phàm chén trà, ngẫm nghĩ một chút nói. Từ trước đến nay, trong lòng tôi luôn có trực giác kỳ lạ, cảm thấy Tề Thiên đi theo cậu tương lai sẽ lớn hơn. Có lẽ vị trí còn cao hơn cả tôi. Trực giác, chú Tề cũng hơi quá rồi đấy. Tề Thiên muốn ngồi vị trí cao hơn chú, so sánh cấp bậc quân đội ứng với chính phủ mà nói, ít nhất Tề Thiên phải là trung tướng, đảm nhiệm vị trí phó tư lệnh đại quân khu 1 mới có thể ngang được với chú. Trung tướng và phó tư lệnh đại quân khu 1 là ước mơ của quan quân cả nước Cộng hòa này. Cơ hội này, có thể gặp, không thể cầu được. Cần phải có gia tộc có thực lực quân giới ở sau phụ giúp thì còn có thể chó ngáp phải ruồi, bằng không, cả nước có được mấy trung tướng. Ngay cả phó tư lệnh đại quân khu 1 cũng chỉ được có vài người, cộng thêm tổng bộ, nhị pháo, tư lệnh các quân chủng cũng không vượt quá 6 bàn tay. Diệp Phàm bản thân không chút tự tin. Thằng nhóc cậu đôi khi ngạo khí ngút trời, có lúc lại khiêm tốn quá đáng, đúng là làm cho người khác khó hiểu mà. Cậu xem cậu mới bao nhiêu tuổi, đã là bí thư thành ủy, lại có quân hàm thiếu tướng. Tiết lộ chuyện này, có thể khiến cho nhiều đồng chí của nước Cộng hòa phải rớt con ngươi ra ngoài ấy chứ. Cậu xuất thân nhà quyền quý sao? Cậu xuất thân nhị đại tam đại à? Đều chẳng phải, thế nào, cậu nói đi. Tôi nghĩ, Tề Thiên đi theo cậu là may mắn. Đừng quá khiêm tốn, thân nam nhi, nên dũng mãnh xông về phía trước. Nón quan này có thể lên được một bậc chính là một nấc thang mới. Mượn vị trí hiện tại của cậu mà nói, một bí thư, vung tay lên, mấy triệu dân chúng bên dưới đều ngước nhìn cậu. Nếu có cơ hội thăng lên tỉnh, vung tay lên là có chục triệu dân rồi. Cái lại khí khái này, là cảm giác chỉ định thiên hạ, kiếp nam nhi ai mà không muốn có chứ. Tề Chấn Đào không ngờ hào khí đầy mình, làm Diệp Phàm cũng bị lây nhiễm. Cháu nghe chu Tề, cho dù là khúc xương khó gặm cũng phải gặm. Diệp Phàm đứng thẳng người nói. 7 giờ sáng ngày hôm sau,
Diệp Phàm lái xe chạy sau chiếc Audi của trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Thiên Minh đi thẳng đến thành phố Đồng Lĩnh. Khoảng 2 giờ chiều đến ủy ban thành phố Đồng Lĩnh. Chủ tịch thành phố Cao Thành dắt theo toàn bộ bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh đứng trước cổng chào của thành phố. Chủ tịch thành phố Cao Thành gầy, cao khoảng 1m75. Trán cao, diện mạo cũng có chút đặc biệt. Diệp Phàm có đọc qua hồ sơ về anh ta, người này năm nay 45, 46 tuổi, cũng là loại có tiềm lực được cất nhắc. Vừa bước xuống xe, Cao Thành đã cùng với quan viên thành phố Đồng Lĩnh nhiệt tình bước về phía Chu Thiên Minh. Còn chiếc Cherokee của Diệp Phàm chẳng ai thèm để ý, bởi vì, căn bản người ta coi hắn là một tài xế. 2. Tuổi trẻ của Diệp Phàm đã hại hắn. Diệp Phàm phát hiện, Cao Thành tuy nói chuyện với trưởng ban Chu, nhưng đồng chí này vẫn có chút hoài nghi thăm dò đoàn người ở tỉnh xuống. Thấy mấy đồng chí trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không quen, các đồng chí thành phố Đồng Lĩnh đều âm thầm liếc nhìn vài cái. Diệp Phàm trong lòng thầm buồn cười, chắc hẳn các đồng chí này đều đang tìm kiếm bí thư thành ủy mới nhậm chức Diệp Phàm đây. Được rồi, các đồng chí làm quen với tân bí thư Diệp Phàm của mọi người đi. Chu Thiên Minh sau khi bắt tay với các lãnh đạo trọng yếu của thành phố Đồng Lĩnh thì quay sang, chỉ vào đồng chí lái xe Diệp Phàm đứng cách đó không xa, cười nói. Lập tức, trong mắt ai nấy đều rớt xuống. Lái xe phút chốc biến thành bí thư thành ủy, quả là có tính hài kịch. Hơn nữa, là một bí thư thành ủy trẻ đến đáng sợ. Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười bắt tay thuộc hạ của mình, cào nhau mấy câu các quan lớn hay nói. Sau đó, đoàn người dưới sự mở đường của xe cảnh sát chạy thẳng đến tòa nhà thành ủy. Hai tòa nhà của thành phố Đồng Lĩnh cũng tương đối đặc sắc, tòa nhà của thành ủy ở phía bắc ngoảnh mặt phía nam, còn tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố ở hướng nam ngoảnh mặt phía bắc, vừa vặn đối xứng nhau, nằm trên đường Tân Long. Tòa nhà thành ủy nhìn có vẻ hơi cũ, ngay cả cổng cũng loang lổ. Còn tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố mới hơn, nghe nói vốn hai bên chung văn phòng. Sau này thời đại phát triển, ở chung một chỗ rất rối, cho nên, ủy ban nhân dân thành phố tách ra. Xây tòa nhà ở đối diện. Kỳ thực, cũng có người nói vì lúc ấy nhân vật số 1 thành ủy với nhân vật số 1 ủy ban nhân dân thành phố mâu thuẫn dữ quá, căn bản không cùng chí hướng, nên đành ở riêng. Lúc ấy có lẽ là quy hoạch hoặc là vấn đề gì đó làm không tốt, phố Tân Long bị hai tòa nhà chính phủ kẹp giữa nên hơi chật chội. Mỗi ngày số đồng chí đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố làm việc không ít, hơn nữa, người đi làm trên cơ bản đều là các quan gia, ai nấy đều lái xe. Cho nên, hai bên phố Tân Long đậu đầy xe hơi. Vì, xe không được đỗ bên trong tòa nhà. Cái này có vẻ tương đối rối loạn, dù nói cho hôm nay chưa hề xảy ra tình trạng gì, chẳng qua bởi vì bí thư thành ủy đến nhậm chức, cảnh sát giao thông đã tiến hành quản chế phố Tân Long rồi, cho nên căn bản không cho người qua lại. Tập trung các cán bộ cấp cục trưởng trở lên của toàn thành phố lại, tuyên bố bổ nhiệm nhân sự, cuối cùng là phát biểu, luật bất thành văn nói vài câu khuôn sáo. Buổi chiều ăn tại nhà khách thành ủy. Diệp Phàm là nhân vật vây công số 2, còn trưởng ban Chu là đối tượng vây công số 1. Đương nhiên, trưởng ban Chu người ta là quan lớn mà. Cán bộ thành phố Đồng Lĩnh cũng không dám làm càn, chỉ có điều hơi nhiệt tình quá, trưởng ban Chu phần lớn khi được mời rượu chỉ nhấp ngụm nhỏ, cũng không sợ các đồng chí vây công. Còn Diệp Phàm thì không thể làm như vậy, vừa mới tới phải khiêm tốn một chút, phải tạo mối quan hệ tốt với thuộc hạ chứ. Cho nên, thằng này cũng chẳng xá gì nữa. Tuy nhiên, bản lĩnh được đề cao, khả năng thi triển nội lực bức men rượu ra ngoài của hắn cũng tăng lên không ít. 10 chén rượu uống vào thì đã bị bức ra khoảng 40% rồi. Cho nên, vẫn còn kiên trì được. Ấn tượng đầu tiên của cán bộ thành phố Đồng Lĩnh đối với bí thư Diệp là người này tửu lượng cao. Tối nay các quan ở thành phố Đồng Lĩnh đã đặt cho hắn biệt hiệu rượu tiên rồi. 8 giờ 30, Tề Thiên đang ở cùng với Ngọc Đông, Thái Đồng Khánh và mấy quan quân hôm trước uống rượu với Diệp Phàm đánh bài. Hôm nay Tề Thiên không được may mắn, trên mặt dán đầy giấy truy nã rồi. Cũng chẳng biết ai đưa ra chủ ý cùi bắp, những tờ giấy truy nã không chỉ màu trắng, xanh đỏ tím vàng đủ màu cả. Nhìn từ xa, Tề Thiên trông cứ như vườn hoa tường chiếu trên TV ấy. Chẳng còn cách gì khác, Tề Thiên đường đường là một sư trưởng đành phải chấp nhận hiện thực. Tuy nói bình thường cậu ta là lão đại, nhưng thời gian rảnh rỗi thì tất cả đều thân mật như bạn bè. Ha ha, thắng rồi. Ngọc Đông càn rỡ kêu lên, vỗ bàn không ngừng.
dán lên dán lên, dán cho sư trưởng một tờ màu trắng bên miệng ấy. Thái Đồng Khánh ngồi cạnh Đắc Chí kêu, tự tay xé một tờ giấy màu trắng dán lên cho tề sư trưởng, còn cười quái dị nói. Thế này là giống Bạch Vô Thường rồi, không, phải gọi là Tề Vô Thường. Ha ha ha, Ngọc Đông dẫn đầu, cả đám cười ồ lên. Các người, xem ngày mai ông đây chỉ các người thế nào. Tề Thiên tức giận, chỉ vào mấy tên đó hét lên. Chương 2207, ông đây sẽ dùng nữ thư ký. Sư trưởng Tề, luật này là do anh đặt ra, anh không muốn hủy hoại danh dự của mình cứ. Thái Đồng Khánh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Sao sư trưởng làm vậy được, sư trưởng là đồng chí tốt nhất quân tử nhất ngôn mà. Ngọc Đông bên cạnh góp vui, cười nói, mắt anh ta liếc nhìn TV, đột nhiên cả người ngốc ngây ngẩn cả người, chỉ vào tin tức buổi chiều trên TV. Nhìn kia, vị kia, không phải là anh Diệp sao? Anh Diệp cái gì mà anh Diệp, chuyên tâm đánh bài đi, đừng lộn xộn, chúng ta phải cho sư trưởng thêm vài tờ giấy lên mặt nữa mới được. Lâu lắm tối nay anh em chúng ta mới được vui vẻ. Thái Đồng Khánh tức giận hừ nói. Thật đấy, mọi người mau xem này. Lúc này, một quan quân cũng vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào TV kêu lên. Thái Đồng Khánh vừa nhìn, lập tức cũng lặng người. Thằng nhãi này bỏ bài xuống bàn, dụi dụi mắt. Hình như là thật, chẳng lẽ anh Diệp của sư trưởng Tề chính là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh mới đến. Lúc này, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Phàm. Ha ha, mấy người các người. Tại sao ông đây lại gọi là anh Diệp? Có thể làm anh của ông đây chắc chắn là phải mạnh rồi. Mấy người hôm nay đã thấy được sức mạnh của Tề Thiên tôi chưa? Tề Thiên đắc chí, lôi mấy tờ giấy trên mặt xuống. Giờ ai nấy cũng dán mắt lên TV, không thèm để ý đến Tề Thiên nữa rồi. Kinh khủng, trẻ vậy đã là bí thư thành ủy, chuyện gì thế này? Ngọc Đông vừa líu lưỡi vừa nói. Biết không, thực tế thì anh tôi còn nhỏ hơn tôi 3 tuổi đấy. Tề Thiên phun một câu. Biến thái. Thái Đồng Khánh nhịn không được nói thầm một câu. Cậu dám nói anh tôi biến thái, ha ha, tiểu tử cậu hôm nay xui xẻo rồi. Câu này của cậu tôi nhất định sẽ nói cho anh tôi biết. Tề Thiên chỉ vào Thái Đồng Khánh cười lớn. Đừng vậy mà sư trưởng, tôi chỉ đùa thôi mà. Anh nhìn thử xem, đề bạt của anh đã nghịch thiên lắm rồi. Không thể ngờ anh còn có một ông anh nghịch thiên hơn nữa. Bí thư Diệp hẳn là có lai lịch lắm. Thái Đồng Khánh cay đắng nói. Chuyện này các người chắc chắn sai lầm rồi. Anh tôi xuất thân từ một gia đình bình thường. Bác đến giờ chỉ là một trưởng phòng nhỏ ở phòng lao động huyện Cổ Xuyên thôi. Hơn nữa, đó là nhờ anh mới được đề bạt lên đấy. Bằng không, đến giờ chắc hẳn chỉ là một chủ nhiệm nhỏ hưởng đãi ngộ cấp phó phòng. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh của anh. Bằng không, sao có thể khiến Tề Thiên tôi gọi là anh được. Nói thật, tôi đây chỉ là một người hầu của anh thôi, cái này, cũng không sợ các người cười. Có thể làm người hầu của anh, đã là vinh hạnh của Tề Thiên tôi rồi. Tề Thiên hết sức nâng Diệp Phàm, chê bai chính mình. Dĩ nhiên, những lời của Tề Thiên đã cắm rễ sâu trong lòng Ngọc Đông và mọi người rồi. Đương nhiên, buổi tối Diệp Phàm uống rượu với trưởng Ban Chu đến 10 giờ mới về phòng. Rạng sáng hôm sau trưởng Ban Chu đã đi, Diệp Phàm tiễn trưởng Ban Chu về tỉnh. Lúc này, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Mễ Nguyệt nói. Bí thư Diệp, mười mấy ngày trước chúng tôi đã sửa sang xong chỗ của anh. Có cần qua xem thử không ạ? Nếu cần sửa gì tôi lập tức tiến hành sửa chữa. Vốn trưởng Ban Thư ký Thành ủy đã cùng Bí thư Trương Hoành Đông lui về tuyến 2. Cho nên, vị trí trưởng Ban Thư ký vẫn còn bỏ trống. Tạm thời, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Mễ Nguyệt đang xử lý các công việc của tòa nhà Thành ủy. Mễ Nguyệt vóc dáng cao gầy, áo sơ mi trắng, dưới viền hoa xanh, quần jean màu xanh lam, đứng xấp xỉ với Diệp Phàm cao 1m78. Đương nhiên, Mễ Nguyệt cao tầm 1m7, đi giày cao gót nữa nên mới nhìn cao đến thế. Cô nàng này trông cứ như người mẫu, nghe nói mới 30 tuổi, chưa lập gia đình, cũng coi là một cô nàng đứng tuổi rồi. Nhưng, Diệp Phàm phát hiện cô nàng này tương đối kiêu kỳ. Thấy hắn đây là nhân vật số 1 của thành ủy mà chẳng chút cung kính, có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vậy đi xem thử. Diệp Phàm gật đầu, với chỗ ở lâu dài hắn có yêu cầu rất cao. Chủ yếu là muốn xem có không gian thi triển quyền cước không, bằng không, cứ phải tối tối chạy ra ngoài cũng phiền phức. Kết quả là tương đối vừa lòng,
tòa nhà tương đối nhiều cây cối, hơn nữa, địa giới trống trải. Phía bắc còn có một ngọn núi nhỏ, nếu giữa núi và nhà có đất trống có thể luyện quyền, vì núi có thể cách âm tốt, sẽ không làm ồn giấc ngủ của những nhà xung quanh cách đấy 10 mét. Được rồi, trưởng ban thư ký Mễ, cô tốn công rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đây là nhiệm vụ của tôi, không làm tốt là không tròn trách nhiệm. Mễ Nguyệt nghiêm túc nói. Cô nàng này là một phụ nữ cá tình. Diệp Phàm trong lòng thầm gật đầu, thuận miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này chưa quyết định thư ký của tôi, phiền trưởng ban thư ký Mễ giúp đỡ một thời gian nhé. Chỉ sợ không tiện. Không ngờ Mễ Nguyệt nói. Không tiện, có gì không tiện. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, nói. Cái này, các ông chủ tư nhân đều dùng nữ thư ký, cho nên, có nhiều tiếng xấu. Các lãnh đạo nhà nước đều dùng thư ký nam, vì sợ điều tiếng xấu. Kỳ thực, có một số lãnh đạo, sau lưng vẫn nuôi đầy nhân tình đấy thôi. Mễ Nguyệt nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói tiếp. Đương nhiên, nếu bí thư Diệp không sợ điều tiếng, Mễ Nguyệt còn ngại gì chứ? Sau khi nói xong, Mễ Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có ý khiêu khích. Vậy giúp tôi một tháng đi. Diệp Phàm hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ ông đây sợ cái quái gì, không tin ông dây làm cho xem. Ai nói cán bộ không dám dùng nữ thư ký, Diệp Phàm tôi đây sẽ làm con cua đấy. Hai người về tới văn phòng. Đồng chí Mễ Nguyệt, nghe nói cô là người thành phố Đồng Lĩnh, vậy có thể giới thiệu cho tôi vài nét đặc sắc của thành phố Đồng Lĩnh được không? Đương nhiên, tôi không muốn cô nói với tôi mấy tin có thể kiếm trên mạng. Tôi muốn cô dùng cảm nhận và góc nhìn của mình để nói về thành phố Đồng Lĩnh trong mắt cô. Diệp Phàm ra hiệu Mễ Nguyệt ngồi ghế đối diện, nói. Chả có gì để nói, đơn giản chỉ có vài điểm. Tài nguyên điện lực, thành phố Đồng Lĩnh là nơi sản sinh điện trọng yếu của các khu vực phía Bắc Trung Quốc, điện lực khu giác Đồng Lĩnh cấp điện vận hành tuyến đường sắt chở than đá của tỉnh ra bên ngoài, đảm bảo cung cấp điện cho tuyến Bắc Kinh Thiên Tân. Thành phố Đồng Lĩnh có tiềm năng phát triển điện lực, bên trong vẫn đang tiếp tục xây dựng các nhà máy phát điện, nhiệt điện, kỳ thực nói trăng ra chủ yếu là có nhiều than đá dùng để phát điện. Hơn nữa, có thể lấy nguyên liệu tại chỗ tránh vận chuyển than đá, xây dựng nhà máy nhiệt điện ở đây sẽ tiết kiệm giá thành nhiều hơn so với chỗ khác. Một khi xây dựng nhà máy ở đây, chi phí cung cấp điện cho địa phương đông bộ sẽ thấp hơn. Còn về du lịch, thành phố Đồng Lĩnh có tiềm năng du lịch phong phú, có vẻ đẹp phật nước Long Thành. Còn công nghiệp của thành phố Đồng Lĩnh là nguồn năng lượng quan trọng của quốc gia, có cơ sở công nghiệp hùng hậu. Trước đây, thành phố Đồng Lĩnh đã được nhà nước liệt vào danh sách các thành phố xây dựng trọng điểm, sẽ lần lượt xây dựng thành thành phố Đồng Lĩnh cơ giới nhà xưởng lớn nhất châu Á. Qua 60 năm xây dựng phát triển, thành phố Đồng Lĩnh bước đầu hình thành hệ thống công nghiệp khá đầy đủ loại hình, lấy than đá, điện lực làm trụ cột. Nông nghiệp của thành phố Đồng Lĩnh có thể mở mang, diện tích đất trồng trọt nhiều. Thích hợp trồng rừng, có ưu thế trồng các loại tài nguyên sinh vật và tài nguyên thổ địa. Có thể phát triển những loài gia súc ăn cỏ. Tuy nhiên, trưởng ban thư ký Mễ nói đến đây đột nhiên nhíu mày. Tuy nhiên cái gì? Diệp Phàm cảm thấy đoạn sau mới là mấu chốt, chợt nhìn chằm chằm Mễ Nguyệt truy hỏi. Bí thư Diệp thật sự muốn biết. Mễ Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Phàm, sắc mặt nghiêm trọng nói. Dĩ nhiên muốn. Diệp Phàm nói. Gần đây Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra kế hoạch phát triển kinh tế tổng thể toàn thành phố, bí thư Diệp xem thử đi. Mễ Nguyệt nói xong, lấy từ trong cặp một túi công văn nhẹ nhàng để lên trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm lên cẩn thận lật xem. Thật lâu sau mới đặt xuống. Bí thư Diệp có phát hiện gì không? Mễ Nguyệt hỏi, Diệp Phàm thấy trong mắt cô nàng hiện lên một tia khao khát. Trong lòng tự nhủ quái lạ, chẳng lẽ cô nàng cố ý sắp xếp? Hôm nay cố tình đưa văn kiện này cho mình xem. Lấy than đá là chính, khai thác phóng xạ và phát triển ngành có liên quan. Chẳng hạn như điện lực, đây là việc tốt. Thành phố chúng ta có than đá nổi tiếng, không phát triển than đá thì phát triển gì nữa. Cái này gọi là hoàn thiện ưu thế bản thân, trên nền tảng ưu thế bản thân để đi tiếp. Cổ đại có người nói dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển. Chúng ta dựa vào than đá thì phải ăn than đá thôi. Diệp Phàm cố ý nói xong còn liếc mắt nhìn Mễ Nguyệt. Thành phố Đồng Lĩnh chúng ta khai thác than đá vốn đủ loạn rồi, còn muốn phát triển thành ngành công nghiệp sản xuất trụ cột. Ý nghĩ thì tốt, nhưng sẽ khó quản lý và gây ô nhiễm môi trường, phần này văn kiện không đề cập tới.
Bí thư Diệp cũng biết có những mỏ than khai thác ngầm. Gần đây ở thành phố Đồng Lĩnh có xảy ra nhiều sự cố. Bình quân mỗi ngày 2, 3 người chết. Cứ như vậy, có lẽ dần dần xung quanh toàn mồ người chết mất thôi. Tuy nhiên, linh hồn của họ có thể ngủ yên không? Người nhà của Hỏa sao? Giọng Mễ Nguyệt càng ngày càng lạnh. Một ngày 2, 3 người chết, vậy chẳng phải ngày nào cũng thế sao, làm sao có thể? Diệp Phàm thật sự có chút kinh ngạc. Nói chắc anh không tin, anh nghĩ, một lần có sự cố lớn chết mười mấy hai chục người, bình quân ra không phải mỗi ngày 2, 3 người chết à? Hơn nữa, hầu hết các chủ mỏ than đều trang bị đầy đủ, có súng có đạn, bọn họ thuê lưu manh để canh công an. Khi xảy ra sự cố, cứ cấp một khoản tiền nhỏ để giải quyết. Nếu người nhà người chết không phục, sẽ dùng thủ đoạn khiến người ta phải căm phẫn. Đánh cho tàn phế người nhà là chuyện nhỏ, giết người nhà cũng là chuyện đã xảy ra. Đến lúc đó, đem thi thể vứt trong mỏ than đá, quỷ cũng chẳng điều tra ra được. TTOOI đoán, dưới mỏ than kia có không ít oan hồn rồi. Các chủ mỏ than đều là người giàu có trong thiên hạ, sự giàu có của bọn họ xây dựng trên những thi thể của người chết. Mễ Nguyệt nói. Vậy cô nghĩ nên làm thế nào mới tốt? Diệp Phàm hỏi. Chương 2208, sớm đã nhìn rõ tất cả. Đây là chuyện của chủ tịch thành phố Cao, tuy nhiên, cũng là chuyện của một bí thư như anh. Nhưng, hiện nay chủ tịch thành phố Cao không nhìn thấy tính nguy hại này, hoặc có thể nói là anh ta sớm đã nhìn thấu tất cả rồi. Chỉ có điều bị các chỉ tiêu phát triển kinh tế làm mờ hai mắt. Nhất thời chỉ khảo hạch thành tích chứ không nhìn vào quá trình. Các quan viên khác cũng chỉ nhìn chằm chằm vào hiệu quả ngắn hạn, không muốn nhìn vào chuyện lâu dài. Dù sao, doanh trại cố định còn lính thì thay đổi liên tục, hạng mục bản thân bỏ bao nhiêu sức lực xây dựng cuối cùng lại phải phủi mông đi mất, có ai mà lại muốn làm cái chuyện ngốc nghếch đời trước trồng cây đời sau hái quả đâu chứ. Môi trường bị tàn phá rồi, người cũng đổ máu, còn những ông chủ và lãnh đạo thì làm gì chứ? Chỉ cần ông chủ có thể giàu, lãnh đạo có thể thăng chức. Có làm vài chuyện ám muội cũng không sao. Thời buổi bây giờ, tiêu chuẩn lương tâm thế nào hình như tôi không còn thấy rõ được nữa rồi. Mễ Nguyệt hừ nói. Từ cách nói chuyện của Mễ Nguyệt cho thấy, mỏ than của thành phố Đồng Lĩnh cần phải tốn nhiều sức lực chỉnh lý lại. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng thấy Mễ Nguyệt là một người có lòng chính nghĩa. Chỉ có điều, Mễ Nguyệt biết mình bất lực, giờ đành mượn sức của bí thư thành ủy hắn đây để hoàn thành nguyện vọng của cô nàng thôi. Tuy nhiên, sau khi hết giờ làm việc có một việc xảy ra khiến Diệp Phàm vô cùng giận dữ. Vừa bước ra cổng tòa nhà thành ủy, thấy cách đó không xa trên đường đèn báo cảnh lấp lóe, chẳng qua không có còi cảnh sát thôi. Nhất định có vụ án giao thông gì đó rất lớn xảy ra, bằng không, sẽ không có tình trạng như vậy. Việc này xảy ra cách tòa nhà thành ủy không xa, quần chúng vây quanh không ít, Diệp Phàm liền bước đến xem. Dùng sức chen vào đám người. Bên trong tuyến cảnh giới quả nhiên có sự cố giao thông. Hiện trường đầm đìa máu, một chiếc Audi dựng bên đường, trên thân xe dính đầy máu. Hơn nữa, một bên xe bọ lõm sâu, lộ cả ghế ra ngoài. Phía bên bị lõm của chiếc Audi bị đầu chiếc Toyota đâm vào. Nằm giữa hai chiếc xe là một người đầy máu. Phần ngực và bụng dường như không thấy rõ nữa, máu thịt trộn lẫn trông rất thê thảm. Nhìn tình hình này, có lẽ người này bị cả chiếc Toyota đâm vào sườn xe Audi thành bấy nhảy rồi. Lúc này, một thanh niên mặc áo khoác mỏng màu đen đứng xem tức giận chỉ vào chiếc Audi mắng. Đều là chuyện tốt mấy lão quan chức làm. Quan chức, liên quan gì đến quan chức, chỉ là sự cố giao thông bình thường thôi mà. Diệp Phàm giật mình, thuận miệng hỏi. Nghe khẩu âm ông em chắc không phải người địa phương. Người áo khoác đen hừ nói. Không phải. Diệp Phàm giả vờ tò mò nhìn hiện trường. Vậy thì đúng rồi, cậu thấy đường Tân Long này, vốn rộng 15-16 mét. Lại cho xe đậu hai bên nên chỉ còn lại 10 mét. Phố Tân Long là con đường trọng yếu, bình thường không ít xe qua lại. Hơn nữa, hai bên đường là tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, có rất nhiều người đến làm việc, xe cũng nhiều, chen chúc lại một chỗ. Xe đừng nói là chạy tốc độ cao, chỉ cần hơi nhanh một chút là tung phải người ngay. Sự cố giao thông xảy ra không ít lần, bình quân một tháng là 2 vụ. Hắc Tam tôi đây nửa năm đã tận mắt thấy 5-6 người chết rồi đấy. Hắc Tam vẻ mặt tức giận nói. Lần này thảm rồi, là một phụ nữ mang thai. Nghe nói đứa nhỏ 6 tháng, một xác hai mạng.
Lúc này, một lão già đứng cạnh Hắc Tam rất đau lòng thở dài. Nhưng, cái này có liên quan gì đến các quan chức? Diệp Phàm nói. Sao lại không liên quan, cậu xem xe dừng hai bên đường, toàn là xe của mấy ông quan lớn. Có chiếc là của lãnh đạo hai tòa nhà, có chiếc là của quan dưới địa phương lên làm việc. Thấy không, Audi là nhiều nhất, tiếp đến là Santana. Cho nên, tôi thấy, nên sớm đập bức tường này đi, để thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều rảnh rang mở rộng đường phố mới đúng. Ông lão môi run run, giận dữ nói. Ông lão, lời ông nói là cái dám gì chứ? Hắc Tam hừ một tiếng. Tôi biết, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hai tòa miếu lớn nhất của thành phố chúng ta, muốn bọn họ nhảy khỏi mảnh đất này, là chuyện không thể nào. Bọn họ lo gì chứ, ăn no mặc ấm có xe đẹp, dù có chết cũng không phải họ chết. Mấy quan chức này, lương tâm bị chó ăn hết rồi. Thấy không, cảnh sát giao thông đến phá án đến còi cũng không dám, chỉ sợ đụng phải họ thì xui xẻo. Chúng tôi chỉ là dân đen có thể làm gì được. Chọc phải mấy vị quan to đó thì sao? Lão già không kìm được mắng. Làm quan thì giỏi à, xảy ra chuyện không phải là thân thích của ông đây, nếu là thân thích của ông đây thì không xong đâu. Có xảy ra chuyện tôi cũng phải kéo vài trăm người đến đập tan tường của hai tòa nhà này. Cái thứ gì chứ? Hắc Tam hung hăng nói. Người anh em, khoác lác không sợ cắn phải lưỡi à? Đập hai tòa nhà này, anh thử đi đi. Thấy không, trước cửa là cảnh sát có vũ trang đấy. Chắc hẳn anh còn chưa kịp xuống tay người ta đã quy cho anh tội công kích chính phủ, phản cách mạng rồi, không thả ra được đâu. Lúc này, một người mặt tròn khinh thường hừ nói. Anh ta chỉ vào mấy con sư tử đá ngồi hai bên tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nhìn thấy mấy con sư tử kia không? Năm ngoái có ông em không cẩn thận lái xe đâm vào vỡ sừng một con sư tử, kết quả thì sao chứ? Sao? Hắc Tam mặt như gà trọi nhìn chằm chằm anh kia. Ngồi tù 3 tháng, hơn nữa, còn bị phạt 30 ngàn. Nghe nói để thằng nhóc ấy được thả, người nhà đã phải chạy trọt hết cả mấy trăm ngàn. Anh kia nói, cái này quá đáng, anh bạn, người ta chỉ không cẩn thận va vào. Bồi thường tiền là cùng, còn phạt tù 3 tháng. Đạo lý gì thế, lẽ nào đây là nơi không cần nói lý lẽ? Hơn nữa, chỉ là con sư tử đá, có phải làm bằng vàng đâu? Hắc Tam rõ ràng không tin. Cậu biết cái gì mà nói, hai con sư tử kia nghe nói dùng để trấn phủ. Khi lót móng cũng được lãnh đạo tỉnh ủy xúc đất đấy. Cậu không thấy, trên con sư tử còn đề tên vị lãnh đạo kia à? Anh bạn xui xẻo kia không cẩn thận tung rớt một chữ trong tên lãnh đạo. Anh kia nói, thì ra là thế, tên lãnh đạo mà không có thì thành ra không phải lãnh đạo rồi. Mẹ kiếp, thế này thì tung người còn đỡ hơn. Hắc Tam suy nghĩ nói. Buổi chiều. Vào giờ làm, Mễ Nguyệt tạm thời giữ chức thư ký, đã sớm thu dọn đồ đạc đến phòng của Diệp Phàm. Tai nạn sáng nay cô có nghe nói không? Diệp Phàm ngồi xuống, rót chén trà nhìn Mễ Nguyệt hỏi. Có nghe nói, là một phụ nữ mang thai, một xác hai mạng. Mễ Nguyệt nói, vẻ mặt bình thản, Diệp Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nghe nói phố Tân Long chúng ta thường xảy ra tai nạn. Diệp Phàm hỏi. Vâng. Gặp nhiều quá thành quen. Mễ Nguyệt nói. Quen, đó là mạng người đấy, sao quen được? Diệp Phàm có chút tức giận giọng điệu nặng thêm không ít. Không quen thì có cách gì khác, chẳng lẽ phải phá hai tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố? Mễ Nguyệt vẻ mặt bình thản, nói. Vì sao không cho lái xe vào sân, như vậy đâu cần đậu xe hai bên đường. Lúc nãy tôi có đi xem, thấy tòa nhà thành ủy tuy nói khá cũ kỹ. Nhưng vẫn còn tương đối nhiều đất trống. Không nói gì khác, ngay cả chỗ đám cỏ trước cổng, nếu đổi thành bãi đỗ xe tạm thời cũng đỗ được trên 100 chiếc rồi. Hơn nữa còn đất trống phía sau và bên hông nữa, đỗ 200 chiếc không thành vấn đề. Bên ủy ban nhân dân thành phố tôi cũng xem qua, càng rộng hơn nữa, đỗ 200-300 chiếc cũng chẳng sao. Nếu đỗ có thể giảm bớt sự cố giao thông đúng không? Hơn nữa còn quy hoạch lại phố Tân Long, không cho đỗ xe. Phái thêm cảnh sát giao thông duy trì trật tự, chẳng phải rất tốt sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mễ Nguyệt nói. Việc này, nói thì dễ làm thì khó. Nếu xe đỗ bên trong, cả ngày không phải ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy suốt ngày toàn âm thanh ầm ĩ thì sao các lãnh đạo làm việc nữa? Hơn nữa, không có tường rào, làm người ta có cảm giác hỗn độn.
Lỡ người xấu vào lung tung thì sao? Cái này không phải là chủ yếu là chúng ta đã hình thành thói quen. Ai muốn thay đổi, lực cản đều rất lớn. Vẻ mặt Mễ Nguyệt nghiêm trọng liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Không nói gì khác, chỉ nói dịch chuyển bốn con sư tử đá trước cửa đã là khó rồi. Chắc bí thư Diệp cũng thấy bốn con sư tử đá rồi, hẳn phát hiện được chút gì đó chứ. Cô muốn nói trên sư tử đá có chữ ký của lãnh đạo. Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, bí thư Diệp tương đối tỉ mỉ đấy, hai con sư tử đá trước sân tòa nhà thành ủy chúng ta là chữ ký của hai lãnh đạo. Bên trái là của Trương Quốc Chí, chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh đầu tiên. Tuy nói giờ đã về hưu rồi, nhưng anh kêu người ta ký tên lên rồi, sư tử đá chuyển đi mất, trong lòng người ta sẽ nghĩ gì? Sư tử đá bên phải là chữ ký đồng chí Vi Bá Hậu, phó chủ tịch tỉnh thường trực đầu tiên của Tấn Lĩnh. Hiện là phó bí thư tổ chức đảng, phó cục trưởng cơ quan kiểm toán quốc gia. Trước cửa ủy ban nhân dân thành phố là hai con sư tử có chữ ký của phó chủ tịch tỉnh thường trực đương nhiệm đồng chí Điền Sơ Nhất và phó chủ tịch tỉnh Trần Húc. Bốn vị lãnh đạo đều từng công tác ở thành phố Đồng Lĩnh, đây là kỷ niệm họ lưu lại, chẳng qua không viết trên giấy mà ký lên sư tử đá mà thôi. Diệp Phàm không khỏi cau mày, không thể ngờ việc này khó giải quyết như vậy. Bốn con sư tử đá dính đến bốn lãnh đạo tương đối hiển hách. Hơn nữa, hiện nay còn ba vị đang tại chức, chỉ có chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh ban đầu là về hưu. Khó trách không ai dám động. Các vị lãnh đạo chẳng ai đi làm chuyện ngu xuẩn này. Bốn con sư tử đá căn bản đại diện cho bốn vị lãnh đạo. Thấy Diệp Phàm cau mày, Mễ Nguyệt nói. Việc này, có phải khó xử lý quá không? Mễ Nguyệt tôi là phó trưởng ban thư ký thành ủy, việc này tôi sớm đã nhìn thấy rồi. Không riêng gì tôi, các lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không ai không biết. Tuy nhiên, có vị nào đứng ra đâu, Mễ Nguyệt tôi tự nhận không đủ khả năng. Tuy nhiên, bí thư Diệp đã đến. Không chừng bí thư Diệp có biện pháp. Cô nàng này lại muốn làm khó dễ mình, Diệp Phàm trong lòng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Mễ Nguyệt nói. Cô có cách gì giải quyết việc này không? Chương 2209, di rời tứ đại tôn thần. Nếu như tôi có thể nghĩ ra cách thì hiện tại cũng không cần ngồi ở cái vị trí phó trưởng ban thư ký, này, mới lại. Mễ Nguyệt ngập ngừng nửa câu không nói hết, mà là cố ý dùng ánh mắt xem xét thái độ của Diệp Phàm. Ha ha, vậy việc này cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên. Khí thế kia thật ra đã làm cho cô nàng Mễ Nguyệt này ngẩn ngơ mà không biết lý do. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một dòng cảm xúc không rõ là từ đâu đến, khó mà nói rõ ra được. Giống như trái tim già nua phủ đầy bụi đã nhiều năm nay đột nhiên bị cái gì đó ý tứ đánh động một chút. Tối hôm đó, Diệp Phàm trước hết là tới thường vụ thành ủy. Cùng cấp dưới là bí thư thành ủy Vương Long Đông của thị xã Trương Hà mang theo hai bình mao đài vào nhà Diệp Phàm. Mời ông ngồi một chút nhé. Diệp Phàm vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi, cười nói. Ông bạn học cũ, ông gần đây thật dễ chịu đó nha, xem khí sắc thì quả là không tệ. Thân thể cũng phì nhiêu lên trông thấy đấy. Ha ha, có thể cùng ông bạn học cũ cộng tác với nhau, đương nhiên là dễ chịu rồi. Việc này, tôi trước phải cảm ơn ông. Nay chức vị lẫn cấp bậc đều đã được lên rồi. Kể ra thì lúc đầu tôi cũng có chút mờ mịt không rõ, lúc nghe nói là mình bị giao lưu đến tỉnh Tấn Lĩnh, trong lòng quả cũng hơi bị kích động. Dù sao Hải Đông của tỉnh Nam Phúc chúng ta là một nơi tốt, hơn nữa, sự nghiệp của tôi cũng đang thuận buồm xuôi gió. Không thể ngờ được kết quả lại là rơi xuống bánh trái thơm ngon. Tôi hiểu được ông bạn học cũ muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ, tuy nhiên, niềm vui bất ngờ này cũng kinh ngạc lòng người quá đi. Vương Long Đông vẻ mặt vui mừng, cảm kích vô cùng. Ha ha, Long Đông, tôi với ông mà còn phải nói những lời này để làm chi? Diệp Phàm thuận miệng cười nói, vì cả tòa nhà chỉ có mình Diệp Phàm ở, Vương Long Đông cũng liền tự nhiên mà lôi ấm trà ra nấu. Hai người vừa nấu trà vừa bàn chuyện. Anh tìm hiểu đến đâu rồi? Diệp Phàm hỏi, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh. Nghe ngóng được cũng không nhiều lắm, tuy nhiên, bí thư Diệp, ngày tháng sau này của ông phỏng chừng sẽ có chút gian nan đấy. Vương Long Đông trên mặt lộ ra chút ưu tư. Tôi sớm đã có chuẩn bị về tâm lý, xét về tuổi tác thì tôi cũng khiến người ta trong lòng không phục. Nghe nói đồng chí Cao Thành ở Đồng Lĩnh này đã lâu. Vốn cứ nghĩ là chức bí thư thành ủy này ván đã đóng thuyền là của anh ta,
nào ngờ giờ lại ở đâu ra một anh Trình Giảo Kim như tôi đây làm tan giấc mộng đẹp, trong lòng anh ta tự nhiên sẽ không thư thản rồi. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng nói. Đây là một điểm đáng cân nhắc, Cao Thành làm chủ tịch thành phố trong lòng khẳng định là không phục. Người này vốn dĩ luôn hống hách, tôi hoài nghi chuyện cựu bí thư Trương Hồng Đông xuống chức là có quan hệ với y. Tuy nhiên, rốt cuộc y đã chơi thủ đoạn gì thì tôi cũng không rõ lắm. Chẳng qua là bóng gió đồn đại thôi. Trong số các ủy viên thường vụ, người nào có quan hệ tốt hơn với Cao Thành? Diệp Phàm chợt hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên, trong khoảng thời gian ông chưa tới đây Cao Thành làm quyền bí thư cũng đã triệu tập qua vài lần hội nghị thường ủy. Tôi phát hiện trưởng ban tổ chức cán bộ Đào Cư Lễ và trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh cùng Cao Thành khá mật thiết. Trong vài lần hội nghị thường vụ, hai người bọn họ phối hợp rất ăn ý. Tôi nghĩ, nếu như không có quan hệ kết giao trong thời gian dài thì sẽ không thể nào ăn ý như thế. Về phần những thứ khác tôi cũng không có phát hiện gì. Nhưng, về phần bí thư đảng quần chúng Khổng Đoan người này thì quả là tôi cũng nhìn không thấu. Người này tướng mạo bình thản, nhìn qua kiểu như chẳng quan tâm việc gì cả. Tuy nhiên, cũng là nghe nói người này không đơn giản, hình như chủ tịch thành phố Cao đối với y cũng có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì thì tôi cũng không rõ lắm. Vương Long Đông nói thêm, Khổng Đoan người này cũng là từ cán bộ địa phương đi lên, từ khi tham gia công tác tới nay hình như là luôn công tác tại Đồng Lĩnh. Từ một cán bộ thôn đến chủ tịch thị trấn, chủ tịch huyện, rồi lại tới phó chủ tịch thành phố thẳng đến phó bí thư thành ủy như bây giờ. Hơn nữa, người này có nhiều năm kinh nghiệm bên ban tổ chức công tác. Tôi nghĩ, trong những năm y đảm nhiệm công tác tổ chức, số cán bộ qua tay y cất nhắc số lượng cũng không ít. Những người này bình thường có vẻ không có gì nhưng thật ra, đã sớm coi mình là môn sinh của Khổng Đoan. Bọn họ tạo thành một vòng tròn quan hệ vô hình. Tôi nghĩ, Cao Thành có phải kiêng kỵ cái này hay không, mà trưởng ban tổ chức cán bộ Đào Cư Lễ đi theo Cao Thành lăn lộn, việc này đối với công tác điều chỉnh nhân sự sắp sửa triển khai của tôi sau này là tương đối bất lợi. Nếu lại thêm một bí thư đảng quần chúng Khổng Đoan ở giữa cản trở, tôi nghĩ có động thái gì lớn là liền chịu người ta khống chế từ hai mặt rồi. Dù sao, điều chỉnh nhân sự còn cần hai người bọn họ phối hợp mới có thể cụ thể thực thi đi xuống. Nếu như trục lợi nhiều quá thì nhân vật số một tôi đây không phải là rất uất ức sao. Cho nên, đánh tan hai người bọn họ, hoặc là tranh thủ lôi kéo một vị đồng chí lại đây, đó mới là trọng điểm. Nhất định phải thế rồi, bằng không, khi ông lên nhậm chức người ta cứ lại nhải lý sự rông dài cả ngày thì việc điều chỉnh nhân sự sao mà tiến hành được. Mặc kệ đi chỗ nào. Nhân vật số một phải nắm lấy mọi chuyện. Mà trưởng ban tổ chức cán bộ chính là một vị trí tương đối trọng yếu rồi. Cụ thể nếu cấp dưới không chấp hành, vậy thì phải gõ đầu hắn ta. Nếu tiếp tục không nghe lời, vậy thì phải kiên quyết quyết đoán đá cho rơi xuống mới được. Bằng không, chức quan phụ mẫu của ông phải làm sao mới ngồi tiếp cho được. Trước mắt mà nói, bí thư Diệp ông vừa tới, trong đám ủy viên thường vụ trừ tôi ra phỏng chừng không có đồng minh khác. Trong khoảng thời gian này khi làm việc phải chăng có thể khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Đợi khi chúng ta nắm giữ toàn bộ phương hướng, áp dụng thi thố nhất định, cảm thấy có thể hạ thủ rồi muốn làm gì mới làm được. Vương Long Đông nổi lên thành nhân vật đóng vai trò tham mưu. Khiêm tốn thì không được rồi, sáng hôm nay có chuyện đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Dưới đó đã xảy ra tai nạn giao thông, máu tươi đã đổ nói cho tôi biết không thể để phố Tân Long tiếp tục như vậy nữa. Một xác hai mạng người, một số đồng chí có thể làm được việc vờ như không thấy, nhưng Diệp Phàm tôi thì không được. Diệp Phàm đem tai nạn xe cộ phát sinh ban sáng thuật lại một lượt cho Vương Long Đông nghe. Bí thư Diệp, việc này có thể tạm hoãn một chút hay không? Tạm thời trước hết có thể yêu cầu ngành công an sắp xếp thêm một số cảnh sát giao thông đến phố Tân Long chấp hành nhiệm vụ. Tôi nghĩ, có bọn họ duy trì trật tự thì có thể giảm mạnh áp lực giao thông ở phố Tân Long. Thứ hai, tìm người phụ trách kiến thiết thị chính và bên bộ giao thông đến, xem có thể tái quy hoạch kiến thiết đường phố một lần nữa hay không. Nếu như có thể tìm được đường tránh không qua phố Tân Long để đem luồng xe cộ qua lại phân lưu đi ra ngoài, vậy không phải là sẽ có tác dụng giải phóng phố Tân Long sao? Đến lúc đó, căn bản cũng không cùng bốn con sư tử đá kia đối kháng gì cả. Đã nhiều năm kinh doanh như vậy rồi, tình trạng bất ổn ở phố Tân Long ai nấy đều thấy rõ. Vì sao nhiều lãnh đạo đương nhiệm tại Đồng Lĩnh đều giả câm giả điếc?
Đó là bởi vì bốn con sư tử đá kia đại biểu cho bốn vị tôn thần. Nếu cứ kiên quyết phải di rời thì đây chính là đang khiêu chiến vị trí của người ta chẳng ngoa vậy. Bí thư Diệp, ông phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây là phạm vào điều tối kỵ, tuyệt đối không thể làm. Tìm kế sách hoàn hảo hơn mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Long Đông khuyên nhủ. Long Đông, tôi thật sự không muốn lại thấy cảnh máu chảy đầm đìa như chuyện đã xảy ra, đây không phải phong cách làm người của Diệp Phàm này. Việc này quyết định như vậy đi, không thương lượng nữa. Cho dù là đắc tội với bốn con sư tử đá đại biểu cho các bậc đại thần, bỏ qua hết sảy, tôi cũng phải lo việc này cho thỏa đáng. Sinh mạng là vô giá, quyền lực và thanh danh đem ra so với nó cũng sẽ rất nhỏ bé. Diệp Phàm bày tỏ thái độ kiên quyết. Vậy được rồi, nếu quả thật như vậy, vậy thì cũng phải mưu tính kỹ mới được. Nếu như có thể tìm được một cách vừa có thể đạt được mục đích của chúng ta mà lại không đắc tội với tứ đại tôn thần kia thì càng tốt. Tôi biết là rất khó tìm ra cách, tuy nhiên, Bí thư Diệp, chúng ta trước hết có thể trì hoãn vài ngày để thử tìm xem, nếu thật sự không tìm thấy thì hãng mạnh tay mà làm. Hơn nữa, nếu quả thật muốn mạnh tay quy hoạch, vậy cũng phải suy xét tỷ lệ thông qua của nó ở hội nghị thường vụ thành ủy. Tôi nghĩ, làm ủy viên thường vụ thành ủy, không có ai muốn đắc tội với bốn ông thần kia đâu. Đến lúc đó, nếu phương án này đưa lên hội nghị thường vụ mà có gặp phải lực cản lớn cũng chẳng phải là chuyện chi đáng ngạc nhiên. Nhiều đó với Bí thư Diệp ông mà nói có thể cũng không phải là chuyện tốt. Sẽ rất bất lợi đối với uy tín của ông, cho nên, chúng ta hiện tại phải làm chắc từng bước, làm cái gì xong cái nấy. Bằng không, thì đành phải chậm lại thôi. Vương Long Đông vẫn kiên trì khuyên Diệp Phàm. Đương nhiên, cũng không nhất thời nóng vội được, trước hết cứ tìm xem có cách khác hay không. Qua thời gian 10 ngày đi, nếu không được thì tôi sẽ làm mạnh tay luôn. Tôi cũng biết rõ, dù là nhân vật số 1 nhưng mới nhậm chức tại Đồng Lĩnh thì trong khoảng thời gian bắt đầu này hẳn là cũng phải khiêm tốn chút mới phải lẽ. Đợi khi thăm dò được toàn bộ tình hình, cảm thấy có thể ra tay thì mới ra tay. Bằng không, chuyện đầu tiên đưa lên hội nghị thường vụ đã liền bị bác bỏ thì bí thư như tôi còn gì là uy tín chứ. Việc này ông cứ ngầm điều tra trước đã. Sáng mai tôi sẽ cho tìm người phụ trách ban ngành hữu quan đến hỏi đôi chút rồi bàn sau. Đương nhiên, chúng ta cũng phải làm tố việc chuẩn bị cho trận đánh ác liệt sắp tới. Diệp Phàm liếc nhìn Vương Long Đông một cái rồi tiếp. Về phần Mễ Nguyệt, ông có ý kiến gì không? Không rõ lắm, tôi cũng xuống đây chưa lâu, rất ít tiếp xúc với cổ. Cô này nghe nói không giống đám đàn bà con gái bình thường. Trong đầu cô ta vẫn có một phần cố chấp ngạo khí của phái mạnh đấy. Bây giờ nữ cán bộ rất khó làm, không có thực lực mà muốn leo lên thì quá khó khăn. Thậm chí, có một số nữ đồng chí nhỏ căn bản chính là dựa vào thân xác của mình để đổi lấy mũ quan. Tuy nói trong lựa chọn nhà nước có ưu tiên nữ cán bộ hơn, nhưng, quan niệm đã luôn tồn tại lâu nay thì cũng rất khó thay đổi ngay trong khoảng thời gian ngắn. Môi trường làm việc của nữ đồng chí là tệ hơn nam giới. Hơn nữa, có một bộ phận vẫn mang thành kiến ra đối đãi với phái nữ. Nếu vị nữ cán bộ nào xinh đẹp một chút, người khác đều sẽ cho rằng cô này là xốc váy đi lên. Thật ra thì không, trong số các nữ cán bộ của chúng ta có một bộ phận tương đối các nữ đồng chí vẫn có năng lực, dựa vào trình độ bản thân mà thăng tiến đấy chứ. Chỉ có điều muốn loại bỏ kiến trong ngắn hạn là không thể nào. Bí thư Diệp hỏi vậy hẳn là có mục đích gì, có phải muốn giúp cô ta một phen? Tạm thời chỉ là nhen nhóm ý tưởng bước đầu, tuy nhiên, còn phải đợi quan sát thêm mới được. Có một số đồng chí biểu hiện bên ngoài tốt lắm, nhưng ai biết trong nội tâm nàng ta đang suy nghĩ cái gì. Nếu nâng đỡ phải một con sói giả cừu thì đấy không phải là tự đào mồ chôn mình sao, không được. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Tìm hiểu là cần có thời gian đấy, hơn nữa, còn phải kiểm chứng qua một số chuyện nhất định mới có thể nhận định đồng chí đó rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa, nếu nâng đỡ cô ta ngồi lên vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, cố nhiên, với chúng ta mà nói thì sẽ tăng thực lực trên hội nghị thường vụ rất nhiều. Thế nhưng, nhìn từ góc độ khác, cũng sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực tương đối lớn. Dù sao Mễ Nguyệt cũng là nữ đồng chí, nếu người ta cứ theo thành kiến mà quy cho là người của Bí thư Diệp, thì đối thủ rất có thể sẽ nhân cơ hội vin vào việc này mà sinh sự. Nói đồng chí nào đó cùng ai cấu kết như thế nào, vậy thì thật là phiền toái. Chỉ bằng cứ nâng đỡ một đồng chí nam đi lên thì sẽ như ý hơn nhiều. Tuy nhiên, tạm thời cũng rất khó tìm được người thích hợp.
Chương 2210, tân bí thư đập bàn thị uy. Cấp trên sẽ không cho chúng ta bao nhiêu thời gian đâu, nhiều nhất trong vòng 2 tháng sẽ quyết định người cuối cùng trong danh ngạch ủy viên thường vụ thành ủy. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ có thể tạo ra tác dụng nhất định với việc đề cử, vận động cấp trên đối với tôi mà nói là tương đối khó. Dù sao, tôi cũng mới đến tỉnh Tấn Lĩnh, ngoại trừ chủ tịch Tề ra thì những lãnh đạo tỉnh khác cũng không ai nhận ra hai tròng mắt của tôi là đen hay là trắng. Chủ tịch Tề có thể nâng đỡ tôi cho tới hôm nay ngồi lên được vị trí này, tin rằng ông ta cũng đã dốc hết toàn lực. Nếu còn muốn sắp xếp thêm một ủy viên thường vụ xuống Đồng Lĩnh để tiện cho tôi triển khai công việc, phỏng chừng các lãnh đạo khác trên tỉnh ủy tất sẽ có ý kiến ngay. Người ta sẽ nói như thế nào, sẽ bảo đồng chí Tề Chấn Đào phải chăng là muốn khống chế Đồng Lĩnh, một tay che trời, vậy thì các đồng chí khác trong lòng đều sẽ không yên rồi. Đồng Lĩnh có thể nói là thị xã tương đối thịnh vượng trong tỉnh Tấn Lĩnh này, khống chế được nơi này thì cũng tương đương lấy được hai phần thiên hạ Tấn Lĩnh. Trên tỉnh có vị lãnh đạo nào là không chăm chú nhìn vào chứ, bí thư tiền nhiệm thành ủy đồng chí Trương Hồng Đông tan học trước thời hạn, khẳng định chính là kết quả mà các lãnh đạo tỉnh ủy đã sắp xếp. Hơn nữa, nguyên nhân trong đó rất phức tạp, hiện tại tôi xuống đây, bọn họ sẽ chăm chăm nhìn vào ngay. Có một số đồng chí đang mong xô đổ tôi xuống để bọn họ dễ bề thay đổi nhân sự. Tôi phải vì chủ tịch Tề mà lên tiếng mới được, còn phỏng chừng, trên trán tôi sớm đã dán lên một chữ đủ. Đây thật sự là không tranh giành nữa, ai có muốn không thừa nhận cũng không được. Bởi vì, tôi đến đây là kết quả của việc chủ tịch Tề đã cố gắng tranh thủ trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Mấy lão lãnh đạo trên tỉnh ủy, có người nào là hồ đồ chứ? Ai nấy trong lòng đều biết rõ mồn một, lần này trong sự việc của nhân vật số một Đồng Lĩnh, bí thư La có thể để chủ tịch Tề thực hiện được, phỏng chừng nguyên do trong đó cũng tương đối đủ để người ta thắc mắc rồi. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ hồi lâu cũng không ra chút ý vị gì cả. Ôi, tâm tư của mấy ông lãnh đạo trên tỉnh ủy không phải là thứ mà mấy đồng chí cấp dưới chúng ta có thể đoán biết. Diệp Phàm thở dài, nhíu chặt mày lại. Cũng là lẽ bình thường mà. Vương Long Đông gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái mà rằng. Chúng ta còn chưa đạt tới cấp độ của bọn họ, tầm nhìn cũng như góc độ đều không giống nhau. Ăn gạo gì thành người nấy, tôi tin là chỉ cần bí thư Diệp lên đến cấp độ đó khắc sẽ hiểu thôi. Thật ra, nói trắng ra thì cũng chỉ là vị trí không giống nhau trong cuộc đua thôi. Giống như chúng ta hiện tại chuyên chú cho vận mệnh của Đồng Lĩnh. Cấp trên của tỉnh Tấn Lĩnh không phải là địa bàn mà chúng ta có thể khống chế. Chúng ta có thể quản lý tốt ba sào đất ruộng của nhà mình cũng không tệ rồi. Mò mẫm lên trên thì kết quả chính là tự rước lấy nhục nhã. Ha ha, Long Đông, tôi cảm thấy nay ông bạn đã thành thục hơn thật rồi. Khiến cho tôi cũng phải nhìn ông với cặp mắt khác xưa. Diệp Phàm cười nói. Nói chi vậy, so với bí thư Diệp, tôi đây chỉ là đồ chơi cho con nít thôi. Nói chuyện trên giấy thì tạm coi như cũng được. Còn nếu thật muốn kiểm chứng trong thực tiễn thì khẳng định còn có nhiều chỗ chưa thỏa đáng lắm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc cấp bách là cần tranh thủ một số ủy viên thường vụ nhất định mới được. Bằng không, chỉ dựa vào hai chúng ta, là rách cổ họng cũng không hữu dụng đâu. Tuy nói bí thư Diệp ông có thể dùng quyền phủ quyết của nhân vật số 1 trên hội nghị thường vụ. Nhưng, đại đa số các nhân vật số 1 đều không muốn vận dụng quyền hạn đặc thù này. Như vậy sẽ có vẻ mình rất vô năng. Dụng tâm động não nắm toàn cục trong tay mới là việc nhân vật số 1 nên làm. Bí thư Diệp phải hiểu phương diện này hơn tôi mới phải. Ý của tôi là chỉ cần bí thư Diệp vung gậy chỉ huy, Vương Long Đông này sẽ cam tâm làm lính hầu. Khi tranh thủ khối ủy viên thường vụ, chúng ta chỉ cần nhắm mục tiêu, tôi sẽ ra mặt, anh cứ chỉ huy ở phía sau là được. Vương Long Đông vội vã bày tỏ sự trung thành. Ha ha, Long Đông, giữa hai chúng ta còn nói những chuyện đó làm gì? Hiện tại, ở Đồng Lĩnh, chúng ta như hai con trâu chấu cùng buộc một sâu. Vinh nhục cùng sẻ chia, chúng ta làm gì cũng miễn sao anh lợi tôi lợi mọi người cùng có lợi là được. Đồng Lĩnh, chính là chiến trường mới mà Diệp Phàm này mở ra. Tôi thích cái cảm giác có thể tận hưởng toàn bộ khoái cảm chiến đấu. Diệp Phàm sang sảng mỉm cười, trên mặt vẻ lo lắng trở thành hư không, ý chí chiến đấu lại nổi lên. Ha ha, bí thư Diệp không hổ là hào kiệt thời nay. Vương Long Đông mỉm cười. Long Đông, ông bạn cũng không kém đó thôi. Hai người nói đến đây không ngờ lại hứng chí thổi phồng cho nhau không ít. Sáng ngày thứ hai,
Mễ Nguyệt lại tới văn phòng làm việc của Diệp Phàm từ rất sớm, cô thư ký Lâm thời này thật đúng là có trách nhiệm. Trưởng ban thư ký Mễ, cô lập tức gọi giúp tôi người phụ trách bên xây dựng đô thị, giao thông, quy hoạch thị chính đến đây ngay. Đúng rồi, dặn họ mang theo bản vẽ quy hoạch toàn thị xã, trọng điểm là ở phố Tân Long này. Diệp Phàm liền dặn dò. Bí thư Diệp có thật muốn đập tường rồi sao? Trên mặt Mễ Nguyệt hiện lên một tia ngạc nhiên. Không phải cô đang kích tướng tôi sao? Nay tôi rơi vào bẫy hẳn là cô phải cao hứng mới đúng chứ? Diệp Phàm mở miệng đùa. Bí thư Diệp mà đơn giản như vậy thì cũng không có khả năng ngồi lên vị trí này. Phỏng chừng, việc này bí thư Diệp đã sớm đang chú ý đến. Mà tôi hôm qua có nói cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Việc này, ai chui vào bẫy của ai cũng chưa rõ đâu mà. Mễ Nguyệt vừa mới nói đến đây, lời này vừa ra miệng. Đột nhiên cảm giác giống như có chút quái dị, cái gì mà gọi là ai chui vào ai, lời này nếu như muốn nghĩ sai lệch đi thì rất xấu hổ rồi. Không khỏi hai má hơi đỏ lên, để che giấu sự xấu hổ, Mễ Nguyệt đành khẩn trương chống chế. Tuy nhiên nếu bí thư Diệp thật sự muốn làm việc này, tôi sẽ quyết tâm phối hợp tốt ạ. Chỉ có điều, khẳng định sẽ có rất nhiều cản trở, hơn nữa, tuy nói chỉ là việc dịch chuyển mấy con sư tử đá để thay đổi lối đi. Nhưng từ góc độ khác mà nói cũng là đại sự. Bí thư Diệp chắc đã suy nghĩ kỹ rồi. Mễ Nguyệt tỏ thái độ rất đứng đắn và trang trọng. Diệp Phàm thầm giật mình, chẳng lẽ Mễ Nguyệt đang mượn cơ hội này để thể hiện chỗ đứng? Không phải nhanh như vậy chứ, hắn mới đến đây có 2 ngày, hẳn là cô ta đang thử dò xét. Diệp Phàm không lộ chút thanh sắc, cố ý nói. Có trưởng ban thư ký Mễ phối hợp, tôi tin là việc này sẽ dễ làm hơn nhiều. Tôi không tạo nên nhiều tác dụng, làm chân phất cờ hò reo cho bí thư một chút thì tạm coi như còn được. Nhưng trên thực chất thì tôi cũng chỉ là chân chạy việc thôi. Chân chạy. Diệp Phàm thì thầm một chút, khoát tay áo, nói. Không không không, đường đường là thành ủy đại quản gia sao có thể lưu lạc làm chân chạy việc. Chúng ta là cộng tác phối hợp, hỗ trợ, cùng nhau làm tốt công việc mới đúng, có phải hay không? Diệp Phàm là càng nói càng lộ rồi. Tự nhiên là đang tiến thêm một bước thử thách thái độ của Mễ Nguyệt. Diệp Phàm trong lòng phỏng đoán, Mễ Nguyệt làm phó trưởng ban thư ký thành ủy, phó chủ nhiệm thường trực văn phòng thành ủy. Hiện tại vị trí trưởng ban thư ký thành ủy vẫn bỏ không, cô ta không có khả năng không động tâm. Không chừng người ta đã sớm hoạt động rồi, chỉ có điều ở cấp trên không có nhiều quan hệ khả dụng mà thôi. Mà thái độ của chính hắn, nhân vật số một đồng lĩnh cũng rất trọng yếu. Ha ha! Thành ủy đại quản gia cũng là quản gia. Quản với trả ra, tòa nhà thành ủy này là do bí thư Diệp ngài định đoạt. Cho nên, tôi đây cũng là làm quản gia cho bí thư Diệp thôi. Tuy nhiên, tôi hiện tại cũng không coi là thành ủy đại quản gia. Chỉ có thể nói là trợ thủ quản gia thôi. Mễ Nguyệt cười khẽ 2 tiếng như cảm thấy có chút không thỏa đáng che miệng nói. Lời này có thể cũng có chút rõ ràng rồi. Ha ha, quản gia đi rồi. Trợ thủ tự nhiên là lên đỉnh rồi. Đương nhiên, muốn trở thành quản gia thực sự, sẽ phải có cái tâm vì tòa nhà thành ủy phục vụ mới được. Chỉ có quyết tâm cô mới hội đủ tư cách quản gia. Diệp Phàm cười nói, tuy ra vẻ đang cười, kỳ thực những lời này tất cả đều là nhằm vào Mễ Nguyệt. Tôi từ trước đến giờ chỉ thích dựng nhà phía Bắc, không giống như có một số đồng chí, thay đổi thất thường. Thấy nhà phía Nam mới mẻ hơn chút ít thì liền đổi ý ngay. Thật ra, căn bản không nằm ở cũ mới, mà nội tình chỉ nằm ở một chữ nhà. Mễ Nguyệt thật đúng là biết dẫn dắt, bởi vì tòa nhà thành ủy tọa lưng hướng Nam, cho nên đã trở nhà phía Bắc, còn trụ sở chính ủy ban nhân dân thành phố lại quay lưng hướng Bắc, cho nên nghiễm nhiên là thành nhà phía Nam. Khoảng tầm 10 giờ, đồng lĩnh cục trưởng cục xây dựng đô thị lục địa vận cùng cục trưởng cục giao thông Tuyên Minh Đường vội vàng mà đến. Bí thư thành ủy mới vừa lên đảm nhiệm qua ngày thứ 3 liền đã cho chiêu tập chính bọn họ lại đây, 2 người còn cho là ban ngành bên mình xảy ra chuyện đại sự gì đó tác động đến nhân vật số 1 thành ủy. Cho nên, 2 vị lão thành này trong lòng tương đối bất an, vừa thấy Diệp Phàm lập tức 2 người chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ngồi đi! Diệp Phàm chỉ vào 2 chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc đối diện cất tiếng mời. Mễ Nguyệt rót trà xong liền định đi ra, tuy nhiên... Diệp Phàm đột nhiên lại nói. Việc này cô cũng nghe xem, không chừng còn dính dáng đến cả cô nữa đó. Cục trưởng Lục và cục trưởng Tuyên trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ vị bí thư Diệp này thật to gan,
một thư ký xinh đẹp như người mẫu mà cũng dám dùng. Phải biết rằng Mễ Nguyệt tuy nói đã 30 tuổi, nhưng ai nấy nhìn qua đều tưởng mới 23-24 gì đó. Một số đồng chí bí mật đặt cho Mễ Nguyệt ngoại hiệu là hoa khôi của tòa nhà thành ủy Đồng Lĩnh. Chẳng lẽ vị bí thư Diệp này khoái khoản kia, mặc dù là khoái đến mấy thì cũng phải thậm thụt sau lưng chứ? Tốt nhất là cứ dùng hàng ở xa một chút cho có vẻ thỏa đáng. Một khi bị một số kẻ dụng tâm kín đáo bắt lấy chút gì đó mà chỉnh lại thì mặc dù là nhân vật có số có má ở Đồng Lĩnh cũng sẽ bị bôi xấu ngay. Hai người này ngoài mặt tuy nói che giấu rất khá, nhưng Diệp Phàm có ưng nhãn và thủ pháp khí ba tham chắc. Sớm đã bắt được chút biến hóa nhỏ trên nét mặt lẫn khí sóng chấn động trên người đủ để hắn cảm thấy chút gì đó. Trong lòng thầm nhủ, quả nhiên thành kiến rất nghiêm trọng. Ngày hôm qua đã phát sinh một sự cố giao thông hết sức nghiêm trọng. Diệp Phàm chỉ nói một câu rồi cầm lấy tách trà trên bàn chậm rãi mà uống. Lục Địa Vận và Tuyên Minh Đường mịt mờ nhìn nhau một chút, phỏng chừng đều đang nghĩ, phát sinh tai nạn giao thông thì nói với họ làm quái gì, đó là chuyện của bên cảnh sát giao thông người ta. Tuy nói là cục trưởng cục giao thông hay cục trưởng cục xây dựng đô thị, nhưng không thể hùn vào cùng một chỗ với tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông một xác chết hai mạng người xảy ra ngày hôm qua, các anh đã phát hiện ra cái gì chưa? Diệp Phàm nhìn quét qua hai người một cái, thản nhiên mà hỏi. Chuyện này, đồng chí Lục Địa Vận tuổi tác đã cao, nói được có hai chữ rồi chẳng nên lời nữa. Có vẻ như cũng rất bình thường, chỉ là phố Tân Long hỗn loạn thêm một tí thôi. Cục trưởng Tuyên trần trừ một chút rồi nói. Cái bàn đột nhiên bị Diệp Phàm đập mạnh một cái, làm Lục Địa Vận cùng Tuyên Minh Đường hai người lập tức sợ tới mức nhảy dựng khỏi ghế, hai người ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Thân mình đột nhiên khom lại theo phản xạ rất tự nhiên. Tân bí thư thành ủy gọi hai người họ lại đây, lại phát hỏa đập bàn, vậy tiếp theo khẳng định chính là phê bình như gió bão mưa rào, thậm chí xử phạt cũng đều có thể. Hai người cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra, nhưng lại không dám ngồi nữa, cứ đứng chân ra đó giống như hai con tôm tắm cháo. Thật ra, cục trưởng Lục thì trong lòng còn yên tâm đôi chút. Chương 2211, quả nhiên là nơi thảo mãng. Bởi vì, vừa rồi bí thư Diệp vỗ bàn một cái rõ ràng là nổi cáu với cục trưởng Tuyên. Một gậy này đầu tiên rõ ràng là nhằm vào ông ta. Cục trưởng Lục không khỏi khoan khoái trong lòng. Ôi con người, trước khi chính mình có khả năng xui xẻo mà có thể nhìn cảnh người khác xui xẻo trước, trong lòng tự nhiên là thấy hưng phấn quá đỗi rồi. Có vẻ như cũng rất bình thường, vậy ý của ông là con phố Tân Long này của chúng ta mỗi ngày đều phát sinh tai nạn xe cộ. Chỉ là chật trội một chút thôi sao? Đây là những gì một cục trưởng cục giao thông nên nói sao? Đó là hai mạng người, một mạng vẫn còn nằm trong bụng, vẫn chưa được nhìn thấy thế giới này mà đã phải đi rồi đấy. Đối với sinh mạng đó mà nói thật là không công bằng chút nào. Các người không thử nghĩ xem vì sao việc này lại phát sinh, trái lại còn thờ ơ bỏ mặc. Ngồi xuống mà nghe tôi phân tích kỹ một chút về hiện trạng phố Tân Long. Vì sao tai nạn giao thông nhiều lần phát sinh? Có biện pháp giải quyết nào dễ thực thi và vì sao cho tới nay vẫn chưa có cách nào giải quyết được? Việc này, tuy có liên quan đến giao thông, nhưng bên kiến trúc đô thị lại còn quan trọng hơn. Việc này thuộc về phạm trù quy hoạch kiến trúc đô thị. Diệp Phàm nghiêm giọng nói. Bí thư Diệp, anh phê bình rất đúng. Tôi đúng là đã có chút khinh thường mà sơ cục giao thông chúng tôi cũng đã sớm chú ý. Chỉ có điều... Phố Tân Long kẹt giữa nơi dừng chân của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nếu phải mở rộng, phải cải tạo, khẳng định là sẽ động đến đất cát của hai tòa nhà này. Việc này, chúng tôi là ban ngành cấp dưới, mấy năm trước chúng tôi cũng thử đệ trình lên. Tuy nhiên, lập tức đã bị phủ quyết luôn. Cùi trỏ không lại với đầu gối. Không phải là chúng tôi không dốc hết sức, chỉ có điều lực bất tòng tâm. Lúc này, cục trưởng Tuyên đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Cũng từ từ nói ra mọi chuyện. Đúng vậy, nếu phải mở rộng phố Tân Long thì phải đập bỏ phần tường vây của hai tòa nhà này mà kéo dài vào bên trong. Bằng không, biết mở rộng vào chỗ nào được. Đây cũng thuộc phạm vi công tác của bên kiến trúc đô thị. Hơn nữa, tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xây dựng ở đây tốt xấu gì cũng đã lâu năm, sao có thể nói hủy là hủy được. Về chuyện này, cục kiến trúc đô thị chúng tôi căn bản là không dám đề cập qua. Trọng yếu nhất chính là, nếu phải dỡ bỏ thật thì sẽ phải sửa cả đại môn cổng lớn. Lục Địa Vận cũng là sắc mặt khó coi, thận trọng nhấn mạnh đến đại môn.
Điều đó càng chứng tỏ rằng bốn pho sư tử đá trước đại môn, phàm là nhân vật có chút ảnh hưởng ở thành phố này đều rất rõ nội tình ẩn chứa trong đó. Không ai chịu đi chuốc lấy rủi ro mà động vào cả. Vậy cứ theo như những gì các người nói thì phố Tân Long chính là một con phố chết, không có cách nào khác để sửa sang lại. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn hai người kia một cái, nói. Nếu hai vị cảm thấy cái mông này ngồi đã chán, vậy thì hãy đứng lên chuyển qua một bên. Vách tường chỗ kia thật ra khá là mát mẻ, các người có muốn đi mát mẻ một chút không? Diệp Phàm nói những lời này ra vẻ là đang bàn chuyện đứng với ngồi, trên thực tế là đang nghiêm khắc phát ra thông điệp cuối cùng với hai người kia. Nếu các người không thể giải quyết vấn đề phố Tân Long, thì phải biết ý mà xéo sang chỗ khác. Nếu bí thư Diệp đã có quyết tâm mở rộng con phố thì Lục Địa Vận tôi cũng xin góp chút sức mọn. Lúc này, Lục Địa Vận cũng là bị bức lên lương sơn ép đến đường cùng cũng là liều mạng bày tỏ thái độ. Còn ông thì sao? Diệp Phàm thấy Tuyên Minh Đường còn có chút do dự, không khỏi bức ép thêm mà hỏi một câu. Tôi xin phụ trách về mặt tài chính, mặc kệ phố Tân Long mở rộng tiêu tốn bao nhiêu tiền, tôi bao hết. Cục trưởng Cục Giao thông Tuyên Minh Đường cũng kiên quyết tỏ thái độ. Tuy nhiên, lão ta cũng đã tính đến đường lùi, chỉ có tỏ thái độ sẵn sàng góp tiền, còn quy hoạch cụ thể việc phá dỡ, chuyện đắc tội với lãnh đạo này thì ông ta sớm đã là lòng bàn chân bôi mỡ mà nghĩ ngay đến việc bỏ chạy rồi. Nhưng lão ta muốn rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm thì cục trưởng Lục người ta cũng không phải người ngu. Cho nên, cục trưởng Lục lập tức nói. Bí thư Diệp, mở rộng đường phố cũng không riêng gì chuyện của bên kiến trúc thị chính. Mà đường phố là thuộc phạm chủ kiến thiết giao thông. Mà phố Tân Long vẫn là một tuyến giao thông huyết mạch, nếu không có cục trưởng Tuyên tham gia quy hoạch, vậy chúng ta e là phải đi đường vòng rồi. Khi kiến thiết và quy hoạch đường xá thì các chuyên gia của cục giao thông càng có quyền lên tiếng. Chúng tôi chuyên trách kiến trúc đô thị, dỡ nhà giải phóng mặt bằng thì coi như còn được. Còn về chuyện làm đường thì cũng e là sẽ khó mà chỉ đạo nổi. MK, hai lão nãy chưa gì đã tự cắn nhau rồi. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, đương nhiên, vẫn cố làm mặt nghiêm, nói. Đúng vậy, cục trưởng Lục đề nghị như thế là rất đúng. Việc này thôi thì cứ giao phó cho hai người cùng nhau mà làm. Đương nhiên, sự việc lớn như vậy khẳng định phải được hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận thông qua mới xong. Công tác chủ yếu của hai người chính là trong vòng hai ngày đưa ra phương án tái quy hoạch phố Tân Long cũng như nguồn tài chính. Lát nữa chúng ta cùng đi quan sát một chút dọc theo phố Tân Long mà đi, xem thử làm quy hoạch cụ thể ra sao thì tốt hơn. Hai ngày sau, các người lại lên thành ủy, đưa bản quy hoạch mở rộng con phố lên hội nghị thường vụ. Nếu muốn trình lên hội nghị thường vụ, bản quy hoạch đó phải thật chỉn chu mới được. Việc này, tôi thấy nên lập một tổ chuyên trách lâm thời cải tạo phố Tân Long. Sẽ do đồng chí Mễ Nguyệt đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, hai người làm tổ phó. Tôi làm giám sát là được. Về phần thành viên, các chuyên gia của bên kiến trúc đô thị và giao thông sẽ tùy ý hai người chọn lấy. Tuy nhiên, nói thẳng ra khi đã trình lên mặt bàn này mà một con phố các người cũng không đưa ra nổi một phương án hoàn thiện thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần chờ phạt đi. Nói xong, Diệp Phàm liếc nhìn Mễ Nguyệt đang đứng cạnh một cái, nói. Đồng chí Mễ Nguyệt, cô có tin tưởng là sẽ làm tốt chức vụ tổ trưởng này không? Tôi sẽ dốc toàn lực làm việc. Hoàn thành tốt việc được giao. Mễ Nguyệt gật gật đầu, cô cũng hiểu được, đây là bí thư Diệp đang ép mình. Thứ nữa, cũng là đang cho mình cơ hội, việc này mà cũng làm không tốt thì còn muốn tranh thủ vị trí đại quản gia của thành ủy sao, khỏi phải nghĩ đến cho rồi. Hơn 3 giờ chiều, Diệp Phàm dẫn Mễ Nguyệt cùng với Lục Địa Vận, Tuyên Minh Đường ba người cùng rảo bước từ mé đông sang mé tây phố Tân Long. Bí thư Diệp, nếu phải mở rộng đường phố, vấn đề vẫn là khá trọng đại đấy. Phố Tân Long rất dài, không riêng gì thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố một đoạn kia. Ngoại trừ một đoạn cai bởi vì có quá nhiều xe cộ dừng đỗ mà bên ngoài đặc biệt hỗn loạn ra thì vẫn còn có đường phố tổng cộng dài đến 2 dặm mỗi đầu. Bởi vì con phố này là kéo dài từ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Lúc trước để tiện cho công tác, cho nên, các cơ quan đơn vị ở hai bên con đường này cũng đặc biệt nhiều. Hơn nữa, anh xem, con phố cũng đặc biệt phồn hoa. Cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người đến xe đi tấp nập. Nếu phải cải tạo mở rộng phố Tân Long, vậy thì phải dỡ bỏ cửa hàng, nén ép một số sân nhà lầu đất lấn chiếm trái phép của các cơ quan đơn vị vi phạm.
Vấn đề kéo theo ở đây liền tương đối lớn. Chỉ có điều, phố Tân Long là một con phố đặc thù, lại không có biện pháp xây dựng một con đường khác để thay thế. Nếu cứ cứng nhắc mà kiến tạo một con phố đi vòng thì sẽ tiêu phí càng nhiều nhân lực vật lực tài lực hơn nữa. Cục trưởng về mảng này vẫn là tương đối quen thuộc, vừa đi một bên cửa chỉ điểm. Mở một đường phố mới thì sẽ kéo theo phiền toái rất lớn, tuy nhiên, có thể mở rộng với phương án thích hợp. Tỷ như, con đường này có chỗ rộng chỗ hẹp, những chỗ rất hẹp thường mới tạo thành một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn. Giống như cổ họng bị người ta nắm lấy vậy, mà một nguyên nhân hỗn loạn khác là bởi vì hai bên đường phố có quá nhiều xe cộ dừng đỗ, chiếm dụng lòng đường. Nếu như có thể kiên quyết ngăn chặn tình trạng dừng đỗ lộn xộn thì cũng có thể có tác dụng giảm bớt áp lực giao thông. Đương nhiên, dù sao cũng phải cho người ta dừng xe chứ. Nhưng vấn đề là dừng đỗ ở đâu, đây là vấn đề lớn trước mắt chúng ta. Cũng như là việc hai tòa nhà của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chia cắt đường phố là nơi vấn đề xe cộ dừng đỗ nan giải nhất. Diệp Phàm nhận định, Bí thư Diệp, chủ yếu là quy hoạch lúc trước hơi có vấn đề. Đường phố này đã phồn hoa tấp nập rồi, mà vẫn chưa có quy hoạch xong bãi đỗ xe. Nếu đường phố đã phồn hoa tấp nập thì lượng xe cộ của người qua lại mua bán cũng theo đó gia tăng, vấn đề này đương nhiên là nổi bật rồi. Tuy nhiên, quy hoạch lúc trước cũng không thể nghĩ đến sau này sẽ phát triển nhanh như vậy. Hơn nữa, con đường này hẳn là đã cũ rồi. Bí thư anh xem, trên con đường này cũng không có kiến trúc tiêu biểu kiểu tòa nhà mấy chục tầng xây mới nào cả. Mà nếu có xây mới loại này, bình thường cũng sẽ quy hoạch tầng thấp nhất làm bãi đỗ xe đến. Chính là bởi vì là phố cũ, lúc trước mọi người sao có thể nghĩ đến có nhiều xe như vậy. Cục trưởng Tuyên giải thích. Lúc này, ba người đi đến trước mặt một công trình đang xây dở ở mé Tây thì ngừng lại. Mặt bằng lớn như vậy sao, là đơn vị hoặc là công ty nào đang làm kiến thiết vậy? Diệp Phàm chỉ vào công trường đang thi công bề bộn mà hỏi. Mặt bằng lớn như vậy, lại ở phía Tây, nhất định là nhà cho gia quyến của sư đoàn Hưởng Hổ đang xây đây mà. Cục trưởng Lục trước khi đến đây vẫn là đã bỏ công phu nhất định. Sư đoàn Hưởng Hổ. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ trời đất này đúng là nhỏ, không ngờ lại ở cùng một chỗ với Tề Thiên rồi. Đúng vậy, tôi cũng đã được nghe nói. Lúc trước nghe nói sư đoàn Hưởng Hổ của quân khu Bắc Kinh trú tại tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta đã lựa chọn đồng lĩnh ta để xây dựng nhà cho gia quyến. Lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố đều rất coi trọng, đã cùng lãnh đạo bên quân đội thương lượng qua là sẽ đem mảnh đất vốn thuộc về nhà khách quân khu quy hoạch lại cho sư đoàn Hưởng Hổ. Tuy nhiên, lãnh đạo bên quân đội còn ngại mảnh đất kia chưa đủ lớn, nghe nói còn muốn làm một sân vận động nhỏ trong khu nhà cho gia quyến. Ý là tiện cho đám quân quan khi làm việc xong cũng có thể rèn luyện tay chân để khỏi xuống phong độ. Sau đó, thành phố cũng tương đối coi trọng ý kiến này. Nghĩ bao nhiêu biện pháp, lại cho sư đoàn Hưởng Hổ một mặt bằng lớn như vậy. Cũng vì thế, thành phố chúng ta mới được trao danh hiệu thành thị tiêu biểu giúp sức cho bên quân đội. Mà chủ tịch Tề lại góp rất nhiều công sức trong chuyện này, nghe nói chủ tịch Tề cũng là xuất thân quân nhân, cho nên... với quân đội đã sẵn có thứ cảm tình dứt bỏ không có được. Cho nên, chủ tịch Tề đặc biệt chú ý đến khu nhà cho gia quyến của sư đoàn Hưởng Hổ. Vì thế, chủ tịch Tề còn đặc biệt phê duyệt 20 triệu ủng hộ quân đội kiến thiết. Hành động lần này của chủ tịch Tề đã được giới lãnh đạo cao tầng trong quân đội Bắc Kinh điểm danh ca ngợi. Mễ Nguyệt nói thêm, đúng vậy, tình cảm quân nhân đùm bọc sao có thể nói dứt là dứt. Phỏng chừng, cả đời cũng dứt bỏ không có được rồi. Diệp Phàm cảm thán thở dài. Đột nhiên, một chủ ý nảy ra trong đầu hắn. Sau một chuyến đi dạo xuống dưới cũng là đã đến lúc tan sở. Mễ Nguyệt hết nhìn trời lại quan sát một chút bên ngoài rồi nói. Bí thư Diệp, đến giờ cơm rồi. Chúng ta đi xa như vậy cũng mệt. Chỉ bằng đến Phong Vân Lầu phía trước dùng bữa cơm chiều. Phong Vân Lầu, cái tên nghe lạ nhỉ. Diệp Phàm gật gật đầu cười nói. Có chữ ý vị đơn sơ thảo mãng. Lúc trước chúng tôi nghe qua cũng thấy có chút quái dị. Tuy nhiên, Bí thư Diệp anh cứ chờ một chút sẽ thấy được hàng quán đó, phỏng chừng sẽ nói là không khác so với tên gọi. Cục trưởng Tuyên cũng buông lỏng tinh thần, cười nói. Không lâu sau thì đã thấy Phong Vân Lầu. Quả nhiên là nơi thảo mãng, Diệp Phàm trong lòng cười thầm một tiếng. Chương 2212, Phong Vân Lầu. Một tòa nhà có 3 tầng lầu, cũng không phải cao cho lắm. Nhưng diện tích cũng không thể nói là nhỏ.
phía trước tất cả đều là dùng đồ gỗ thô to tròn trang trí lên. Từ xa nhìn lại trông giống như một đống gỗ tròn to bự. Mỗi xúc gỗ đó đều phải hai ba người ôm mới hết. Đến gần nhìn mới biết được là đem hai thớ gỗ ghép lại mà dựng lên. Còn ba chữ Phong Vân Lầu nhìn qua thật sự rất thô ráp. Không cẩn thận còn tưởng rằng là đứa trẻ lên năm vừa mới học luyện chữ đã lưu lại bút tích. Nét bút quả là có thần lực, lộ ra khí khái hào kiệt vậy. Cục trưởng Tuyên không kìm nổi cất tiếng khen. Ồ, đồng chí Minh Đường, anh xem xét thế nào mà lại ra khí khái hào kiệt đấy. Tôi thấy mấy chữ này giống như tiện tay bôi chét loạn lên thôi. Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Ôi, bí thư Diệp, ở đây tai vách mạch rừng. Lúc này, cục trưởng Lục vẻ mặt bối rối, còn làm như kẻ trộm mà nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có ai nghe lén linh tinh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quái! Diệp Phàm cũng ngây người một chút, nhìn xuống dưới mới phát hiện ra chỗ tinh xảo. Phía dưới có dòng lạc khoản câu đề tặng Ngọa Long. Ngọa Long, cũng giống như Gia Cát Khổng Minh tiên sinh tự xưng là Ngọa Long tiên sinh rồi. Chẳng lẽ cũng có vị nào cùng chung chí hướng mà có nhã hứng này? Diệp Phàm hơi có vẻ châm chọc mà hỏi. Bí thư Diệp, người đề mấy chữ này tuổi tác cũng chưa cao, nghe nói vừa mới đầy 30. Người này ngoại hiệu Ngọa Long, nghe nói là đặc biệt khâm phục Gia Cát Khổng Minh tiên sinh thời Tam Quốc. Mà anh ta cũng thường thường tự cho mình là Ngọa Long, tự so sánh mình với Ngọa Long tiên sinh. Còn người này tên thật là Khổng Đông Phong, một trong ngũ vương của tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Nói đến người này bí thư Diệp đương nhiên sẽ không quen biết, tuy nhiên, cha của anh ta thì lại rất nổi danh. Cái tên Khổng Chính Húc bí thư Diệp đã nghe nói qua chưa? Mễ Nguyệt khẩn trương giải thích một chút. Khổng Chính Húc, Diệp Phàm thì thầm nhắc lại, thực sự là không nhớ nổi người này là thần thánh phương nào. Không khỏi tự nhiên chuyển ánh mắt hướng sự chú ý sang phía Mễ Nguyệt. Thứ trưởng thường trực bộ xây dựng Khổng Chính Húc, ông ta là người gốc Đồng Lĩnh. Phong Vân Lầu chính là do đứa con cả của ông ta Khổng Đông Phong mở đấy. Mễ Nguyệt nhỏ giọng nói. Xem ra, Đồng Lĩnh này thật đúng là nơi ngọa hổ tàng long rồi. Rõ ràng còn có đại thần loại này. Diệp Phàm cười nói, đoạn mấy người tiến vào Phong Vân Lầu. Là trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt. Vừa mới tiến đại sảnh, một người trung niên đã cười tủm tỉm bước ra chào đón. Giám đốc Khổng, xếp cho chúng tôi một phòng tốt. Mễ Nguyệt hình như có quen người này, thuận miệng nói luôn. Trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt, cô khỏi phải dặn dò. Phong Vân Lầu chúng tôi không có phòng nào kém, tất cả đều là phòng tốt. Giám đốc Khổng trên mặt hiện lên một tia không hài lòng sau đó nói tiếp. Tuy nhiên, rất xin lỗi trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt, phòng riêng của chúng tôi kín chỗ mất rồi. Các vị nếu muốn dùng cơm thì chỉ có thể qua ngồi ở đại sảnh lầu 2. Diệp Phàm trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, theo lý mà nói một nhà hàng nhìn thấy Mễ Nguyệt là trưởng ban thư ký thành ủy Giá Lâm sao còn không lập tức cung kính đáp ứng. Muốn cái gì không có cũng được, nhưng không có phòng riêng thì cũng phải cứng rắn mà dọn ra một chỗ chứ. Bởi vì, mỗi năm trôi qua, chiêu đãi phí của thành ủy thật sự là một con số không nhỏ. Xem tư thế vị giám đốc Khổng này thì giống như 10 phần cũng không có cho rằng Mễ Nguyệt là phó trưởng ban thư ký thành ủy mà có chỗ đặc biệt. Như vậy sao được? Hai vị cục trưởng Lục Địa Vận và Tuyên Minh Đường đi bên đều có chút nóng nảy, không hẹn mà cùng lên tiếng. Cục trưởng Lục anh nói một chút xem sao lại không được. Giám đốc Khổng vỉnh vỉnh hai hàng lông mi, hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm phát hiện, người này giọng điệu giống như đang khiêu khích cục trưởng Lục của cục xây dựng thành phố vậy. Chủ nhân nơi đây có liên hệ với công tử nhà thứ trưởng thường trực bộ xây dựng Khổng Đông Phong, Diệp Phàm cũng liền bình thản trở lại. Vị giám đốc Khổng này rõ ràng là có thể sừng sững không hề sợ hãi nghiễm nhiên không coi một tiểu cục trưởng là gì. Giám đốc Khổng, có thể dọn ra một phòng hay không? Cục trưởng Tuyên mở miệng thương lượng. Không được, Phong Vân Lầu chúng tôi không thể phá quy củ. Nếu ai cũng yêu cầu phòng riêng thì Phong Vân Lầu chúng tôi còn làm ăn gì nữa? Uy tín là tiêu chí đầu tiên của Phong Vân Lầu chúng tôi. Anh có thấy không? Chậm thêm chút nữa phỏng chừng ngay cả đại sảnh lầu 2 cũng không có cái bàn nào nữa rồi. Phong Vân Lầu chúng tôi luôn nhờ thức ăn ngon mà được lòng khách hàng. Quy củ tuyệt đối không thể phá. Giám đốc Khổng đang ba hoa thì bỗng từ xa liền truyền đến một tiếng cười vang dội. Tiểu Khổng, còn phòng riêng nào không? Diệp Phàm quay đầu nhìn lại phát hiện người đang nói chuyện mặt mũi phương phi, râu ria sồm sàm,
hiển nhiên là một nhân vật anh hùng nơi thảo mãng giá lâm. Người này toàn thân là phú khí hơi tiền kinh người, trên cổ đeo một sợi xích vàng, trên cổ tay là đồng hồ Rolex. Trên ngón tay lại là một cái nhẫn bự có viên ngọc lục bảo rất lớn. Quần áo, tự nhiên tất cả đều là hàng hiệu nổi tiếng. Cho nên, chỉ là riêng đống quần áo từ đầu đến chân cũng sẽ được kẻ trộm tính đến mấy triệu. Ôi, là Phượng gia đến đây, các anh cần mấy phòng? Giám đốc Khổng kia sắc mặt đột biến, khuôn mặt vốn có chút tư thế lập tức trở nên tươi cười, mà ngay cả thân mình kia vốn chỉ là hơi gù nay cũng giống như gù thêm không ít. Giám đốc Khổng, còn phải hỏi sao? Nhà tôi trước nay vẫn ngồi phòng số 8. Một người trung niên đứng bên cạnh kẻ gọi là Phượng gia đang phe phẩy một chiếc quạt hương bồ tức giận đến trắng mặt liếc giám đốc Khổng một cái hừ nói. Lập tức kêu đám khách ở phòng số 8 đi chỗ khác, tiền cơm rượu của bọn họ tối nay Phong Vân Lầu chúng ta sẽ bao hết. Giám đốc Khổng ra lệnh cho một người thanh niên đứng cạnh. Đám Mễ Nguyệt Diệp Phàm sắc mặt lập tức liền thay đổi, thế này rõ ràng là ức hiếp người ta. Giám đốc Khổng, không phải mới vừa rồi anh còn nói là Phong Vân Lầu không thể phá quy củ cũ sao? Mễ Nguyệt nổi giận, khuôn mặt trái xoan kia khi nổi cáu lên cũng tương đối sát nhân, cơn giận của mỹ nhân thôi mà. Tuy nói khuôn mặt Mễ Nguyệt không tính là hàng cực phẩm, xét từ phương diện tư sắc thì cô chỉ có thể xếp vào diện trung bình khá. Tuy nhiên, điểm mạnh của Mễ Nguyệt là ở chỗ cô có một thân hình quyến rũ đến ma mị. Diệp Phàm sau này mới hay, Mễ Nguyệt xuất thân là người mẫu, trải qua 3 tháng làm người mẫu. Sau lại nghe nói là không chịu nổi quy tắc ngầm mà bỏ không làm nữa. Cuối cùng lăn lộn đến bên chính quyền công tác. Mễ Nguyệt cô nương. Chẳng lẽ ngay cả Phượng gia mà cô cũng không biết tiếng hay sao? Tôi thấy, cũng không cần tôi phải rông dài rồi. Các người muốn ăn cơm thì mau khẩn trương kiếm chỗ mà ngồi xuống, bằng không, xin mời cứ tự nhiên. Giám đốc Khổng kia cũng là lạnh lùng, hừ nói. Nghe y nói như vậy, đám người của Phượng gia cũng là nhìn quét qua đám Mễ Nguyệt và Diệp Phàm một cái. Đột nhiên hai mắt sáng rõ, mí mắt giật giật vài cái. Sau đó lướt ánh mắt đem thuồng qua mọi chốn cao sơn thâm cốc trên người Mễ Nguyệt sau đó trượt một mạch xuống dưới đoạn cười nói. Cô gái này đi cùng bọn tôi, chúng ta cùng nhau đến phòng số 8. Còn ba người bọn họ thì xếp chỗ cho ăn ngoài này, bữa cơm tối nay, các người cứ việc gọi đồ ăn, đồ nội đồ ngoại trên trời dưới đất, có lông hay trụi lông cũng có thể gọi lên, ăn gì uống gì gặm gì cũng được, Phượng Thảo Thiên tôi sẽ bao hết. Không có thèm. Mễ Nguyệt lạnh lùng hừ nói. Một chút mặt mũi cũng không để cho họ Phượng kia ra vẻ hoành tráng, cũng chẳng thèm nhìn tới hắn ta lấy một chút. Chúng ta đi thôi, đến chỗ khác ăn cơm. Diệp Phàm lúc này thản nhiên nói, xoay người rời đi. Ba người các người cút ngay cho tao, nhưng còn cô nhất định phải lưu lại tiếp Phượng gia. Lúc này, bên cạnh Phượng gia đứng ra một tên lưng hùm vai gấu, trông qua đã biết là hạng thanh thiếu niên đánh đấm linh tinh. Hắn cất một bước ra chặn ngang lối đi. Chỉ vào Mễ Nguyệt trừng mắt nói. Cút! Diệp Phàm rốt cục đã không kìm nổi lửa giận, cái gì mà dung hòa theo tư tưởng hải nạp bách xuyên trong bách khoa toàn thư đều quên sạch sành sanh. Mày dám kêu xích hổ bố mày cút, hôm nay ra ra không rút xương lột ra mày thì bố sẽ không phải tên là Hách Thanh. Hách Thanh tức giận, vung một cái tát nhắm mặt Diệp Phàm xông tới. Dừng tay! Phía sau Mễ Nguyệt, cục trưởng Lục. Cục trưởng Tuyên ba người sợ tới mức khẩn trương tiến lên muốn ngăn người tên Hách Thanh này lại. Bốp tương đương. Một tiếng tát chói tai đến cực điểm truyền đến, Mễ Nguyệt ba người sắc mặt trắng bệch, trong lòng tự nhủ xong rồi. Bí thư Diệp bị đánh thế kia thì còn chịu sao nổi. Tuy nhiên, ghé mắt trông qua vừa thấy, lại bốp thêm một tiếng giòn vang. Ba người mới phát hiện không biết khi nào thì cái tên có ngoại hiệu gọi là xích hổ gì đó không ngờ đã bị đập mạnh vào một cái bàn bên cạnh. Người ngã xuống dưới bàn làm bao nhiêu nước canh rót thẳng hết vào mặt. Trên lỗ mũi hắn ta còn dính một ít rau, trông cứ như là diễn viên kinh kịch. Không biết bố mày có ngoại hiệu là chủ tịch thành phố ưa bạo lực sao, nay có thể sửa thành bí thư ưa bạo lực rồi. Diệp Phàm trừng mắt liếc nhìn Hách Thanh một cái, lạnh lùng hừ nói. Bố thì thịt mày. Tên họ Hách kia vẻ mặt xanh mét, từ dưới đất lồm cồm đứng lên tiện tay vung một cái ghế lên định hành hung. Phượng gia. Nơi này là Phong Vân Lầu. Lúc này, giám đốc Khổng lập tức khom lưng kêu. Được rồi, các hạ xin cho biết quý danh. Phượng gia khoát tay áo, hừ bảo Diệp Phàm. Xem ra, Phong Vân Lầu thật sự có chút lai lịch, đến ngay cả Phượng gia vốn rất hoành tráng cũng phải nể tình. Diệp Phàm,
Tôi công tác ở thành ủy, Phượng Thảo Thiên nhà anh bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm. Đến thành ủy cứ hỏi tôi là biết ngay. Diệp Phàm quay đầu thản nhiên quét mắt qua vị kêu Phượng gia kia một cái, nói xong sau đó xoay người khoan thai cất bước mà đi. Đối với cái loại nhà giàu mới nổi này, Diệp Phàm không có hứng thú cùng hắn ta so đo cái gì. Đương nhiên, từ trên người của hắn, Diệp Phàm cũng cảm thấy một số vấn đề tương đối phức tạp của đồng lĩnh. Người này không phải là chỉ có tiền, thậm chí ngay cả đối với phó trưởng ban thư ký thành ủy Mễ Nguyệt mà cũng khinh thường và cả giám đốc Khổng hình như cũng tương đối kiêng nể người này. Mễ Nguyệt phải không, còn phó trưởng ban thư ký, trong vòng 3 tháng, cô nhất định sẽ trở thành người đàn bà của Phượng Thảo Thiên tôi. Sau lưng không ngờ truyền đến tiếng Phượng Thảo Thiên kiêu ngạo, ngông cuồng đến không biên giới. Bởi vì, vừa rồi giám đốc Khổng cũng có chút bận tâm sự việc bé xé ra to, cho nên, mới tiếp cận bên tai Phượng Thảo Thiên mà có nhắc nhở một chút Mễ Nguyệt lai lịch ra sao. Không thể ngờ được Phượng Thảo Thiên khi đã biết thân phận của Mễ Nguyệt mà rõ ràng còn dám nói ra những lời này. Đồ khốn kiếp! Mễ Nguyệt giận dữ, quay sang mắng một câu. Ha ha ha, mấy chục năm nay, Phượng Thảo Thiên tôi chưa từng nghe nói có người khen tôi như vậy. Tốt tốt, khốn kiếp phải không? Anh sẽ cho cô em biết thế nào gọi là thực sự khốn kiếp. Phượng Thảo Thiên không ngờ phá lên cười. Phượng Thảo Thiên phải không? Mễ Nguyệt bảo mày là đồ khốn kiếp thì mày đúng là khốn khiếp. Chúng ta đi. Diệp Phàm quay đầu đáp lại một câu rồi nhanh chóng đi thẳng. Chỉ có điều, Diệp Phàm không phát hiện, ánh mắt của Mễ Nguyệt vẫn luôn chăm chăm phía sau lưng mình. Hai má không ngờ lại hơi có chút đỏ. Tự nhiên, vận khí con rùa ăn hên của Diệp Phàm vẫn là khiến những người khác có chút động tâm. Diệp Phàm. Phượng Thảo Thiên miệng lẩm bẩm hai chữ này, hỏi tên quân sư phe phẩy quạt mo bên cạnh. Nghe nói qua người này chưa, công tác tại thành ủy sao? Chương 2213, miệng chó ló đầu ra ngà voi. Diệp Phàm, chẳng phải là tân bí thư thành ủy mới được điều tới sao? Trình Giảo Tiền là quân sư quạt mo của Phượng Cách Thiên, tuy nhiên, người này thật sự cũng là có chút bản lĩnh. Thứ nhất, rất thông thạo tin tức, thứ hai, phương cách trị người ta là vô cùng tận. Cái gì trốn thuế lậu thuế đủ mọi chuyện xấu y đều làm tuốt. Chắc là thế, Mễ Nguyệt là phó trưởng ban thư ký thành ủy, người này khẳng định chính là nhân vật số một của đồng lĩnh ta. Tuy nhiên, không thể ngờ được người này lại biết động nắm đấm. Giám đốc Khổng hoảng hốt hiểu ra, hơi sững sờ mất một lát rồi mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bởi vì hắn nghĩ tới cha của ông chủ Khổng Đông Phong lại là thứ trưởng thường trực bộ xây dựng, mặc dù Diệp Phàm là nhân vật số một thành ủy, tuy nhiên cũng chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở thôi. So với bộ trưởng là khác nhau một trời một vực. Bí thư thành ủy thì sao nào? Bố sẽ cho hắn biết mùi Phượng gia. Phượng gia nhìn chằm chằm bóng Diệp Phàm đã đi xa, thanh âm kia là từ trong kẽ răng rít lên. Diệp Phàm ba người lại tìm cái một chỗ khác để ngồi. Bí thư Diệp, so đo với hạng người như thế có gì tốt? Tuy nhiên, người này ở tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta cũng tương đối có danh tiếng. Người được gọi là Phượng gia, vốn tên là Phượng Thảo Thiên. Ở tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta được coi là một hào chủ mỏ than có máu mặt. Số mỏ than trong tay hắn ta chí ít cũng có thể xếp vào hàng top 3 ở đồng lĩnh. Hơn nữa, trong tay còn có nuôi một đám du côn. Chuyện xấu gì cũng đã làm qua, bí thư Diệp vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu không thì kêu cơ quan công an ra mặt đe hắn ta một chút. Lúc này, cục trưởng Lục có chút bận tâm mà đề nghị. Ha ha! Diệp Phàm khoát tay áo, vẻ mặt thoải mái mà rằng. Cục trưởng Lục, đồng lĩnh này vẫn là thiên hạ của đảng ủy chính quyền. Khi nào lại đến lượt chủ mỏ than chạy ra vung tay múa chân vậy? Bí thư Diệp, tôi không phải có ý tứ kia. Chỉ có điều, có những kẻ tiểu nhân lắm thủ đoạn, chúng ta không cần phải đọ sức với chúng làm gì. Cục trưởng Lục mặt đỏ lên, khẩn trương nói. Bí thư Diệp, tôi cũng cho rằng nên gọi cơ quan công an ra mặt răn đe bọn họ một chút cho thỏa đáng. Bọn chủ mỏ than đó điên cuồng thế nào, bí thư Diệp trước đây chắc là chưa từng thể nghiệm qua. Ở chỗ sáng thì chúng ta sợ bọn họ làm gì, nhưng, sau lưng những người này rất điên cuồng chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc này, ngay cả Mễ Nguyệt cũng lên tiếng khuyên nhủ. Cô nên lo cho mình trước đi. Diệp Phàm nửa cười nửa không liếc Mễ Nguyệt một cái. Hừm, miệng chó ló đâu ra. Mễ Nguyệt thốt ra nửa câu này bởi vì cô nàng nghĩ tới những lời nói nhảm kiêu ngạo, ngông cuồng của Phượng Thảo Thiên,
rằng trong vòng 3 tháng cô sẽ trở thành người đàn bà của hắn. Tuy nhiên, mới nói ra một nửa lại nghĩ đến người mình đang đối mặt là nhân vật số má trong thành ủy. Cho nên, cuối cùng hai chữ ngà voi lại đành bậm môi nhét vào trong bụng. Bố đây đúng là có cẩu tính, Diệp Phàm trong lòng tự giễu thầm một câu. Cùng lúc này, trong một phòng bao ở tòa lầu khác, chủ tịch thành phố Cao Thành đang cùng mấy người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Đào Cư Lễ cười nói. Chủ tịch thành phố, tiểu tử kia đến đây 3 ngày rồi. Có vẻ như chuyện gì cũng không chịu làm. Hôm nay không ngờ lại kêu Mễ Nguyệt cùng hắn đi dạo phố. Không đúng, hình như còn có Lục Địa Vận và Tuyên Minh Đường hai người nữa. Kỳ quái, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, một người trung niên lên tiếng, người này là Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Quân Đỉnh, một trong những hạt nhân của đường dây phe cánh Cao Thành. Ha ha, người ta rất biết thưởng thức, liếc mắt một cái liền nhắm trúng một cành hoa của tòa nhà thành ủy là Mễ Nguyệt cô nương đó thôi, có mỹ nữ cùng đi dạo phố, lại gọi thêm Cục trưởng Cục xây dựng Lục Địa Vận, như vậy liền danh chính ngôn thuận rồi. Cũng đẹp cho cái danh nghĩa đi thị sát kiến thiết đô thị, bộ mặt thành phố vân vân và vân vân. Kỳ thật, tất cả đều là hạng mèo mả gà đồng. Trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh có chút âm dương quái khí hừ nói. Người phụ nữ này, bởi vì bộ dạng chính mình bình thường đến mức thái quá, thậm chí có thể nói là hơi khó nhìn. Hại cô ta muốn dùng thân thể đổi lấy mũ quan mà các lãnh đạo người ta đối với cô ả đều không có hứng thú. Cho nên, tự nhiên không ưa cái dáng cao gầy gợi cảm của Mễ Nguyệt. Thậm chí là đố kỵ muốn chết. Ha ha ha. Mấy lời của Phượng Thủy Linh lập tức chọc cho mấy vị đồng chí cười ngất không thôi. Ôi, một tay bí thư nửa mùa được cấp trên cử xuống. Tuy nói là chủ tịch Tề trợ lực đỡ đi lên, tuy nhiên chủ tịch Tề ở tỉnh lo không hết chuyện, nào có thời gian để ý tới hắn. Mọi người coi coi, 3 ngày rồi, ngay cả cái hội nghị thường kỳ ủy viên thường vụ cũng không dám triệu tập. Ít nhất cũng phải triệu tập các thành viên cốt cán trong tổ chức thành ủy để cùng các đồng chí gặp mặt một lần bắt tay làm quen một chút có phải hay hơn không? Ban ngày thì chỉ biết đi dạo phố với đàn bà. Tôi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ các lãnh đạo tỉnh ủy có vấn đề về lựa chọn nhân sự hay không. Đồng Quân Đỉnh lời kia vừa thốt ra, lại bỗng chợt nghĩ tới điều gì. Giống như những lời này vừa ra là có ý đại bất kính với các lãnh đạo tỉnh ủy. Tuy nói đều là cùng bọn với Cao Thành, nhưng, việc này, ai có thể đảm bảo vì chức quyền hoặc ích lợi mà người cùng bọn không ra mặt tố cáo. Phe cánh quan hệ, đơn giản cũng chỉ là vì một chữ lợi mà thôi. Khi thực sự có xung đột về lợi ích, người ta xuống tay sẽ không lưu tình chút nào. Cho nên, y mới khẩn trương ngượng ngùng giải thích. Đây không phải là tôi có ý nhằm vào các lãnh đạo tỉnh ủy. Mọi người thử nói xem, đồng chí Khổng Đoan sẽ có thái độ ra sao với tân bí thư của chúng ta. Đào Cư Lễ có chút kỳ quái mà rằng. Thái độ gì chứ, anh Đào, việc này còn phải hỏi. Đồng chí Khổng sẽ dễ dàng khuất phục như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này cũng hơi đặc biệt, tất cả mọi người đều đang nhìn vào. Ngay cả mấy con cẩu đám Trương Hồng Đông khẳng định cũng đang nhìn vào. Đồng Quân Đỉnh lạnh lùng hừ nói. Người này đặc biệt có ác cảm với bí thư đảng quần chúng Khổng Đoan. Đó là bởi vì y vừa bị đồng minh của Khổng Đoan, cũng chính là bí thư đảng ủy công an thành phố Chỉ Hạo cường ép đến thiếu chút nữa không thở nổi. Chỉ Hạo vốn là bí thư đảng ủy công an thành phố chứ cũng chẳng kiêm nhiệm cục trưởng công an, vậy mà lại muốn đến cục công an thành phố vung tay múa chân, còn Đồng Quân Đỉnh cũng là kẻ có khí phách. Đương nhiên không để một ông lãnh đạo không đâu đến địa bàn giành giật. Hơn nữa, hai người đều có phe cánh. Tự nhiên, mâu thuẫn cũng là càng ngày càng sâu. Gần đây căng thẳng ngày càng lớn. Có vẻ chỉ cần một xúc tác nhỏ là sẽ bùng nổ. Đội trưởng Bao, trung đoàn trưởng Cát gọi anh qua đó một chút. Chi đội trưởng Bao Nghị của Trung đoàn Trị An số 1 Sở Công an tỉnh Tấn Lĩnh nhận được thông chi của văn phòng. Bao Nghị đặt điện thoại xuống rồi đến thẳng văn phòng Trung đoàn trưởng Cát Lương An. Cát Lương An là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Trị An tỉnh, là thủ trưởng của Bao Nghị. Tuy nhiên, khi vào văn phòng của Trung đoàn trưởng Cát thì phát hiện sắc mặt ông ta có chút không vui. Thấy Bao Nghị tiến vào, Trung đoàn trưởng Cát chỉ vào chiếc ghế đối diện nói. Ngồi đi. Hơn nữa. Trung đoàn trưởng Cát còn phá lệ tự mình rót trà cho Bao Nghị. Bao Nghị có chút thụ sủng nhược kinh, được yêu ái mà sinh lòng sợ hãi. Tuy nói Bao Nghị là bị người bên Trung đoàn cảnh sát hình sự tỉnh đuổi tới Trung đoàn Trị An đấy.
nhưng trung đoàn trưởng Cát đối với hắn ta vẫn còn tương đối chiếu cố cho. Ở trung đoàn Trị An, vẫn cấp cho Bao Nghị ba xào ruộng, cho nên hắn ta mới có cơ hội nhận cái danh hiệu thiết hùng gấu sắt. Sếp Cát, có chuyện gì anh cứ trực tiếp giao phó, tôi chịu được. Bao Nghị thấy Cát Lương An cả nửa ngày vẫn lý nhí trong cổ họng, đã giết hết hai điếu nicotin bự chẳng vô trong bụng rồi. Bao Nghị đã mơ hồ có cảm giác bất an. Ôi! Trung đoàn trưởng Cát đứng lên chuyển người tới bên này, vỗ vỗ vai Bao Nghị nói. Cậu đó, chính là tính khí bướng bỉnh như một con trâu, tám con ngựa cũng kéo không lại. Lần trước chọc ra chuyện còn chưa đủ sao, cũng không chịu ghi nhớ bao lâu. Cậu là thế nào mà bị người ta phạt từ trung đoàn hình sự đuổi sang bên trung đoàn giao thông đấy? Nay mà giễu lại chuyện đó, e rằng cậu sẽ lại đau lòng. Có phải là chuyện của Trần Tiểu Mãn với Hồ Thuyết ba người tên tiểu tử đó đã kích động những người khác? Chẳng qua là vụ đua xe bình thường thôi. Bữa đó tôi giam bọn họ nửa ngày, phạt thêm một khoản chắc chắn là hợp lý hợp pháp. Cũng không có chút nào bất hợp lý, có phải hay không? Bao Nghị nói. Ôi, việc này chỉ là một mồi lửa. Chuyện của cậu lần trước không phải còn chưa có giải quyết sao? Chúng ta vẫn đang cố tranh thủ cho cậu. Muốn đem việc này tiêu trừ trở về con số không sạch sẽ. Nào ngờ cậu lại đi tìm phiền phức với hai đứa con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Trần và Phó Giám đốc Sở Hồ. Cậu không biết bọn họ ư, người ta đều là thái tử đảng, chúng ta không thể trêu vào. Cả cái thằng tên Thẩm Quát kia cũng là con trai của Thẩm Nhất Thiên. Ba tên này được gọi là Tấn Lĩnh Tam Hổ, cậu đi chọc giận bọn chúng làm gì chứ? Bả vai non nớt của cậu có thể khiêng được đòn đánh của cả Tam Hổ này sao? Hơn nữa, cậu còn đánh người, tuy nói bọn chúng đều nên đánh, nhưng người ta không có cho là như vậy. Giờ thì hay rồi, có kẻ nhất định sẽ đem chuyện xưa moi móc đi ra. Trung đoàn trưởng Cát vẻ mặt âm trầm lo lắng. Có phải là ngay cả trung đoàn cảnh sát giao thông cũng không lưu tôi được nữa rồi? Bao Nghị mặt cứng đờ, một cơn phẫn nộ từ đáy lòng xông thẳng lên óc. Cậu cứ tự mình xem xét một chút đi, đây là ý kiến xử lý. Trung đoàn trưởng Cát vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bao Nghị rồi đưa qua một bản thông chi, đoạn thở dài, nói. Tôi đã cố hết sức, vốn dĩ bọn họ còn nói phải khai trừ khỏi đảng viên nữa cơ đấy. Bảo tôi đi vọng gác chỉ huy giao thông tôi không sợ, Bao Nghị tôi là đứa nhỏ xuất thân nghèo hèn, khổ hơn con chó. Bao ngày dầm mưa dãi nắng tôi đây cũng có thể chịu được. Nhưng biên bản xử phạt này, dựa vào cái gì mà bảo tôi ký vào? Tôi có cái gì sai, không được. Tôi phải đi tìm giám đốc Sở. Bao Nghị tức giận giống lên một tiếng, môi co rúm, trong mắt đã hơi vằn đỏ. Ôi, đừng đi náo loạn nữa, còn làm thế thì phỏng chừng cả bộ đồ cảnh sát này cậu cũng giữ không nổi đâu. Cậu cứ ra chỗ vọng gác với anh em, đợi khi sóng gió qua đi, bọn họ quên cậu đi thì tôi sẽ lại nghĩ biện pháp đưa cậu trở về. Dù sao hiện tại cậu vẫn còn thuộc trung đoàn cảnh sát giao thông có phải hay không, chỉ có chút thay đổi về địa bàn công tác thôi. Cát Lương An tận tình khuyên nhủ. Sếp Cát, tôi hiểu được anh rất tốt với ta. Thôi vậy, tôi không làm khó anh nữa, tôi đi gác đây. Bao Nghị cầm lấy biên bản, ngẩng đầu đi ra khỏi văn phòng của trung đoàn trưởng Cát. Ôi, cậu là anh hùng. Cát Lương An tôi hổ thẹn không bằng, cậu đã làm được việc mà Cát Lương An tôi không dám. Chẳng qua cậu là con dao sắc bén đến nỗi khiến những kẻ khác sợ hãi. Hãy giữ gìn. Cát Lương An nhìn theo bóng Bao Nghị đã dần đi xa, lặng lẽ thở dài. Ngày hôm sau, trên sở giao thông tỉnh cử đến một thanh tra cảnh sát cấp 1. Anh ta tay cầm gậy chỉ huy, đứng giữa trời nắng chang chang mà chỉ huy giao thông. Dù mặt trời nóng đến chói chang, trên trán đều là mồ hôi nhễ nhại, nhưng tấm lưng của anh ta vẫn đứng thẳng tắp. Cẩn thận tỉ mỉ điều khiển chiếc gậy chỉ huy trong tay. 9 giờ sáng ngày 26 tháng 10. Diệp Phàm đến Đồng Lĩnh sau mấy ngày liền triệu tập hội nghị thường vụ đầu tiên. Bởi vì là bí thư mới đến nhận chức lần đầu tiên mở hội nghị thường vụ, cho nên, tính cả Diệp Phàm thì ngoài chiếc ghế trưởng ban thư ký thành ủy vẫn để trống, 12 vị ủy viên thường vụ khác đều đến đông đủ. Chương 2214, thái độ kỳ lạ của Cao Thành. Số 1, bí thư thành ủy, Diệp Phàm. Số 2, chủ tịch thành phố, Cao Thành. 3 bí thư đảng quần chúng, Khổng Đoan. 4 phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, Lý Vi. 5 phó chủ tịch thường trực thành phố, Tất Vân Lý. 6 phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ, Ngọc Xuân Phong.
7 trưởng ban tổ chức cán bộ, Đào Cư Lễ. 8 trưởng ban tuyên giáo, Phượng Thủy Linh. 9 bí thư đảng ủy công an, Trì Hạo Cường. 10. Trưởng ban thư ký thành ủy, Vẫn Để Trống. 11. Tư lệnh quân khu tỉnh, Lã Lâm. 12. Bí thư quận ủy Đồng Lĩnh, Nhậm Tín Thiên. 13. Bí thư thành ủy Trương Hà, Vương Long Đông. 9 giờ khai mạc, Diệp Phàm đến trước thời gian quy định lúc 8 giờ 55, cùng phó trưởng ban thư ký thành ủy Mễ Nguyệt bước vào phòng hội nghị, bỗng phát hiện các đồng chí đều đã đến đông đủ. Lướt qua trên mặt 11 vị ủy viên thường vụ, Diệp Phàm bước về phía chiếc ghế đại biểu cho quyền lực cao nhất ở Đồng Lĩnh. Giờ phút này cả phòng họp vốn dĩ đang ồn ào náo nhiệt bỗng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng đôi chân Diệp Phàm bước từng bước một. Gạn nắp chén trà, Diệp Phàm nhấp vào một ngụm, lại liếc nhìn ai nấy một lượt, đoạn nói. Đây là hội nghị thường vụ đầu tiên triệu tập mọi người từ khi tôi đến Đồng Lĩnh. Trước cuộc họp này tôi cũng cùng các vị đồng chí làm quen qua. Tôi cũng không dài dòng nữa, tại sao phải mở hội nghị thường vụ, vậy thì phải nhắc chuyện ngày thứ ba sau khi tôi đến Đồng Lĩnh. Ở đoạn đường cách văn phòng thị ủy chúng ta không xa đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. Một xác chết hai mạng người, các đồng chí hẳn là đã nghe nói qua chứ. Đúng vậy, là một phụ nữ có thai, bị xe đụng phải mà chết. Rất thảm thương, nghe nói đứa bé trong bụng đã hơn mấy tháng rồi. Thấy tất cả mọi người đều không ai đáp, bí thư thành ủy Trương Hà, vốn là thị xã trực thuộc quận Đồng Lĩnh là đồng chí Vương Long Đông đành làm người đầu tiên tiếp lời. Thảm quá, tất cả mọi người chắc đều đã thấy hoặc nghe nói qua. Vậy vì sao lại chậm chế áp dụng các biện pháp để ngăn không cho những thảm kịch như vậy phát sinh thêm? Sau khi việc này xảy ra, tôi đã đi tìm hiểu qua, phố Tân Long chúng ta bởi vì nguyên nhân đặc thù mà hàng năm đều có mấy mạng người nhét vào một đoạn đường này. Thưa các đồng chí, sinh mạng là vô giá. Sinh mạng một khi mất đi thì dù có dùng bao nhiêu tiền của đều sẽ không thể lấy lại. Cho nên, việc này nhất định phải giải quyết. Hôm nay tôi cho triệu tập tất cả các đồng chí đến đây chủ yếu là vì việc này các đồng chí giao lưu một chút về quan điểm, tìm ra một phương án có thể thực thi và mang lại hiệu quả, giải quyết triệt để xong vấn đề phố Tân Long vốn rất nan giải. Diệp Phàm giọng điệu rất ngưng trọng, rất nghiêm túc. Diệp Phàm vừa nói xong, cả phòng họp im ắng hẳn. Vương Long Đông đợi một lúc rồi mới lên tiếng. Phố Tân Long kẹt ở giữa hai tòa nhà của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Đường phố so với chỗ khác hẹp đi không ít, do đó giải quyết triệt để, mở rộng đường phố chính là phương án tốt nhất. Bởi vì Vương Long Đông xếp hạng thấp nhất trong số ủy viên thường vụ thành ủy, cho nên để người này lên tiếng trước cũng là để không khí cuộc họp được bình thường, đảo không khiến cho người ta hoài nghi y cùng Diệp Phàm đang phối hợp đóng kịch. Kỳ thật, khúc dạo đầu này, hai người đêm qua đã sớm thương lượng kỹ lắm. Mở rộng đường phố, nói dễ hơn làm. Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy Đồng Lĩnh Nhậm Tín Thiên thản nhiên xen vào một câu lấp lửng nửa chừng. Đúng, khó khăn đích xác là rất lớn. Tư lệnh quân khu tỉnh Lã Lâm gật gật đầu nói, phong cách quân nhân của Lã Lâm chính là nói năng thận trọng. Không cần bàn những chuyện khác, bây giờ mảng kiến thiết đô thị là khó khăn nhất đấy. Mở rộng đường phố chẳng phải là cần dỡ bỏ mặt bằng gì đó sao? Cửa hàng người ta mặt tiền đang đẹp như thế mà chịu đồng ý rời đi chỗ khác sao? Nếu có được đi chăng nữa thì tiền bồi thường lấy ở đâu ra? Bởi vậy sẽ dẫn đến một loạt vấn đề rất khó giải quyết. Hơn nữa phố Tân Long có một phần lớn đều là nằm trong địa bàn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều đã được quy hoạch xong xuôi, sao có thể tùy tiện hủy bỏ? Lại còn phải quy hoạch thêm lần nữa, xài hết bao nhiêu tiền? Bí thư đảng ủy công an Trì Hạo Cường cau chặt mày mà phản ứng. Ôi, có nhiều thứ đúng là hủy đi không có tiện. Lúc này, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố Ngọc Xuân Phong liền thở dài. Diệp Phàm liếc nhìn một cái, nhưng thật ra trong lòng lại gật đầu. Cảm thấy người này là có thể tranh thủ một chút, lời của hắn ngầm có ý nhắc nhở Diệp Phàm, kỳ thật phỏng chừng chính là bốn pho sư tử đá trước đại môn rồi. Đoán chừng là lo Diệp Phàm không rõ lắm lai lịch của bốn pho sư tử đá này mà làm lung tung, phạm vào lãnh đạo. Người này nếu đã có ý nhắc nhở hắn thì phỏng chừng không phải là người của phe Cao Thành và Khổng Đoan. Tuy nhiên, cũng có thể là kết quả sau khi Tề Thiên nhắc nhở đứa cháu họ Ngọc Đông. Kỳ thật việc này cũng không phải chuyện mới mẻ gì, từ mấy năm trước đã phát sinh. Chỉ có điều vẫn kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết được.
Bởi vì, chuyện phiền toái nhiều lắm. Không phải là Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta không làm mà căn bản là không giải quyết được. Lúc này, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tất Vân Lý lên tiếng. Không giải quyết được, chỉ sợ là mọi người không ai muốn giải quyết thôi. Chúng ta là ai, là thành viên cốt cán của bộ máy chính quyền đồng lĩnh. Chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn mạng người quy thiên, vừa rồi Bí Thư Diệp cũng nói qua rồi, sinh mạng là vô giá. Cho dù là Ủy ban Nhân dân thành phố mất đi một tí tiền cũng là nên chăng thế. Tôi nhận thấy rằng chuyện này nhất định phải giải quyết xong. Mỗi lần phát sinh tai nạn xe cộ, trong lòng Lý Vi liền khổ sở không nguôi. Tuy nói mảng kiến thiết đô thị không phải phạm vi Lý Vi tôi được phân công. Nhưng, lòng người đều không phải là gỗ đá. Lý Vi này không phải là thần thánh mà có ý chí sắt đá. Bỗng lúc này chuyện lạ đã xảy ra. Phó Bí Thư Thành ủy đồng chí Lý Vi đã tỏ thái độ dứt khoát ủng hộ Diệp Phàm. Lý Vi còn kiêm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố. Diệp Phàm cảm giác người này hình như là đang trực tiếp phản bác ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tất Vân Lý, lại giống như đang nhắm mũi nhọn vào ngay lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch thành phố Cao Thành. Nói ngoài miệng đương nhiên là dễ dàng đơn giản rồi, còn khi đi vào thực thi thì... Đầu tiên không được dỡ bỏ tường vây bên ngoài cùng với cửa chính của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu anh Lý muốn giải quyết vấn đề này, đương nhiên có thể cho người đến đem cửa chính dỡ bỏ đi. Không thể ngờ trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh lại đấu lại Lý Vi một câu. Lý Vi cũng như nghĩ tới điều gì, nhất thời có chút tịt ngòi. Phượng Thủy Linh trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Ha ha, nếu Bí Thư Diệp hạ lệnh hủy đi, Cao Thành tôi không có ý kiến. Cũng không phải Cao Thành tôi tiếc mấy đồng bạc lẻ, cần thì cũng phải tiêu thôi. Lúc này, Chủ tịch thành phố Cao Thành ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nghe kiểu nói chuyện đánh bài ngửa của y như vậy, tất cả mọi người quay sang nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cao Thành rõ ràng là có ý này nọ, rõ ràng đang làm khó Diệp Phàm, hơn nữa, còn có ý kích tướng. Nếu không thể áp chế dáng vẻ bệ vệ kia của Cao Thành thì sau này Diệp Phàm càng khó mà cựa quậy. Ngọc Xuân Phong giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn là không thốt ra lời. Đoán chừng là muốn nhắc nhở Diệp Phàm, nhưng lại sợ đắc tội với Cao Thành. Bí thư Diệp muốn giải quyết triệt để vấn đề nan giải này, có phải là nhất định phải hủy đi? Về điểm này, tôi xin bảo lưu ý kiến, xem như bỏ quyền cho ý kiến. Lúc này, bí thư đảng quần chúng Khổng Đoan không mặn không nhạt hờ hững buông một câu. Cao Thành vừa nghe thiếu chút nữa đã muốn chửi má nó rồi. Trong lòng tự nhủ lão già chết tiệt này, không ngờ lại rõ ràng bán rẻ mình. Hơn nữa, tuyệt đối là đang muốn kiếm chuyện. Ha ha! Diệp Phàm cười ba tiếng, dằn thật mạnh chén trà xuống bàn rồi đột nhiên nói. Nếu Chủ tịch Cao cũng ủng hộ đề nghị của tôi, một lòng nghĩ cho người dân, phối hợp công tác với thành ủy như thế thì không hủy đi đâu có được. Hủy! Nói đến đây, Diệp Phàm dừng lại một chút, phát hiện Cao Thành sắc mặt hơi sững sờ một chút. Trong lòng tự nhủ rõ ràng là mày muốn rũ bỏ trách nhiệm, vậy thì bố sẽ không cho mày như ý nguyện. Phải kéo mày vào cùng chịu tội. Mấy ngày qua tôi có cho triệu tập mấy đồng chí phụ trách bên xây dựng đô thị và giao thông, cũng có nghiên cứu qua vấn đề này, lúc đầu cũng có nhờ đồng chí Mễ Nguyệt dẫn một số chuyên gia đi nghiệm chứng qua. Phát hiện là không thấy một con đường thứ hai nào có thể thay thế phố Tân Long. Cho nên, vì sinh mạng con người, con đường này nhất định phải mở rộng. Không mở rộng là không thể. Hơn nữa, để giảm bớt lưu lượng xe cộ, không để thảm kịch phát sinh thêm. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố phải hủy bỏ quy định cũ. Vốn là không cho lái xe vào bên trong thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Ta thấy như vậy là không được, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta diện tích vẫn là rất rộng mà. Diện tích đất trống vẫn là tương đối, nếu để xe đỗ vào đây, ít nhất có thể đậu mấy trăm chiếc. Cũng không cần phải đỗ trên đường nữa rồi, đỗ trên đường một là gây cản trở giao thông, thứ hai là cũng ảnh hưởng đến diện mạo cảnh quan thành phố. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này, Cao Thành mới nói ra hai chữ đoạn lại nhìn khắp mọi người một lượt mà rằng. Chỉ sợ có chút không thỏa đáng, chuyện này, thật ra đã thành luật bất thành văn nhiều năm nay của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Ít nhất, đã có chừng 20 năm lịch sử. Tôi nhớ lúc tôi mới đến đây công tác cũng đã tới nơi này làm việc, mới phát hiện xe không cho đỗ vào đây. Hơn nữa, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đại biểu cho hình tượng của đảng,
vốn dĩ quy hoạch bên trong đích xác đều không có chỗ cho bãi đỗ xe. Đúng vậy, nếu cho toàn bộ xe đỗ vào, phỏng chừng, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta thực sự biến thành bãi đỗ xe mất rồi. Đến lúc đó vàng thao lẫn lộn, thứ nhất là bất lợi cho công tác quản lý. Thứ hai là khi xe cộ vào ra, cũng là ầm ĩ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân viên công tác đang làm việc. Việc này đối với hình ảnh chính quyền hay hiệu suất công việc của văn phòng ủy ban nhân dân, mọi phương diện đều sẽ dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực. Lúc này, trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh liền tiếp lời. Điểm này đích xác có chút vấn đề, tuy nhiên, có thể ra một số quy định thích hợp. Tỷ như, khi đến nơi làm việc mà lái xe vào thì không được ấn còi, tốc độ phải chậm. Còn nữa, chỉ cho xe công vụ ra vào, không thể dừng đỗ lâu. Tin rằng có thêm một loạt quy định này, có mở điểm đỗ xe cũng không có gì là trở ngại. Ngọc Xuân Phong cho ý kiến. Đúng vậy, so với cái giá phải trả bằng sinh mạng mà nói, bấy nhiêu đó có là gì? Hơn nữa, quy định xe đến làm việc không được dừng ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, chuyện này phỏng chừng cũng chỉ là quy tắc ngầm định của đồng lĩnh ta. Những nơi khác đều cho phép dừng đỗ xe, cũng thật dễ dàng cho các đồng chí đến làm việc có phải hay không? Người ta đều được thì chúng ta có gì mà không được, huống chi, tình trạng giao thông đã thế này, nếu có người kiến nghị lên trên, tất cả chúng ta ngồi đây đều có trách nhiệm cả đấy. Nếu cấp trên cho người xuống dưới xem xét, phát hiện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hai viện chúng ta cản trở giao thông. Vậy chúng ta làm lãnh đạo đồng lĩnh, trách nhiệm sẽ càng lớn. Hơn nữa, sẽ để lại ấn tượng xấu là chúng ta coi thường sống chết của người dân. Tôi thấy, tình hình này là nhất định phải thay đổi. Hơn nữa, mở rộng, phá bỏ tường vây đều phải tiến hành. Bằng không, không giải quyết được căn bản của vấn đề là không ổn. Vương Long Đông khẩn trương lên tiếng ủng hộ Ngọc Xuân Phong, trên thực tế chính là ủng hộ đề nghị của Diệp Phàm. Hủy đi là có thể, tuy nhiên, cải tạo quy hoạch kiến thiết một lần nữa cùng một loạt chuyện ăn theo sẽ tiêu tốn không ít kinh phí. Đồng lĩnh ta cũng không giàu có gì, so sánh với các địa phương duyên hải thì chúng ta thu không đủ chi. Không thể ngờ Khổng Đoan lại bắt đầu thêu dệt ra chuyện rồi, rõ ràng đang giật dây cao thành. Bởi vì, chủ tịch thành phố là người quản ngân sách. Chương 2215, làm sao lại câu kết nhanh như vậy được? Độ khó không nhỏ, thu nhập tài chính của thành phố chúng ta trong một năm, phát lương xong thì chỉ có thể làm được xây dựng cơ bản nhất thôi. Tuy nhiên, mặc dù có khó khăn nữa, nếu Bí Thư Diệp đã có chỉ thị này thì tôi nhất định sẽ phối hợp với Bí Thư Diệp. Tay của Bí Thư Diệp chỉ đi đâu thì tôi sẽ chạy theo hướng đó. Các đồng chí thấy tôi nói có đúng không? Chủ tịch Cao nói. Vốn tưởng y sẽ trốn tránh, nhưng không ngờ lại theo Diệp Phàm như vậy. Đương nhiên, Khổng Đoan cũng hiểu, phỏng chừng mọi người ngồi dưới cũng hiểu. Cao Thành, tuyệt đối không yên tâm, chẳng qua là muốn thừa dịp Bí Thư Diệp đến, không tỏ tình hình mà để cho ông ta ra tay hủy bốn con sư tử kia đi. Đến lúc đó, Cao Thành có thể nói rằng đó là chấp hành chỉ thị của Bí Thư Diệp mà thôi. Vậy được, nếu Bí Thư Diệp đã thì chỉ. Chủ tịch thành phố Cao cũng đồng ý phối hợp thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Chuyện này tôi không phát biểu, xem như là bỏ phiếu trắng, mọi người quyết định là được. Khổng Đoan nói thẳng ra, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì thì người ta cũng không chụp trách nhiệm lên đầu mình được. Bí thư Diệp, còn cửa lớn này. Lúc này, phó trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt ngồi bên cạnh cũng không, đành lòng, ghi như vậy, liền nói với Diệp Phàm là rất bất lợi. Muốn nhắc nhở Diệp Phàm một chút. Tuy nhiên, vừa mới nói đến đây, không ngờ Cao Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là hội nghị thường vụ thành ủy, mọi người phải chú ý chức trách của mình. Đây chính là Cao Thành đang cảnh cáo Mễ Nguyệt, rằng cô không có quyền mở miệng, cứ làm tròn bổn phận ghi chép của mình là được, cái này gọi là chú ý chức trách của mình. Chủ tịch thành phố Cao, ông hiểu lầm rồi. Vừa rồi lúc ghi chép, tôi luôn suy nghĩ đến chuyện cửa lớn. Nếu chuyện này thành ủy đã quyết định, thì tường vây chắc chắn phải phá đi, để mở rộng đường Tân Long. Tôi nghĩ, cửa lớn này là bộ mặt của cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chỉ bằng khi cải tạo thì phá hẳn đi, rồi xây lại. Đã xây thì xây hẳn cửa lớn cho hiện đại vào. Như vậy để thể hiện rằng, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta luôn hướng về phía trước, có đúng không? Huống chi, mấy ngày trước, Bí thư Diệp đã bổ nhiệm tôi làm tổ trưởng tạm thời tổ công tác mở rộng đường Tân Long. Nếu tôi đã làm tổ trưởng rồi, thì cũng muốn hỏi cho rõ ràng chuyện này.
Bằng không, làm sao tôi sắp xếp cán bộ quy hoạch, có phải không? Mễ Nguyệt không bị Cao Thành uy hiếp mà thay đổi, nhắc nhở vấn đề cửa lớn một lần nữa. Hôm nay, Mễ Nguyệt coi như là trở mặt với Cao Thành rồi. Diệp Phàm càng tán thưởng cô hơn. Có chuyện này sơ sao, sao tôi chưa nghe qua nhỉ? Bổ nhiệm lúc nào thế? Giấy tờ bổ nhiệm đâu rồi? Cao Thành tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Tự nhiên, Mễ Nguyệt lọt vào danh sách đen của ông ta rồi. Ha ha, lúc ấy xảy ra tai nạn giao thông. Tôi liền gọi người phụ trách của ngành xây dựng đô thị và ngành giao thông đến để hỏi. Cảm thấy xử lý không được, cho nên tạm thời để đồng chí Mễ Nguyệt làm tổ trưởng, còn hai đồng chí phụ trách mảng giao thông và xây dựng đô thị làm tổ phó. Lúc ấy bởi vì chuyện này chưa được đem ra thảo luận ở hội nghị thường vụ, cho nên chỉ có thể nói là sắp xếp bằng miệng mà thôi. Đương nhiên là chưa có văn bản giấy tờ rồi. Tuy nhiên, hiện tại tôi cảm thấy việc này hội nghị thường vụ thành ủy đã quyết định xuống rồi. Việc mở rộng đường Tân Long là sự thật, là quyết định của tập thể chúng ta. Tôi thấy, việc mở rộng đường Tân Long này. Diệp Phàm nói đến đây cố ý dừng lại một chút, nhìn mọi người một cái rồi mới nói tiếp. Nếu việc điều tra, quy hoạch của đồng chí Mễ Nguyệt đã có vài ngày rồi, thì đã quen với công việc này rồi. Tôi cảm thấy, có thể giao việc này cho đồng chí Mễ Nguyệt phụ trách. Các đồng chí thấy thế nào? Vậy được, bí thư Diệp đã bổ nhiệm rồi thì chúng tôi còn gì để nói nữa chứ? Không ngờ, Cao Thành lại lập tức đồng ý. Mọi người thấy Cao Thành như vậy nên cũng đồng ý. Việc bổ nhiệm này coi như đã quyết định xong. Muốn cho tôi mắc bẫy hư, các người cứ đợi đấy nhé. Diệp Phàm mắng thầm một tiếng. Bí thư Diệp, nếu hiện tại hội nghị thường vụ đã bầu tôi làm tổ trưởng rồi. Vậy thì, sau khi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rời khỏi địa bàn rồi, tôi cảm thấy việc cải tạo hai cửa lớn nên là trọng điểm. Đã làm phải làm cho hẳn hoi tử tế mới được. Đồng chí Mễ Nguyệt, ý tưởng này của đồng chí là tốt. Tuy nhiên, đó là cửa lớn, là bộ mặt của chúng ta. Nói câu ngoài chủ đề một chút, con người chúng ta đều coi trọng mặt mũi, hơn nữa cũng rất chú ý về vấn đề phong thủy. Cửa lớn đã ở đó bao nhiêu năm rồi? Trong những năm qua thành phố chúng ta vẫn phát triển rất tốt. Chứng tỏ rằng nó cũng chống đỡ cho sự phát triển của thành phố. Huống chi, tuy rằng hai cửa này có từ lâu rồi. Nhưng không thể dùng từ cũ kỹ được mà phải gọi là cổ xưa. Theo văn vật và lịch sử mà nói thì đây là cổ phong, là biểu hiện của tính nghệ thuật lâu đời. Cửa lớn này chỉ cần tu sửa một chút là được, tốt nhất là giữ lại phong cách xưa, những cái khác không cần phải động tay vào. Diệp Phàm bổ một nhát búa xuống, Cao Thành thiếu chút nữa thì hôn mê rồi. Không động vào cửa lớn thì sao động vào được bốn con sư tử đá kia? Mà không động vào sư tử đá thì làm sao khiến Diệp Phàm đắc tội với bốn vị tôn đại thần được? Kế hoạch của mình sẽ tan thành mây khói sao? Nhưng, Cao Thành lại không dám phản đối trước mặt Diệp Phàm. Nếu như người ta nói ông cứ khăng khăng đòi phá cửa chính, mà bí thư Diệp lại không đồng ý. Đến lúc đó không phải bốn vị tôn đại thần sẽ không oán chết ông sao? Còn Diệp Phàm kia, tự nhiên lại trở thành người bảo vệ. Cao Thành đương nhiên không dại mà đi giúp hắn như vậy. Đành phải nhẫn nhịn xuống, nghĩ bụng rằng khi quy hoạch cụ thể sẽ dở trò sau. Cao Thành thực sự có chút hối hận rồi, có cảm giác của một kẻ đi ăn trộm gà đã không thành lại còn bị mất đi nắm gạo. Tiền này là cục tài chính bỏ ra, muốn chơi xấu người ta lại chẳng được. Trong lòng Cao Thành thực sự cảm thấy rất khó chịu. Vừa về đến Ủy ban Nhân dân thành phố, Cao Thành đã đập xuống mặt bàn một cái. Con đàn bà này, tao sẽ cho mày biết tay. Lão Khổng, hôm nay đốt lên một ngọn chiến hỏa rồi, là dấu hiệu tốt, ha ha. Tất Phân Lý cười nói trong điện thoại. Ừ, mở đầu không tồi. Người ta nói mở đầu tốt đẹp là một nửa thành công, chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu vậy. Phải tách tay họ Cao và họ Diệp ra. Việc này, tôi nghĩ, cho dù chúng ta không làm gì, bọn họ cũng tự sẽ tách nhau ra thôi. Cái nước TQ này tuy lớn, nhưng có mấy khi bí thư thành ủy lại hợp phách với chủ tịch thành phố đâu. Có phải không nào? Khổng Đoan cười nói. Tay họ Diệp kia tôi có chút nhìn không thấu được, tuy hắn trẻ tuổi, nhưng có vẻ không đơn giản. Tất Phân Lý nói. Có thể ngồi lên cái ghế đó mà lại là một thằng ngốc sao? Tuy nhiên, dù hắn có giỏi. Nhưng dù gì cũng vẫn là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng có chỗ bất lợi. Ví dụ như về kinh nghiệm, hắn có bao nhiêu? Huống chí, tôi thấy hắn cũng không cam tâm chịu làm một con rối đâu.
Còn Cao Thành thì lúc nào cũng ngang ngược, Diệp Phàm thì lại trẻ tuổi, mà ngựa non thì háo đá. Đến lúc đó, hai người đụng phải nhau, chúng ta sẽ có trò hay để coi đây. Khổng Đoan thản nhiên cười nói. Tốt nhất là cứ để cho hai con chó cắn nhau, cuối cùng chúng cũng sẽ gục hết thôi. Tất Phân Lý hừ nói. Cái đó đương nhiên là tốt nhất rồi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tạm thời Diệp Phàm chưa đủ thực lực. Căn bản là chưa đủ sức để chống lại Cao Thành. Cho nên, trong thời gian này, chúng ta chờ thời cơ mà hành động. Thỉnh thoảng có thể ủng hộ Diệp Phàm một chút. Chúng ta phải giúp cho ngọn lửa này lớn dần lên mới được. Trên thực tế, việc mà tôi và ông làm chính là quạt cho lửa cháy mà thôi. Chúng ta đều vất vả đấy. Khổng Đoan nói xong còn thở dài, khiến cho Tất Phân Lý không khỏi bật cười. Ừ, chỉ khi thực lực khá khá rồi mới đủ sức để hình thành đấu trường. Bằng không, thực lực chênh lệch nhau quá lại mất vui. Có những trận chiến, chúng ta thu được lợi ích càng nhiều. Hơn nữa, Diệp Phàm là người quản lý ngũ quan, nếu như không có sự phối hợp của ông và Đào Cư Lễ thì ở mảng nhân sự hắn sẽ gặp phiền phức đấy. Tất Phân Lý cười nói với thái độ vui mừng khi người khác gặp họa. Phiền toái càng tốt, phiền toái càng lớn thì lợi ích của chúng ta càng nhiều. Khổng Đoan thản nhiên cười nói. Mễ Nguyệt có chút kỳ lạ, liệu có phải cô ta câu kết với Diệp Phàm hay không? Mới có vài ngày thôi mà, không nhanh như vậy chứ. Tất Phân Lý chuyển sang đề tài khác. Câu kết ư, không đâu. Tuy rằng Mễ Nguyệt là một bông hoa của thành ủy, nhưng Diệp Phàm cũng không phải thằng ngốc. Nhân vật số một của thành ủy mà lại dễ dàng cắn câu như vậy ư, không có khả năng đó đâu. Tôi nghĩ, đây đơn giản chỉ là tỏ thái độ mà thôi. Mễ Nguyệt là phụ nữ, tuy nói là hoa hồng có gai. Nhưng chính vì cái sự có gái ấy mà muốn ngắt cũng khó. Nếu như cô ta không có gai, thì thân xác của cô ta là cái vốn thuận lợi để được đề bạt. Mà Diệp Phàm vừa đến, khiến cô ta nhìn thấy hy vọng. Vị trí trưởng ban thư ký thành ủy không phải vẫn còn trống đó sao? Mễ Nguyệt chẳng lẽ không muốn nhảy vào ư? Ha ha, cô ta cũng có dã tâm lắm đó. Khổng Đoan nói. Người trẻ tuổi, có thằng nào mà không háo sắc chứ? Mễ Nguyệt, cô ta cũng đang diễn mà thôi. Tất Phân Lý hừ nói. Khổng Đoan tự nhiên cũng hiểu ra, vì nghe nói Tất Phân Lý sau khi ly hôn không lâu thì cũng muốn tòm tem Mễ Nguyệt. Tuy nhiên, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà thôi. Tất Phân Lý đường đường là một phó chủ tịch thành phố. Nhưng lại chưa thể chạm vào trái tim của Mễ Nguyệt, vì vậy lão Tất nói những lời này, cũng có chút gì đó chua chát. Một con cáo già như Khổng Đoan sao lại không hiểu chứ? Ha ha, không phải ông nói cô ta là hoa hồng có gai, không dễ ngắt đó sao? Khổng Đoan cười nói. Không đâm chết được cái thằng con cháu nhà rùa kia đâu. Tất Phân Lý càng nói càng để lộ ra sự ghen tuông. 40 tuổi rồi, không ngờ lại còn ghen tuông kiểu như vậy. Khi Tất Phân Lý và Khổng Đoan nói về Mễ Nguyệt, thì cũng cùng lúc đó đám Cao Thành cũng đang nói về cô. Chủ tịch thành phố Cao, biểu hiện hôm nay của Mễ Nguyệt thật biết tròn biết méo nhỉ. Trưởng ban tổ chức cán bộ Đào Cư Lễ hừ một tiếng nói. Câu biết tròn biết méo kia đương nhiên phải được đặt trong ngoặc kép rồi. Tròn méo cái con khỉ. Cao Thành tức quá liền nói một câu thô tục. Thái độ của Mễ Nguyệt là rõ ràng rồi. Cô ta đang đi trên một con đường màu đen. Trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh lạnh lùng nói.